đẹp đẽ như ngọc, kiều nộn trắng nõn, còn tung bay tóc dài màu trắng, là nữ tử. Nhưng, nửa người trên lộng lẫy, giống như thần nữ, nửa người dưới lại là một cái đuôi rắn thon dài. Giọng Đan Hoàng nghiêm túc. Khương Phàm đưa tay vào hỗn độn nguyên hỏa, nắm chặt quả trứng ngọc kia. Hai tay Khương Phàm dâng lên kim viêm thánh hỏa, kích thích áo giáp ngưng tụ nơi ngón tay, tiến vào hỗn độn nguyên hỏa đang cháy hừng hực. Oanh! Hỗn độn nguyên hỏa đột nhiên sôi trào, phảng phất bị nhận phải mạo phạm, cuốn tới phía Khương Phàm. Đây mới thực là thần hỏa, mặc dù yên lặng trong thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn có uy lực kinh thế như cũ. Khương Phàm quả quyết hóa thú, hài cốt vặn vẹo, da thịt căng cứng, ngay sau đó hai tay hóa thành hai cánh, hai chân hóa thành móng vuốt, đầu, xương sống, thân thể, hoàn chỉnh hóa thú. Kim vũ hoa lệ bao trùm toàn thân. Khương Phàm hóa thân thành chu tước, ngạnh kháng hỗn độn nguyên hỏa bao phủ hắn. Hỗn độn nguyên hỏa càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn hóa Khương Phàm thành cho tàn. Khương Phàm điên cuồng phóng thích kim viêm, chống cự lại hỗn độn nguyên hỏa, huy động hai cánh nhấc trứng ngọc lên. Đan Hoàng xuyên thấu qua ý thức Khương Phàm, cẩn thận quan sát. Thật lâu, chân linh, hỗn độn nguyên hỏa tân sinh, nếu như ta đoán không sai, tòa luyện binh lô thượng cổ này không phải đang luyện binh, mà là đang luyện hỏa. Đan Hoàng chấn kinh, tâm tình mãnh liệt chập chờn rõ ràng đã ảnh hưởng đến Khương Phàm. Có ý gì? Khương Phàm cảm giác được một tia không ổn. Không phải hỗn độn nguyên hỏa đang thôi động luyện binh lô, mà là luyện binh lô đang luyện chế hỗn độn nguyên hỏa. Đan Hoàng chấn kinh đến tột đỉnh, là ai sinh ra ý nghĩ kinh thế hãi tục như vậy, là ai nghiên cứu ra thuật luyện hỏa? Tiền bối, trước đừng kích động, giải thích cho ta đi. Khương Phàm không hiểu, luyện hỏa, không phải hỏa luyện binh, mà là binh luyện hỏa. Thượng cổ thần hỏa đều có đặc điểm, nhưng truyền thừa là một vấn đề lớn. Diệt thế phần thiên viêm là yêu hỏa ban sơ, dựng dục ra chu tước thần tổ vạn cầm, cho nên hậu thế có thể thông qua chu tước đến truyền thừa. Một ít thần hỏa sẽ thông qua diễn biến hình thái, tìm kiếm các bí cảnh đặc thù, đến kéo dài hỏa chủng của mình. Một ít thần hỏa sẽ còn hóa thành một số thứ đặc thù giữa thiên địa, lấy phương thức khác tồn tại vĩnh cửu. Trong đó hỗn độn nguyên hỏa truyền thừa gian nan nhất, bởi vì đại biểu hỗn độn biểu tượng cho vạn vật, cho nên thời kỳ thượng cổ liền lần lượt diễn biến ra vô số liệt diễm thánh viêm, nghe nói có hơn 900 loại. Mà mỗi một lần diễn biến liền sẽ tước đoạt một số lực lượng, tiếp tục diễn biến, tiếp tục tước đoạt. Cứ thế mãi, hỗn độn nguyên hỏa sẽ dần dần hao hết thần tính, hoặc có thể là dập tắt vĩnh cửu, hoặc có thể là rơi vào trạng thái ngủ say. Ta đã từng truy đuổi hỗn độn nguyên hỏa, chính là mong mỏi nó bởi vì kéo dài tiêu hao quá độ mà lâm vào ngủ say, đem mình mai táng tại nơi nào đó, phong tồn tại nơi nào đó. Nhưng cho đến khi ta chết, cũng không phát hiện được. Ta vẫn không hiểu, ngài gọi cái này là luyện hỏa. Có người tìm được nó ngủ say. Sau đó, điên cuồng tụ tập tất cả thánh hỏa liệt diễm nó đã từng diễn biến ra, tinh luyện khí tức, uy lực nguyên hỏa bên trong hỗn độn, sau đó ở trong luyện binh lô này nếm thử tái tạo hỗn độn nguyên hỏa. Khương Phàm bưng lấy trứng ngọc trong tay, hít một ngụm khí lạnh. Trong này là hỗn độn nguyên hỏa chân chính. Đan Hoàng cũng thông qua linh hồn Khương Phàm, quan sát đến linh thể lơ lửng bên trong trứng ngọc, đây là suy đoán của ta, nhưng ta tin tưởng, 89 phần 10 chính là như vậy. Vì sao nó còn đang ngủ say? Vì sao không rời khỏi? Khương Phàm chấn kinh, cũng có nghi hoặc. Nếu dung luyện thành công, ngay lúc đó vị cuồng nhân kia luyện binh vì sao không mang theo nó rời khỏi? Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, nói. Có hai khả năng, đầu tiên, hỗn độn nguyên hỏa không thật sự thành công, hẳn là còn thiếu khuyết mấy cái mấu chốt. Dù sao hỗn độn chân hỏa từ xưa đến nay diễn biến quá nhiều thánh hỏa liệt diễm, có một số sớm liền biến mất vĩnh viễn trong dòng sông lịch sử, muốn hoàn toàn tụ lại còn khó hơn lên trời. Cho nên, vị cổ nhân kia mai táng nơi này, ở phía trên bố trí bảo điện làm ngụy trang, ở phía dưới để đặt thần binh làm bảo vệ. Sau đó ra ngoài tìm kiếm mấy loại hỏa diễm sau cùng kia, nhưng rất đáng tiếc, hắn lại gặp chuyện ngoài ý muốn, chết ở bên ngoài, rốt cuộc cũng không thể trở về tới. Nhưng luyện binh lô còn đang tiếp tục vận chuyển, bản thân hỗn độn nguyên hỏa không trọn vẹn vẫn đang thai nghén, cũng sau khi trải qua thời gian vô tận như thế này đã sinh ra linh thể hoàn toàn mới. Khương Phàm âm thầm gật đầu, bội phục suy luận của Đan Hoàng. Đan Hoàng tiếp tục nói. Loại thứ hai khả năng, Khương Phàm cảm thấy kỳ quái, tại sao không nói? Ta không biết ngươi có cảm giác gì đối với Vĩnh Hằng Thánh Sơn,
dù sao ta càng cảm giác nơi này rất quỷ dị. Nơi này rốt cuộc là vết tích còn sót lại, hay là cổ lao bị người trục xuất. Cho nên, khả năng thứ hai của ta, chỉ là một cảm giác của cá nhân. Ngài nói xem, muốn tái tạo hỗn độn nguyên hỏa, tương đương với muốn tái tạo nguyên lực vạn vật. Nếu như cuồng nhân kia có lý niệm bình thường, cảm xúc bình thường, luân lý cũng bình thường, hắn hẳn là sẽ đơn thuần muốn tạo nên hỗn độn nguyên hỏa. Nếu thật là gia hỏa điên cuồng, nó đã có thể, ngược dòng quay lại, luyện binh thuật, có thể tái hiện thời kỳ thượng cổ thần hỏa khai thiên, hắn có thể ở trong quá trình luyện chế, không ngừng gia nhập chút hỏa diễm khác hay không. Cứ như vậy, rốt cuộc hắn sẽ tạo nên gia hỏa chủng gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Cho nên ta suy đoán loại khả năng thứ hai, là sau khi hắn một phen giày vò, rốt cuộc cũng tạo thành hình, nhưng hắn cảm nhận được sợ hãi. Lại sau đó, hắn không có mang hỏa chủng ra khỏi luyện binh lô, mà là muốn hủy diệt nó. Nhưng thứ hắn hao hết tinh lực suốt đời tạo nên, không phải giết dễ như vậy. Cho nên, hắn thừa dịp hỏa chủng thần bí vẫn chưa hoàn toàn thành hình, liền luyện binh lô chấn áp, dùng ngũ đại thần binh chấn thủ, dùng pháp trận tuyệt thế phong ấn. Liền ngay cả bảo điện chứa đựng hài cốt vạn thú phía trên tầng kia, cũng không chỉ là làm che giấu dùng, mà là cung cấp năng lượng phong ấn cho tầng dưới. Hắn muốn phong ấn nơi này, dùng thời gian vô tận, mài chết nó. Đan Hoàng nói xong, ngay cả Khương Phàm cũng đều cảm thấy lạnh cả người, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn yêu nữ lẳng lặng trôi nổi bên trong trứng ngọc. Nàng là bị vứt bỏ? Hay là bị phong ấn? Nàng là hỗn độn nguyên hỏa tái tạo, hay là quái vật yêu hỏa? Khương Phàm nhìn quanh dưới đáy đỉnh lô mờ tối giá lạnh, muốn tìm vết tích nào đó còn sót lại. Nhưng thật đáng tiếc, không có cái gì cả. Mang nàng rời khỏi đi, vật như vậy, vẫn không nên để lại đến trong tay người khác. Đan Hoàng than nhẹ, rút ra khỏi linh hồn Khương Phàm, trở lại ý thức hải. Khương Phàm yên lặng nhìn trứng ngọc một chút, sau đó thu vào thanh đồng tiểu tháp, rời khỏi luyện binh lô. Tuyệt đối không nên nói chuyện này với người ngoài. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm, trong giọng nói có chút khẩn trương. Tặc điểu chỉ dẫn bọn hắn tới nơi này, rốt cuộc là cơ duyên, hay là đã chạm đến một tai nạn nào đó. Trứng ngọc này, đối với Khương Phàm, đối với thời đại này, rốt cuộc là phúc hay là họa? Ai, vận mệnh đáng chết. Thế sự vô thường, từ nơi sâu xa lại có định số. Hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ diệu. Khương Phàm, không nên sống lại. Thiên hậu lấy khí vận thần triều vì Khương Phàm nghịch thiên cải mệnh, lấy trung nghĩa vô tận rối loạn M Dương, thậm chí lấy linh khí đại địa vì Khương Phàm tái tạo cơ thể, rất có thể đã chạm đến một loại cấm chế thiên địa nào đó. Khương Phàm cưỡng ép luân hồi, trong lúc vô hình sẽ mang đến cho thế giới này rất nhiều biến cố, cũng tự nhiên mà bừng tỉnh rất nhiều biến cố cổ lão mai táng trong thời gian vô tận. Khương Phàm thân ở Nam Bộ, lại bị mang theo bản thân đi đến Tây Bộ tìm kiếm linh bảo, lại gặp được tặc điểu, xông vào nơi này lại phát hiện trứng ngọc, đây tựa hồ là một loại liên lụy của vận mệnh. Ai, thôi, thôi. Đan Hoàng không nghĩ nhiều nữa, yên lặng chìm vào ý thức hải. Khương Phàm, mau tới đây. Xa xa, trong bóng tối truyền đến tiếng của hỏa diễm huyễn điểu. Khương Phàm tiến lên, lại nhìn thấy một tòa bia đá cổ lão, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, dâng thư vài cái chữ to, mai táng, ích hỏa tôn giả. Ích hỏa tôn giả, chủ nhân nơi này sao? Khương Phàm vòng quanh bia đá, không có phát hiện có phần mộ. Tới đây, hỏa diễm huyễn điểu mang theo hắn xông về phía trước, lại nhìn thấy một cái bia đá khác, bên trên viết, mai táng, tứ tượng tôn giả. Còn có. Hỏa diễm huyễn điểu lại mang theo Khương Phàm đi khắp nơi, bên trong bóng tối vô tận liên tiếp phát hiện được bia đá. Mai táng, băng tâm tôn giả. Mai táng, ô hỏa tôn giả. Mai táng, tâm viêm tôn giả. Khương Phàm bay lên không, ngưng tụ hỏa dược hoa lệ, chấn kích toàn lực bay vụt, phân ra hơn ngàn mét. Ánh lửa rơi xuống đất, thiêu đốt nham thạch, thắp sáng màn đêm. Khương Phàm liên tiếp di chuyển, vẩy xuống hỏa vũ đầy trời, chiếu ra phạm vi mấy vạn mét. Lọt vào trong tầm mắt đều là khung cảnh thê lương. Đầy đất đều là bia đá. Nhưng, chỉ có bia, không có mộ phần. Nơi này rốt cuộc là nơi như thế nào? Hỏa diễm huyễn điểu kích động đối với mấy cái bia đá này, muốn hủy đi để nhìn xem, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Đây cũng là những chủ nhân hỏa diễm tại tế điện kia. Khương Phàm đoán được một khả năng nào đó, cổ nhân siêu tập người hoặc có thể là yêu có được thánh hỏa liệt diễm, bắt tới đây cưỡng ép rút hỏa diễm ra, sau đó mai táng chủ nhân.
Nơi này quả nhiên là luyện hỏa trận, mà không phải luyện binh chàng. Hỏa diễm gì? Hỏa diễm Huyễn Điểu cảm thấy kỳ quái. Khương Phàm nhìn ra hắc ám xa xa, nơi này không có điểm khác đúng không? Ta vòng vo vài vòng khắp nơi, không hề phát hiện thứ gì. Ngươi tiếp tục xông tới biên giới, nơi đó hẳn là có cái gì đó. Thứ gì? Thượng tầng bảo điện đều có bình chướng bảo vệ, tầng này chẳng lẽ không có? Bình chướng đều phá rồi mà. Có bảo vệ bình chướng liền có pháp trận bảo vệ. Có pháp trận, liền có bảo bối chèo chống pháp trận, mặc dù không nhất định sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng... Khương Phàm còn chưa nói xong, hỏa diễm Huyễn Điểu đã vọt ra ngoài. Khương Phàm lắc đầu, lại trở lại phía trước luyện binh lô, ngước đầu nhìn lên, thứ này có thể mang đi không? Đan Hoàng hỏi lại, người muốn học luyện binh thuật. Không có nhiều tinh lực như vậy, ta chỉ là cảm giác thứ này hẳn là sẽ có chút liên quan cùng chứng ngọc. Quy mô quá lớn, thanh đồng tiểu tháp của ngươi hẳn là không chứa được nó. Trừ phi cưỡng ép nhận chủ, nhưng, đoán chừng rất là không thể nào. Ta nghiên cứu thêm một chút. Khương Phàm đang muốn bay lên không, bỗng nhiên lưu ý đến ở giữa ánh lửa xa xa có một cái bóng lướt qua. À, đó là cái gì? Khương Phàm lập tức cảnh giác. Gần đó tất cả đều là tảng đá bị kim viêm thiêu đốt, hòa tan thành dung nham, nhấc lên yếu ớt ánh lửa. Một bóng người đang chạy tới chạy lui ở giữa ánh lửa. Một gốc cây nhỏ. Khương Phàm kinh ngạc, trên đỉnh đầu mầm cây nhỏ có một quả hồng, chợt nhìn còn tưởng rằng là con người. Nó sinh sống ở nơi này, hay là mới vừa từ bên ngoài chạy vào. Khương Phàm nhấc chân muốn đi qua, cây nhỏ lại đột nhiên cảnh giác, vèo biến mất trong bóng đêm. Tốc độ thật nhanh. Khương Phàm không có gấp đuổi theo, mà là từ trong thanh đồng tiểu tháp triệu ra hóa sinh bát. Sơ lên giữa không trung dẫn dụ cây nhỏ. Thiết long cổ thụ lúc bắt đầu còn không có phản ứng gì, nhưng khi giấu ở trong bóng đen cây nhỏ kia đã bị nó hấp dẫn, nó lung lay lá cây trên thân, cũng chú ý tới nơi đó. Cây nhỏ này chính là vạn linh huyết thụ, bị ánh sáng cùng khí tức nở rộ trước đó hấp dẫn, thuận vết nứt chui vào nơi này. Nó rất có linh tính, cũng hình như có nhận ra thiết long cổ thụ. Thiết long cổ thụ cũng cảm nhận được khí tức của đồng loại. Không nhúc nhích đứng tại trong chén, rằng co với vạn linh huyết thụ. Tiền bối, ngài chú ý tới gốc cây nhỏ kia không? Khương Phàm đưa linh lực ngưng tụ ở hai mắt, cực lực nhìn cây nhỏ ngoại ẩn giấu ở trong bóng tối cách đó mấy trăm mét. Rễ cây mảnh khảnh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bốn cái chạc cây giống như là tay nhỏ, nhất là trái cây màu máu trên đầu kia, giống như cái đầu. Cái này nhất định là một gốc thụ yêu phi phàm. Chỗ nào? Đan Hoàng xuyên thấu qua ý thức. Cảm nhận được bên ngoài. Ngay ở phía trước, hình như giống thiết long cổ thụ dùng rễ cây để di chuyển. Đầu nó đội một quả trái cây màu đỏ, như cái đầu. Thiết long cổ thụ hình như cảm thấy rất hứng thú đối với nó. Đỉnh đầu cái trái cây màu đỏ. Đúng, huyết hồng, hình như cũng rất có linh tính. Đan Hoàng trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, vạn linh huyết thụ. Rất đặc biệt. Khương Phàm rung động, Đan Hoàng thật sự biết tất cả mọi chuyện. Ngươi tới gần phía trước, ta thay ngươi điều tra thêm. Vạn linh huyết thụ là đại hung thượng cổ, là khắc tinh của yêu tộc, hung vật này không nên tồn tại. Còn từng dẫn phát yêu tộc một trận liên hợp hành động chưa từng có, tất cả đỉnh cấp yêu tộc đều tham dự vào. Đan Hoàng có chút vội vàng. Mạnh như vậy, gương mặt Khương Phàm có phản ứng, lập tức liền muốn tới gần phía trước. Trong bóng tối cây nhỏ, bừng tỉnh, lập tức biến mất. Khương Phàm tranh thủ thời gian giơ thiết long cổ thụ lên, hấp dẫn lực chú ý của nó. Thiết long cổ thụ cũng huy động nhánh cây, giống như là muốn rút sợi rễ từ bên trong bát ngọc ra, muốn đuổi theo. Vạn linh huyết thụ dừng lại một chút, quay đầu nhìn, lại chạy vào trong bóng tối. Đan Hoàng lập tức thúc giục. Đuổi theo, trước đó hỏa diễm Huyễn Điểu nói bên trong tầng bảo điện chôn giấu số lượng lớn hải cốt yêu thú, còn có cự long, huyền vũ. Nếu có người đang ở kia bố trí pháp trận ngưng tụ huyết khí, thật đúng là khả năng tạo nên ra vạn linh huyết thụ. Nó chỉ là cái cây mầm. Không phải hỏa diễm Huyễn Điểu nói mấy ngàn năm trước có dẫn phát qua chiến tranh sao? Lúc ấy khả năng liền có vạn linh huyết thụ, lại chết vào lúc đó, đây là tân sinh. Khương Phàm lập tức liền muốn đuổi theo, vết nứt trên không trung đột nhiên nổi lên cường quang hừng hực, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, cường quang rạng rỡ, xua tan lấy hắc ám. Đám người di lạc. Khương Phàm ngạc nhiên, lập tức thu liễm hỏa dực, tránh né đến trong bóng tối, hóp lưng lại như mèo lặng yên đi nhanh. Nhưng,
Khương Phàm. Hai mắt Lan Nặc hiện ra tia sáng kỳ dị, rõ ràng nhìn thấu cảnh tượng trong bóng tối, lập tức đã tiếp cận thân ảnh đang cúi thấp chạy đi. Vậy mà cũng có thể nhìn thấy. Khương Phàm sững sờ, chết tiệt, cách hơn 2000 mét bóng đêm, đùa ta sao? Vạn Linh Huyết Thụ. Lan Nặc đang muốn tìm kiếm Hỏa Diễm Huyễn Điểu, lại ngạc nhiên phát hiện trong bóng tối nơi xa đang có một gốc cây nhỏ đang phóng tới. Khương Phàm, Vạn Linh Huyết Thụ, đủ. Tinh thần bọn người Lan Dận bắt đầu tập trung. Một thứ chuẩn bị thu thập, một tên đợi một tuần lễ đã gặp lại, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Ông trời đã mở mắt rồi. Trước tiên phải bắt được Vạn Linh Huyết Thụ. Lan Nặc kích động, không gian nơi này đã phong bế, không có cây cối hỗ trợ, muốn bắt Vạn Linh Huyết Thụ quá dễ dàng. Không cần tới gần 100 mét, liền có thể cưỡng ép hư không kính giam cầm. Tốc chiến tốc thắng, đều hành động cho ta. Lan Dận đạp tan mặt đất, bay lên không, lao đến Vạn Linh Huyết Thụ xa xa. Vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Trước tiên đi bắt Vạn Linh Huyết Thụ. Lan Nguyệt nâng sợi đằng già trong tay, giơ hồ lô lên, khuấy động lên tử khí bành trướng, cuốn qua màn đêm phía trước. Người phía sau dâng lên thủy triều chập trùng, oanh minh điếc tai, hắn hóa thân thành cự quy, đen nhánh khổng lồ, phát ra uy thế kinh người, cuốn lên thủy triều xông về Vạn Linh Huyết Thụ. Một người khác tế lên ngọc bài, đạp trên bay lên không, hai tay huy động, phóng thích rừng kiếm chói mắt, quy tắc bạo kích, sắp hàng chỉnh tề, không nhiều không ít, vừa vặn 36 chuôi, đón gió gào thét, nhanh chóng phóng đại. Bọn hắn không có lo lắng, toàn lực phát huy, chấn áp về phía Vạn Linh Huyết Thụ. Lần này thật không thể nào lại để cho nó chạy thoát được. Thật sự là Vạn Linh Huyết Thụ. Khương Phàm kích động, toàn thân nhấc lên thánh viêm, hài cốt huyết nhục thay đổi, cùng với tiếng gáy to sắc nhọn, hóa thành chu tước, cuốn lên thánh viêm giống như dung nham, bổ nhào qua phía Vạn Linh Huyết Thụ. Tiểu gia hỏa, nhanh chạy tới chỗ ta bảo vệ ngươi, những kẻ kia đều là lũ hỗn đản. Lan Nguyệt tức giận thét lên. Ngươi hỗn đản, cả nhà ngươi hỗn đản, tiểu cô nương, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Điểu nhân, nếu ngươi dám đụng Vạn Linh Huyết Thụ, ta nhất định để ngươi không ra được Vĩnh Hằng Thánh Sơn này. Nhà đầu phiến tử không có phát triển, ngươi chơi hổ lô đi. A, tức chết ta rồi, ai không có phát triển, tỷ tỷ ta phát triển rất tốt. Chỉ nói thôi thì không ai biết, cởi y phục ra nhìn đi. Lưu manh, hỗn đản, ta giết ngươi. Tuổi còn trẻ mà sát tính nặng như vậy, sẽ ảnh hưởng ngươi phát triển đấy. Khương Phàm mặc dù đang hô hoán, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, giống như là mảnh thiên thạch bay ngang qua bầu trời, liệt diễm cuồn cuộn lao đến Vạn Linh Huyết Thụ đang chạy trốn nơi xa. Tiểu gia hỏa hiển nhiên đã sợ hãi, cái gì đều mặc kệ, chỉ lo phóng tới. Khương Phàm, vật kia ngươi không thể chạm vào. Lan Nặc chấn kích đầu ngón tay, không gian cuồn cuộn, hắc ám ngưng tụ, hóa thành thủ ấn khổng lồ, mang theo uy lực thiên địa, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Khương Phàm. Linh hồn cảnh khi dễ linh nguyên cảnh, con quỷ nhỏ, phòng độ ngươi đâu. Coi chừng biến thành bát phụ, không gả đi được. Khương Phàm kinh hồn, nhanh chóng né tránh. Muốn chết. Lan Nặc lạnh mặt xuống, vung tay tế ra hư thiên kính, ánh sáng vô tận rọi khắp nơi hắc ám, chiếu ra hình dáng Khương Phàm. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, huy động hỏa vũ phóng lên cao. Khi bộ dáng bên trong hư thiên kính muốn rõ ràng, trong chốc lát hắn đã cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Đáng chết, khoảng cách quá xa. Lan Nặc có chút ngưng mi, tốc độ lại không giảm, nhanh chóng lướt qua hắc ám, phóng tới Vạn Linh Huyết Thụ. Rầm rầm rầm. Bọn người Lan Dận liên tiếp tản ra, mỗi người một phương bao vây tiêu diệt, vừa kích động vừa khẩn trương, phóng thích võ pháp mạnh nhất chặn đánh Vạn Linh Huyết Thụ. Vạn Linh Huyết Thụ kinh hoàng chạy trốn, muốn hất ra dây dưa, thế nhưng trong bóng tối ngoại trừ hố sâu chính là tảng đá, không có cây cối để nó lợi dụng, cũng không có nơi có thể ẩn nấp. Sau một phen giày vò, Lan Nặc đã tới gần 100 mét, sau một tiếng quát, hư thiên kính đánh về phía trời cao, rọi khắp nơi hắc ám. Lần này không phải tại rừng cây, không có quấy nhiễu, hư thiên kính rõ ràng phản chiếu ra Vạn Linh Huyết Thụ. Vạn Linh Huyết Thụ trong nháy mắt đã bị chiếu thấu, dừng lại tại đó không nhúc nhích. Ngươi là của ta. Lan Nặc khống chế hư thiên kính, điều khiển hiện thực, để Vạn Linh Huyết Thụ tới gần nàng. Tốt. Bọn người Lan Dận phấn chấn kêu to. Vạn Linh Huyết Thụ là của bọn họ, tin tưởng tộc trưởng đều sẽ kiêu ngạo vì bọn hắn. Nhưng, tỷ tỷ, coi chừng phía trên, Lan Nguyệt đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi. Khương Phàm sôi trào liệt diễm, từ trên trời giáng xuống,
giận dữ hét một tiếng, vung lên cửu hoàng luyện thiên đỉnh, hung hăng đánh tới hư thiên kính. Sắc mặt tộc nhân Di Lạc hơi biến, đây là đỉnh lô gì, khí thế thật là mạnh. Ánh mắt Lan Nặc có chút run lên, quả quyết xoay chuyển hư thiên kính, từ bỏ vạn linh huyết thụ, chiếu tới không trung. Nhưng, tại lúc nàng xoay chuyển hư thiên kính, ánh sáng phóng thích trong chốc lát, trong nháy mắt Khương Phàm đã lấy đi luyện thiên đỉnh, vận sức chấn kích mãnh liệt hai cánh, nhanh chóng tránh khỏi ánh sáng hư thiên kính, phi tốc chạy trốn về phương xa. Cứ như vậy chỉ chớp mắt, vạn linh huyết thụ đã tránh thoát trói buộc, chạy vào bóng đêm. Tiểu gia hỏa, nhanh chạy tới nơi này. Khương Phàm hô to về phía vạn linh huyết thụ, tất cả các ngươi, bắt lấy Khương Phàm cho ta. Lan Nặc thét lên ra lệnh, nhanh chóng phóng tới vạn linh huyết thụ. Khương Phàm, ngươi là tự tìm đường chết. Lan giận phóng lên tận trời, khí lãng dưới thân nổ tung, tốc độ trong nháy mắt đã tăng vọt, bay lên không hơn 100 mét. Bàng bạc năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn tại cánh tay, trường sinh đao oanh minh kịch liệt, hoành không phách chạm. Trường sinh đao cuồn cuộn đao khí, xuất hiện hư ảnh sơn hà, có núi lớn đứng vững, có giang hà lao nhanh. Uy thế khủng bố, như muốn đè sập đại địa. Chém cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, đao khí cuồn cuộn, chấn động trời cao. Trường sinh đao. Khương Phàm không lùi không tránh, đối diện mà tới, hai cánh lấp lóe cường quang, văn ấn chu tước nhanh chóng lan tràn. Khí thế bá liệt tuyệt luân tràn ngập thiên địa. Từ sau khi hóa thú hoàn chỉnh, hai cánh đã hoàn toàn dung hợp cùng hai tay, uy lực tăng mạnh. Mở. Khương Phàm lao tới, hai cánh như đao, xé rách thiên địa, thẳng đến đao khí sơn hà. Một tiếng bạo hưởng, đao khí nổ tung, khí tức kinh khủng hòa với liệt diễm cùng đao khí quét sạch trời cao. Hình ảnh rung động khiến cho người khác phải hồi hộp. A, à, Lan giận kinh ngạc, lại có người có thể chống đỡ được đao của hắn. Mặc dù trường sinh đao chỉ vừa mới dung hợp, còn không có kích phát ra bao nhiêu uy lực, nhưng dù sao trường sinh đao cũng là trọng khí thượng cổ. Khương Phàm lại không cho hắn cơ hội giật mình, thánh viêm màu vàng sôi trào, đối diện phá tan đao khí hỗn loạn, đuổi giết Lan giận. Lưu manh, điểu nhân, tới cho ta. Lan Nguyệt ở phía dưới phóng thích sợi đằng già, kích thích hồ lô dâng lên tử khí ngập trời, đối diện bao phủ Khương Phàm, cũng nhanh chóng hóa thành vòng xoáy. Tử khí như điện, bá liệt cường thế. Vòng xoáy cuồn cuộn, giống như cự long hút nước, lực lượng kinh người. Khương Phàm lập tức bị khống chế, chật vật vọt tới hồ lô càn khôn. Hồ lô càn khôn là linh quả vĩnh hằng thánh sơn kết tinh từ đất trời, có uy lực thôn thiên nạp địa. Khương Phàm cực lực giãy giụa, làm thế nào đều không thoát khỏi được. Lần này ngươi trốn không thoát, tiểu lưu manh, tỉ tỉ luyện ngươi. Lan Nguyệt toàn lực thôi động hồ lô, chuẩn bị nghênh đón Khương Phàm thả vào đỉnh lô. Hôm nay, chính là ném ra khỏi thiên sơn, cũng không thể ngăn cản nàng luyện Khương Phàm. Khương Phàm tránh thoát không được, cúi đầu lao xuống đến hồ lô. Ngươi là của ta. Lan Nguyệt quát, Lan Nguyệt, thu hắn. Những tộc nhân khác phấn chấn hô to. Ánh mắt Khương Phàm trở nên sắc bén, không giãy giụa nữa, lại trong nháy mắt, đem ba vị tộc nhân Di Lạc bắt trước đó ném ra, ngăn ở phía trước. A, à, Lan Nguyệt kinh hô, luống cuống tay chân muốn tản ra tử khí, nhưng phản ứng vẫn chậm chút. Ba vị tộc nhân trong tiếng kêu thảm đã xông vào hồ lô. A, à, người đã làm gì? Lan Nguyệt tranh thủ thời gian liền muốn dâng trào tử khí, thả tộc nhân ra, Khương Phàm lại không giảm tốc độ, hai cánh hoa lệ giống như thiên đao, hung hăng bổ vào trên hồ lô. Ầm ầm, hồ lô oanh minh, một tiếng vang đinh tai nhức óc, như đao bổ thiên sơn, núi trời chấn động không gian. Tử khí kinh khủng như triều cường, cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Khương Phàm, Lan Nguyệt, cùng những người khác đang muốn nhào tới, đều bị đánh bay. Ngay cả Lan Nặc xa xa đều bị kinh động. Tên điên này. Khương Phàm cưỡng ép giữ vững thân thể, huy động hỏa dực, bay về phía trước. Đau, đầu đau quá. Lan Nguyệt vừa muốn đứng dậy, một đạo hỏa quang đối diện mà tới. Ngươi. Lan Nguyệt kinh hãi, đang muốn né ra, lại bị móng vuốt tráng kiện một tay bóp lấy cổ. Khương Phàm huy động hai cánh, lấy vuốt khống chế Lan Nguyệt, phóng lên tận trời. Hỗn đản, buông Lan Nguyệt ra. Lan giận ở phía trước gầm thét, chí tôn thánh văn, sơn hà đồ, toàn diện thức tỉnh, thân thể trong nháy mắt như đã nặng nề gấp 100 ngàn lần. Đại địa vỡ nát, vết nứt lan tràn, bụi đất cuồn cuộn khắp nơi. Hắn sôi trào uy lực sơn hà, phóng lên tận trời, trường sinh đao bị kích thích, oanh minh kịch liệt, giống như cổ thần thức tỉnh, khôi phục thế giới,
đao khí sôi trào lên dài đến 50 mét, bổ về phía Khương Phàm. Khương Phàm vẫn thẳng tiến không lùi, chiến ý như thủy triều, hai cánh đánh một kích về phía trước, mang theo uy lực chu tước ngạnh kháng. Oanh! Tiếng vang kinh khủng chấn động bóng đêm, đao khí, liệt diễm, hình thành chiều cường sôi trào, dẫn bạo ở trên không. Chết! Lan giận ầm vang rơi xuống đất, khinh thường trời cao. Nhưng, bên trong thủy triều, một bóng người vàng óng bay lên trời cao, mở ra bóng đêm, phóng tới nơi xa. Trường sinh đao, lĩnh giáo. Khương Phàm hô to. Toàn thân hắn máu me đầm đìa, xương cốt đều rách ra, trận va chạm vừa rồi kia tựa như đụng đầu vào trong không gian một mảnh sơn hà, khí tức nặng nề thấu cả thần hồn. Không chết. Không chỉ có Lan giận thất thần, những người khác cũng đều giật mình. Chí tôn thánh văn, phối hợp trường sinh đao, vậy mà không thể đánh chết tiểu tử thánh địa này. Đùa giỡn hay sao? Võ pháp đó của hắn là gì? Cứu ta, mau tới cứu ta. Lan Nguyệt hoảng sợ thét lên, đao khí không có đánh chết Khương Phàm, lại giống như lôi điện cuốn qua thân thể của nàng. Y phục toàn nát, chỉ còn giáp da hộ thể đặc chế, phác họa lấy thân thể kiều nộn của nàng. Khương Phàm chú ý tới càn khôn hồ lô rơi vào trong phế tích lóe ra ánh sáng phía trước, lại không có thời gian đi thu, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Lan Nặc. Cướp đoạt vạn linh huyết thụ mới là mấu chốt. Buông nàng ra. Tộc nhân Di Lạc giận dữ mắng mỏ, nhanh chóng đuổi tới. Đúng vào lúc này, tầng nham thạch phương xa đột nhiên oanh minh, vết nứt lan tràn, tiếng tạch tạch như lôi minh dày đặc quanh quẩn không gian hắc ám vô biên. Vết nứt kia ầm vang sụp đổ, đá vụn rơi xuống, một thân ảnh cuồng dã từ nơi đó vọt ra. Yêu khí cuồn cuộn, như chiều cường lao nhanh không dứt. Tô Thiên Tịch mang theo nhóm thứ hai của bọn người Tô Triệt đuổi tới. Luyện Lô đang ở kia. Thần binh đâu? Bọn hắn nhìn đến luyện binh Lô Nguy Nga ở xa xa, nhưng tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn không giống với dự đoán. Hắn chau mày, sự phấn chấn bỗng chốc cứng ở trên mặt. Khí thế cảm nhận được ở bên ngoài trước đó đâu? Thần binh nhìn thấy trước đó đâu? Nơi đó có người. Thẩm Minh Thu chỉ vào một đám người đang chém giết nơi xa. Khương Phàm lướt qua giữa không trung, phóng tới Lan Nặc. Nhưng, cuối cùng vẫn chậm một bước. Lan Nặc lần nữa tới gần phạm vi 100 mét, khống chế hư thiên kính, phóng thích cường quan chói mắt, bao phủ vạn linh huyết thụ đang phóng tới. Vạn linh huyết thụ trong nháy mắt đã bị định trụ, không thể động đậy. Lan Nặc lập tức khống chế hư thiên kính, vặn vẹo hiện thực. Vạn linh huyết thụ trong kính mở rộng chạc cây, đi về phía trước. Vạn linh huyết thụ trong hiện thực cũng làm ra động tác tương ứng, đi tới Lan Nặc. Khương Phàm, bắt lấy vạn linh huyết thụ, nhanh. Đan Hoàng thúc giục Khương Phàm, trước nay chưa từng có lo lắng như thế. Bởi vì hắn quá rõ ràng giá trị của vạn linh huyết thụ, hoàn toàn có thể sánh vai thiết long cổ thụ. Nếu như có thể dùng đủ nhiều huyết mạch yêu thú bồi dưỡng, giá trị của vạn linh huyết thụ thậm chí muốn áp đảo thiết long cổ thụ. Trong nhận thức của mình, Đan Hoàng biết, loại yêu thụ nghịch thiên này không nên xuất hiện. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nó lại ra đời ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Lan Nặc, buông vạn linh huyết thụ ra, nếu không ta giết Lan Nguyệt. Tốc độ Khương Phàm nhanh đến cực hạn, mắt thấy là phải vọt tới nơi đó. Nhưng, Lan Nặc đã phóng tới vạn linh huyết thụ, một phát bắt được nó, lại trong chớp mắt, vung hư thiên kính lên, cường quan nở rộ chói mắt, rọi khắp nơi bầu trời. Ngươi cũng trốn không thoát. Đáng chết. Khương Phàm lập tức chuyển hướng, bay lên trời cao. Lan Nặc khống chế hư thiên kính, quăng về phía Khương Phàm. Lưu manh, ngươi trúng kế rồi. Lan Nguyệt đột nhiên lộ ra nụ cười xảo quyệt, mình mông linh lực mãnh liệt mà ra, bao phủ Khương Phàm, hóa thành dây leo màu tím, cưỡng ép quấn chặt lấy hắn. Dây leo mặc dù mềm dẻo, nhưng so với huyền thiết lại còn cứng rắn hơn. Tiểu cô nương, đừng trách Khương Phàm ta hận. Khương Phàm móng vuốt lập tức giữ chặt Lan Nguyệt, muốn xé mở ra thịt của nàng, uy hiếp ngăn cản, lại đột nhiên phát hiện không thấy Lan Nguyệt đâu nữa. Một người đang sống sờ sờ, vậy mà dưới móng vuốt của hắn biến thành dây leo hình người. Cùng lúc đó, dây leo quấn chặt lấy Khương Phàm đột nhiên kịch liệt nhúc nhích, diễn sinh ra một cái kén dây leo, bỗng nhiên bắn ra. Kén dây leo giữa không trung phồng lên vặn vẹo, hóa thành Lan Nguyệt. Đây là thánh pháp, di hoa tiếp mộc. Thật nghĩ tỷ tỷ ta dễ bắt như vậy sao? Lan Nguyệt bay lên, giơ lên tử quang đầy trời, hóa thành dây leo dày đặc giống như lôi điện quấn về phía Khương Phàm. Khương Phàm bị quấn quanh. Dây leo nhanh chóng tăng sinh, tốc độ kinh người,
ánh sáng cuồn cuộn, hóa thành mãnh cầm to lớn, vây ở bên trong, bụng, Khương Phàm, kéo hắn lao xuống, thẳng đến chỗ Lan Nặc. Tỷ tỷ, chuẩn bị tiếp hàng. Lan Nguyệt rơi xuống đất, kích động hô to. Nhưng, ầm ầm, kim quang hiện lên, thánh viêm nhấc lên, Khương Phàm xé mở bụng, phóng lên tận trời, bằng tốc độ nhanh nhất kéo ra khoảng cách vài trăm mét. Thời điểm hư thiên kính chiếu tới sáng, vừa vặn ánh vào dây leo cùng thánh hỏa cuồn cuộn đầy trời, không có bóng dáng Khương Phàm. Không thể nào. Lan Nguyệt kinh hô, tử đằng là do năng lượng biến thành, đừng nói hỏa diễm, lôi điện đều không thể xé ra. Lan Nặc tiếc nuối, suýt chút nữa liền đắc thủ. Tuy nhiên tên Khương Phàm này quả thật có chút thực lực, năng lực ứng biến cũng mạnh. Khương Phàm dừng ở không trung, nhíu mày nhìn Lan Nặc ở phía dưới. Ai? Đan Hoàng than nhẹ, vô cùng tiếc nuối. Nữ tử này thiên phú rất mạnh, tính cách vừa lạnh lại tính, có được hư thiên kính đã rất đáng sợ, nếu như lại bồi dưỡng được vạn linh huyết thụ, tương lai thế giới tất nhiên sẽ có vị trí thuộc về nàng. Rất đáng tiếc, không cầm về được. Khương Phàm cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cảnh giới nữ tử kia là linh hồn, còn có vũ khí quỷ dị, hắn không còn dám cưỡng ép tranh đoạt. Lan giận đuổi tới, tiện tay đem hồ lô càn khôn nhặt được nửa đường ném cho Lan Nguyệt, nhìn về phía bầu trời tăm tối hô to, Khương Phàm. Ta khiêu chiến ngươi, thắng, ân oán xóa bỏ, thua, ngươi làm chiến nô của Lan giận ta. Khương Phàm không để ý đến hắn, cuối cùng vẫn nhìn Lan Nặc, sau đó vỗ cánh rời khỏi. Trở về, kẻ nhu nhược nhát gan. Lan giận cao giọng gào thét, đuổi, hắn chạy không ra nơi này. Lan Nặc mang theo chạy tới các tộc nhân đuổi tới. Người của Di Lạc. Tô Thiên Tịch ngắm nhìn hắc ám xa xa, nhận ra thân phận của đám người Lan Nặc. Người nào? Bọn người Tô Triệt không nhìn thấy, hắc ám quá nồng, khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, thấy không rõ tình huống cụ thể lắm. Đừng quan tâm đến những kẻ đó. Tô Thiên Tịch mang theo bọn hắn phóng tới luyện binh lô nguy nga. Hơn 50 dặm bên ngoài biên giới hắc ám, hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn tìm được một đống nham thạch khổng lồ xây pháp trận. Pháp trận chừng 2-3 ngàn mét, cao tới hơn 30 mét, tạo hình phức tạp huyền diệu. Dưới sự bào mòn của năm tháng, nham thạch đã tối nhạt không còn ánh sáng, còn bao trùm bụi đất thật dày. Nhưng tại vị trí tâm pháp trận trận, còn có hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Hỏa diễm huyễn điểu dâng lên liệt diễm, thổi tan bụi đất thật dày, hiện ra bộ dáng chân thực của pháp trận. Từ trên cao quan sát xuống, giống như là thái dương thần văn cổ lão phức tạp. Mà trung tâm pháp trận là bảo khí dương luân khuếch, kim quang lóng lánh, lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, cũng có loại khí tức liệt dương phần thiên nguy hiểm. Ở giữa bảo khí là hắc điểu dương cánh, kỳ quái là nó lại có ba chân. Tam túc kim ô, ông trời ơi, là tam túc kim ô. Hỏa diễm huyễn điểu kích động la to, mặt trời vần quanh, hắc điểu gáy to. Cái này không phải là thái dương đồ đằng sao. Trong truyền thuyết thượng cổ, tam túc kim ô là do mặt trời biến thành, có thể phóng thích thái dương chi hỏa, xua tan hắc ám, thanh lý tà linh, càng có năng lực phần diệt vạn vật, trấn áp uy lực chư thần. Tam túc kim ô cường đại lại thần thánh, được chúng sinh kính sợ, tương đương với cấm kỵ. Ai lại dám rèn đúc hình dáng tam túc kim ô tại bên trong vũ khí chứ? Chỉ có tiên dân thượng cổ chế tạo thái dương đồ đằng. Không sai, xuất hiện ở đây, thời gian đã lâu, lai lịch phi phàm, nó tuyệt đối là thái dương đồ đằng thời đại thượng cổ. Hỏa diễm huyễn điểu kích động lăn lộn đầy đất, bổ nhào trong pháp trận, cưỡng ép móc thái dương đồ đằng ra. Ánh sáng của thái dương đồ đằng đã rất yếu ớt, nhưng loại bảo khí này chỉ cần lại thấy ánh mặt trời, liền có thể không ngừng liên tục hấp thu ánh sáng thái dương, hiện ra thần uy vô tận. Điều ra muốn phát đạt. Ông trời ơi, ngài thật quá chiếu cố ta. Hỏa diễm huyễn điểu giơ thái dương đồ đằng lên, kích động đến hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, nhật nguyệt đồng huy. Pháp trận cỡ lớn bên trên mặt đất không phải là cửu long bảo vệ, mà là nhật nguyệt đồng huy sao? Đây là thái dương pháp trận, hẳn là còn có thái em mờ pháp trận. Hỏa diễm huyễn điểu tinh thần đại chấn, hóa thân cự ưng, nắm lấy thái dương đồ đằng liền muốn phóng tới không trung. Tìm được bảo bối. Khương Phàm từ đằng xa chạy đến. Ngươi tới được vừa đúng lúc, ta tìm được thái dương đồ đằng. Hỏa diễm huyễn điểu tranh thủ thời gian khoe khoang. Thái dương đồ đằng. Khương Phàm ngạc nhiên nhìn vũ khí tinh kim khổng lồ, xác thực giống như là mặt trời, mà bên trong lại còn lơ lửng một con tam túc điểu. Ta dám cam đoan, nó tuyệt đối là thái dương đồ đằng của thời đại thượng cổ, nếu không thì sẽ không chống đỡ nổi pháp trận cường đại như vậy,
càng có lỗi với bảo địa mai táng thời gian vô tận này. Ha ha, điều ra ta phát tài rồi. Là thánh nhân quả, lại là thái dương đồ đằng, người thật là vật biểu tượng của ta. Đúng, cái đồ đằng pháp trận này rất có thể tương ứng phía ngoài, nhật nguyệt đồng huy. Người có hiểu đó là gì chưa? Nói đúng là không gian dưới đất này khẳng định còn có thái M đồ đằng. Đi đi đi, đi mau, chúng ta phải tìm tới nó trước khi người ở bên ngoài xông vào. Người của Di Lạc đến rồi, thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh. Khương Phàm rất vui mừng, có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ luyện binh chàng dưới mặt đất, đồ đằng này tuyệt đối cường đại, có thể nói là so với thần khí kia đều không đủ, nhưng... trước tiên đào mệnh mới là quan trọng, đến nhanh như vậy. Hỏa diễm huyễn điểu nhanh chóng đem thái dương đồ đằng nặng nề ném cho Khương Phàm, giữ cho ta. Đừng có mà nuốt riêng, nó là của ta. Bọn hắn sẽ đuổi theo tới nhanh thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Khương Phàm đem thái dương đồ đằng cất kỹ. Phóng tới không trung hắc ám. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thành hỏa hồ, đứng trên bờ vai Khương Phàm, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp tránh khỏi bọn hắn, tìm thái M đồ đằng trước. Không còn kịp rồi. Khương Phàm lời còn chưa dứt, tầng đá không trung đã ầm vang sụp đổ, cự thạch rơi xuống đầy trời, có mấy chục mét, có mấy trăm mét, oanh oanh liệt liệt rơi xuống không gian. Ngay sau đó, ánh sáng cuồn cuộn, lôi chiều nổ tung. Một con kỳ lân thú kinh khủng đạp trên lôi chiều giáng lâm, khí tức bá liệt, thú uy kinh người, gần như trong nháy mắt đã chật ních luyện binh chàng dưới mặt đất hắc ám. Các phương vị khác, địa tầng sụp đổ, long khí như thủy triều, cự phong long nện bước chân nặng nề xông vào nơi này. Mỗi một bước rơi xuống, đều vỡ nát đại địa, lay động không gian, tùy tiện là có thể phá hủy nơi này. Một con kim xí đại bằng dương cánh mấy ngàn thước, giống như mặt trời màu vàng, giáng lâm xuống luyện binh chàng. Tia sáng cường thịnh, đâm rách hắc ám đậm như mực, chiếu thấu luyện binh chàng, giống như như mặt trời giữa trưa, đều có thể thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Những bá chủ này đều tới. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp bọn chúng không có chú ý tới chúng ta, tranh thủ thời gian chạy nhanh đi. Hỏa diễm huyễn điểu khẩn trương co thân thể lên, lo lắng thúc giục. Khương Phàm nhìn thấy những đại yêu bá chủ kia đều xông về đỉnh lô, quả quyết bay lên không, phóng tới lỗ lớn sụp đổ nơi xa. Khương Phàm, người trốn không thoát. Bọn người lan giận xuất hiện ở phía sau, khống chế lấy một kiện gia thú phía sau, nhanh chóng tới gần Khương Phàm. Gia thú nhấc lên, thế như thiên ưng, tốc độ nhanh đến kinh người. Lan Nặc bảo bối, đừng đuổi theo, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Hỏa diễm huyễn điểu ở trên vai Khương Phàm cao giọng la lên. Tặc điểu, ngươi cũng dám gạt chúng ta. Gan ngươi thật lớn rồi. Lan Nguyệt nghe được âm thanh quen thuộc. Lập tức đã hiểu con hồ ly kia là ai. Lan giận cũng lớn tiếng la lên. Tặc điểu, cho ngươi một cơ hội, bắt lấy Khương Phàm tới nhận tội, nếu không nửa đời sau của ngươi liền ở lại Di Lạc cổ địa làm một con rối đi. Hỏa diễm huyễn điểu xoay động con mắt, đột nhiên đứng dậy kêu lên đầy sợ hãi với bọn hắn, Lan Nặc bảo bối, coi chừng đỉnh đầu. Mau tránh ra. Bọn người Lan Nặc lập tức ngẩng đầu cảnh giác, vô ý thức liền muốn phóng thích võ pháp bảo vệ bản thân. Nhưng lúc bọn hắn đều cùng nhau ngẩng đầu lên, một khắc này, hỏa diễm huyễn điểu trước mặt đột nhiên hít một hơi, phun ra liệt diễm nóng bỏng. Linh hồn cảnh tam trọng thiên, một kích toàn lực. Liệt diễm như thủy triều, lao nhanh cuồn cuộn, đánh về phía bọn người Lan Nặc. Đáng chết! Lan giận đang khống chế gia thú hơi biến sắc mặt, quả quyết khống chế gia thú bổ nhào xuống phía dưới. Lan Nặc vung tay chấn động, không gian kịch liệt nhấc lên, giống như là đại mạc chập trùng. Khiến cho liệt diễm cưỡng ép thay đổi tuyến đường, xông về tầng đá chỗ cao. Phản ứng vẫn rất nhanh. Hỏa diễm huyễn điểu như tên trộm cười một tiếng, bắt lấy nó cho ta. Đáy mắt Lan Nặc lóe lên ý lạnh, nhìn chằm chằm hỏa diễm huyễn điểu. Bọn hắn chạy không thoát. Lan giận cắn nát hai tay, ngưng tụ tinh huyết, vẩy vào gia thú. Gia thú lập tức dâng lên mênh mông yêu khí, giống như là mãnh cầm thức tỉnh, phát ra tiếng gáy to mát lạnh. Mang theo bọn hắn nhào về phía Khương Phàm. Khoảng cách hai bên đã nhanh chóng rút ngắn. Nơi đó các lão yêu, nhanh nhìn nơi này, có đồ tốt. Khương Phàm đột nhiên hô to về phía nơi xa, âm thanh sắc nhọn, hòa với linh lực, truyền khắp không gian dưới đất. Hai con người trong trẻo của Lan Nặc có chút ngưng tụ, lập tức kêu lên đầy sợ hãi, im miệng. Khương Phàm, người cầm miệng cho ta. Bọn hắn là người của Di Lạc cổ địa, trong tay bọn họ có vạn linh huyết thụ. Có vạn linh huyết thụ, Khương Phàm hét thật lớn.
Im miệng, N oán giữa chúng ta xóa bỏ. Xóa bỏ, Lan Nặc kêu lên đầy sợ hãi, lại không thể bình tĩnh. Vạn linh huyết thụ là thứ cấm kỵ thượng cổ, nhất là đối với yêu tộc mà nói càng là uy hiếp to lớn. Nhanh nhìn tới nơi này đi, là vạn linh huyết thụ. Tốc độ Khương Phàm không giảm, la to với lão yêu phía xa xa. Khương Phàm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống chạy ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Bọn người Lan giận tức giận kêu to, tế ra toàn bộ các loại linh bảo, điên cuồng bao phủ tới Khương Phàm. Vạn linh huyết thụ là cái gì? Hỏa diễm huyễn điểu ngồi xổm ở trên lưng Khương Phàm, lần đầu tiên nhìn thấy bọn người Lan Nặc gấp thành bộ dáng này. Ra ngoài lại nói. Khương Phàm huy động hỏa dực, phóng tới các đại yêu xa xa. Nhưng, những khí thế yêu tộc bá chủ kia đều quá mạnh, lôi chiều hủy diệt, thổ khí cuồn cuộn, còn có kim quang vô biên. Giọng Khương Phàm mặc dù tràn ngập năng lượng, nhưng không có truyền đến trong đó thật, cũng không có gây nên chú ý được tới ai. Ngươi xong rồi. Bọn người Lan Nặc theo sát đuổi tới. Lúc này, mấy vạn mét bên ngoài, Kim Bằng đột nhiên quay người, con mắt kinh khủng tập trung vào Khương Phàm ở xa xa. Trong chớp mắt, Khương Phàm cảm giác giống như đã bị hoàn toàn nhìn thấu, từ linh hồn đến khí hải, tất cả bí mật đều hiện ra ở trước mặt Kim Bằng. Xa xa, con Kim Bằng kia không phải đã nghe được tiếng kêu to, mà là đã nhận ra khí tức để nó cảnh giác, đồng mâu, đôi mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm hỏa điểu đang nhanh chóng tới gần, đó là. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm lập tức kích hoạt trên cổ văn ấn khổng tước. Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, âm thanh truyền dưới mặt đất luyện binh tràng. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Hung uy mãnh liệt tuyệt thế phóng thích, chấn động trời cao, kích thích hơn đến những cự thú khác của bọn họ. Khổng tước. Bọn người Lan Nặc ở phía sau có phản ứng, linh văn gia hỏa này là khổng tước. Không đúng, uy thế này quá mạnh. Khương Phàm ngàn lần không muốn vạn lần không cam lòng, vẫn tại giờ phút này thả ra linh vũ. Một khi bị Kim Bằng phát hiện bí mật mình, vô cùng có khả năng một ngụm liền nuốt vào. Đi! Khương Phàm mượn nhờ yêu khí của khổng tước ngũ sắc, quấy nhiễu Kim Bằng dò xét, cũng mượn nhờ nguồn năng lượng kia hất bay bọn người Lan Nặc sắp giết tới. Hắn trở lại thành người bình thường hình, nhanh chóng phóng tới không trung, thoát khỏi luyện binh tràng dưới mặt đất. Ngươi vừa mới thả ra cái gì? Làm sao ngươi có linh vũ khổng tước? Hỏa diễm huyễn điểu càng khiếp sợ, sao toàn thân tiểu tử này đều là bí mật vậy? Ra ngoài lại giải thích. Khương Phàm khẩn trương, sau khi xông ra khỏi cửa hang sụp đổ, hắn lập tức ngửa đầu nhanh chóng xông lên. Chúng ta rút lui. Lan Nặc quả quyết hạ lệnh, thúc giục Lan Dận rời khỏi. Không đuổi nữa sao? Lan Dận thực sự không cam tâm, những đại yêu kia đều nhìn tới nơi này, mau rời khỏi. Lan Nặc nhất định phải bảo vệ tốt vạn linh huyết thụ, để tránh bị đám kia đại yêu phát giác được khí tức. Ta sớm muộn cũng phải tự tay bắt hắn lại. Lan Dận chịu đựng lửa giận, nhanh chóng rời khỏi. Lan Nặc nói. Rời khỏi trước, về Di Lạc cổ địa, còn Khương Phàm, sau này lại xử lý. Nếu hắn là đệ tử thánh địa, thì chạy không được. Lan Nguyệt cũng rất không cam tâm cứ từ bỏ như vậy, Khương Phàm tiến vào thánh địa, chúng ta còn trừng trị hắn thế nào? Khương Phàm là người thì sẽ có nhược điểm thì sẽ có cách thu thập. Chỉ cần có thể tìm tới lại bắt lấy, ta có thể để cho chính hắn rời khỏi thánh địa, quỳ gối trước mặt nhận lấy cái chết. Lan Nặc từ trước đến nay không thích truy đuổi lại ngạnh kháng cứng như thế này, nàng thấy đây là không có cách nào nữa, cũng là biện pháp thấp nhất. Mưu sau đó định, đối kháng đánh cờ, mới có ý tứ. Mà nàng am hiểu nhất cũng chính là tìm kiếm nhược điểm của đối thủ. Bất luận là trên thực lực, hay là trên bản thân, hoặc là trên tình cảm. Chờ nàng tìm tới, thời gian chết của Khương Phàm đã đến. Khương Phàm xuyên qua cái khe lớn, trở lại tầng phía trên, không có bất kỳ nghỉ ngơi gì, tiếp tục xông lên. Hẻm núi che giấu tại nơi này cũng đều sụp đổ, đã không còn vết nứt, mà là một cái hố to đến kinh người. Là bị lôi chiều của kỳ lân thú đánh ra. Chờ một lúc đổi lấy ngươi mang ta bay. Khương Phàm nhất định phải ẩn giấu khí tức, tận khả năng hất ra cảm giác chu tước của ngũ thải. Vì sao? Ta cần che giấu khí tức chu tước. Vì sao? Ngươi lấy ở đâu ra nhiều vì sao như vậy? Ha ha, tuổi không lớn lắm, tính tình lại không nhỏ, hỏi một chút đều không được. Chuẩn bị tiếp nhận ta. Khương Phàm vừa muốn tản hỏa rực ra, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn đến chân trời nơi xa. Một mảnh tia sáng ngũ sắc lộng lẫy lại cường thịnh rơi xuống tầng mây phương xa,
xuất hiện phía trên dãy núi, ánh sáng cuồn cuộn, sáng lạn như mặt trời, đem sơn hà vô biên đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Nữ vương Khổng Tước, ngay cả nàng đều bị dẫn đến đây. Hỏa diễm huyễn điểu hít một ngụm khí lạnh, đây chính là siêu cấp bá chủ chống lại Kim Bằng. Xong. Khương Phàm cười khổ, có thể tới nhanh như vậy, trước đó khẳng định là đã truy đuổi được đến gần đó. Lúc này, cũng hẳn là đã tiếp cận hắn. Thất thần làm gì, đi mau. Hỏa diễm huyễn điểu lo lắng thúc giục, loại này đại yêu không thể trêu vào. Đi không được. Vì sao? Nó căn cứ vào ta mà tới. Cái gì? Khương Phàm cắn răng, mím môi một cái, kiên trì bay lên không, đón Khổng Tước ngũ sắc vọt tới. Ngọa tào, ngươi làm gì? Hỏa diễm huyễn điểu kinh hô. Không nên phản kháng, ta thu ngươi vào thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm kích thích thanh đồng tiểu tháp, lấy đi hỏa diễm huyễn điểu, huy động hai cánh, nhanh chóng nghênh tiếp Khổng Tước ngũ sắc. Trong thanh đồng tiểu tháp, rất nhanh đã truyền ra tiếng hỏa diễm huyễn điểu chấn kinh tức giận. A, ngọa tào, bà nội cha nó, trong này của ngươi tại sao có thể có một con tiểu Khổng Tước? Ngươi rút ổ Khổng Tước, ngươi trộm Khổng Tước con sao? Khổng Tước nữ vương là đuổi giết ngươi. A a a, thả ta ra ngoài, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ta không biết ngươi. Ta còn không có sống đủ. Ông trời ơi, thái dương đồ đằng ta còn không có dùng, còn nóng hôi hổi đây. Ánh sáng rực rỡ như chiều cường vô biên lao nhanh, bao phủ Khương Phàm, cũng định trụ Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm cứng ngắc, linh hồn run rẩy. Ngươi đi ra bắt linh cầm sao? Chạy rất xa đấy. Khổng Tước ngũ sắc phung cánh hoa lệ, quang vũ đầy trời, phảng phất hình thành một mảnh thế giới quang ảnh. Ta đi ra cứu tiểu Khổng Tước, tiểu Khổng Tước bị bắt. Khương Phàm cố gắng chấn định, cao giọng hét lớn. Bị ai bắt? Khổng Tước ngũ sắc ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Phàm, vòng xoáy giống như ánh mắt đang khuấy động ánh sáng đáng sợ. Ta vừa mới đầu không biết, đột nhiên một đám người vọt tới trên tán cây, dùng cái ngọc kính vừa chiếu, ta cùng tiểu Khổng Tước đều không động được. Sau đó, tiểu Khổng Tước rõ ràng còn đang ngủ, lại ủy cánh bay mất. Khương Phàm rất không khách khí kéo tới trên thân đám người di lạc cổ địa kia. Ánh mắt Khổng Tước ngũ sắc càng ngày càng lạnh, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập trong thế giới quang ảnh, tiếp tục biên. Ta nói đều là thật, sau khi bọn hắn rời khỏi, ta liền liều mạng đuổi. Nhưng đám người kia quá mạnh, mỗi người trong tay một vũ khí thần bí, có hồn châm kích thích linh, có hồ đỉnh lô thôn nạp vạn vật, nhất là ngọc kính kia, soi sáng cái gì liền có thể khống chế cái đó. Ta một mực đuổi tới bây giờ, lại đuổi tới nơi này, rốt cuộc cũng phát hiện bọn hắn. Ta cứu tiểu Khổng Tước, trước tiên liền kích hoạt lên linh vũ. Khương Phàm khống chế thanh đồng tiểu tháp, từ bên trong thả tiểu Khổng Tước ra. Trong thanh đồng tiểu tháp tất cả đều là cửu chuyển linh nguyên đan, cho nên tiểu gia hỏa vẫn luôn ăn xong rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào. Cho đến khi Khương Phàm nắm lấy lung lay, tiểu gia hỏa mới mở to mắt, phụt sáng hai lần, còn thân mật ủi ủi trong ngực Khương Phàm. Ngài nhìn xem, chúng ta tốt như vậy. Khương Phàm cố gắng giữ nụ cười. Hư thiên kính, hồ lô càn khôn, ánh mắt Khổng Tước ngũ sắc run lên. Ta không biết là cái gì, nhưng nữ hài dẫn đội kia hình như tên Lan Nặc. Khương Phàm đón ánh mắt của nàng, tận lực giữ vững chấn định. Khổng Tước ngũ sắc nhìn Khương Phàm thật sâu. Tiểu tử xảo quyệt, trước khi ngươi qua đây đã đem hỏa diễm huyễn điểu giấu đi, là sợ nó vạch trần ngươi. Đó là chỉ hỏa hồ. Khương Phàm âm thầm nhếch miệng. Xa như vậy đều có thể thấy rõ. Đem nó phóng xuất, ta hỏi. Chết rồi. Vừa rồi không rất tốt sao? Vừa mới chết. Khương Phàm chuyển ý thức vào thanh đồng tiểu tháp, muốn nhắc nhở hỏa diễm huyễn điểu giả chết, kết quả tên kia đã sớm gục ở chỗ này không nhúc nhích, còn cố ý làm cả người là máu, hô hấp đều ngừng lại, giả chết rất đúng chỗ. Khổng Tước ngũ sắc đột nhiên dương cánh, cường quang ngập trời, hung uy đại tác. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội sống, ngươi nhất định phải tìm đường chết. Hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Khương Phàm hoảng hốt trong lòng, xong. Nhưng, Khương Phàm đột nhiên hung ác, cao giọng gào thét. Đến đây, phụ mẫu nó, ngươi giết chết ta à? Vì bổ sung cho con ngươi chút huyết khí, ngươi dám nuốt sống thân thể thần tổ vạn cầm trùng sinh, ngươi chỉ có chút lòng dạ ấy, chỉ có chút tầm mắt ấy. Đáng đời ngươi sinh sinh tử tử vây chết tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này. Đừng nói ngươi là không muốn ra ngoài, là ngươi không ra được. Ngươi gọi là cao cao tại thượng, ngươi gọi là bá vương yêu tộc,
tuy nhiên lại chỉ là say mê bản thân trong không gian thu hẹp này. Trong mắt ta ngươi không hề tôn quý, không có bất kỳ uy nghi gì, ngươi chính là một con ngũ thải điểu đáng thương, một kẻ nhận bi kịch nguyền rủa. Ngươi là như vậy, con của ngươi cũng như vậy, ngươi đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Lão tử không sợ chết, đến đây, giết ta đi. Các ngươi cũng ở lại nơi này mục nát đi. Bành! Ánh sáng ngũ sắc kinh khủng đập vào mặt, toàn thân Khương Phàm nổ tung, máu tươi vẩy ra, từ trên cao đánh tới mặt đất. Khổng tước ngũ sắc hóa thân hình người, từ trên trời giáng xuống, tia sáng lộng lẫy, nàng ở trên cao nhìn xuống Khương Phàm cả người là máu, bên trong ánh mắt lạnh như băng hiện ra cường quang giống như vòng xoáy. Khương Phàm miệng đầy máu tươi, suy yếu thở dốc, nhưng ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Đừng tưởng rằng mình thông minh, ngươi có thể nhìn thấu ta, ta cũng có thể nhìn thấu ngươi. Ngươi muốn vây chết ta ở đây, nuôi đến sinh tử cảnh, xóa đi ký ức, vĩnh viễn hóa thân thành chu tước, khốn kiếp, ngươi nghĩ hay lắm, lão tử cho dù chết, cũng sẽ không thuận theo mong muốn của ngươi. Tiểu Khổng Tước bị Khương Phàm gào thét cùng dữ tợn hù dọa, co quắp ở trên vai mẫu thân, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Khổng Tước ngũ sắc lạnh lùng nhìn Khương Phàm, tay phải mảnh khảnh từ từ giữ chặt, khí tức sắc bén lại đáng sợ vần quanh tại đầu ngón tay. Đến đây, giết chết ta đi. Khương Phàm đang muốn giữ tợn hét lớn, một thanh âm thô cuồng chấn động dãy núi. Khổng Tước ngũ sắc, lúc nào lại nuôi một con người làm sủng vật rồi, đổi khẩu vị rồi sao? Bát Tí Ác Viên từ đằng xa xông lại, đạp tan núi cao, bay lên không mấy ngàn thước, ầm vang rơi vào trong phế tích, nhấc lên mênh mông khí lãng. Thân cao 300 mét, cường tráng thẳng tắp, tám cánh tay mỗi cái vượt qua 100 mét, cơ bắp như lão long quay quanh, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Hai mắt sáng đỏ, hiện ra hung quang, mắt dọc trên trán giống như linh hồ kinh khủng, khuấy động khí tức hủy diệt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Giọng Khổng Tước ngũ sắc lạnh lẽo. Phía dưới có bảo vật xuất thế, ngươi lại ở nơi này chơi, ha ha. Bát Thí Ác Viên cười lạnh hai tiếng, thả người nhảy xuống động sâu. Phía dưới có cái gì? Khổng Tước ngũ sắc lạnh lùng nhìn Khương Phàm, ông trời chuẩn bị mộ phần cho ngươi. Một tiếng vang trầm, tia sáng ngũ sắc bạo kích Khương Phàm, đánh hắn máu me khắp người, nện ở trong phế tích. Khổng Tước ngũ sắc cuốn lên Khương Phàm nửa chết nửa sống, hóa thân thành yêu, xuyên qua mấy ngàn mét sâu hố sâu, giáng lâm xuống luyện binh tràng. Sau khi các bá chủ lặp đi lặp lại nghiên cứu luyện binh lô, không hề phát hiện được thứ gì. Nhưng bọn chúng đều mơ hồ cảm giác nơi này trước đó hẳn là có rất nhiều thứ. Là ai phát hiện nơi này trước? Kim Bằng giống như một vị thần linh cường đại, bế nghĩa toàn trường. Là ai? Kỳ lân thú tràn ngập hung uy kinh khủng, mang đến cho bọn người Tô Triệt xa xa áp bách cực lớn. Di Lạc cổ địa. Khương Phàm lau máu tươi trên khóe miệng, mệt mỏi đứng lên. Khổng Tước ngũ sắc, khẩu vị của ngươi thay đổi rồi, cũng bắt đầu nuôi con người làm chiến sủng sao? Kim Bằng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua cường quang ngũ sắc, thấy được Khương Phàm. Khương Phàm, bọn người Tô Triệt thật bất ngờ, tiểu tử này làm sao cưỡi lại Khổng Tước ngũ sắc đến đây. Khương Phàm tiếp tục hô to. Người của Di Lạc cổ địa đang truy tìm Vạn Linh huyết thụ, ngoài ý muốn phát hiện ra nơi này. Vạn Linh huyết thụ. Các bá chủ đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt kinh khủng giống như là thần binh lợi nhận, để cho linh hồn người ta đều sợ hãi. Ngay cả Khổng Tước ngũ sắc cũng ngoài ý muốn. Khương Phàm đứng bên trong cường quang hô to. Ngàn lần chính xác, là Vạn Linh huyết thụ. Bọn hắn phát hiện ra nơi này, bắt đi Vạn Linh huyết thụ, còn muốn giết ta, che giấu tin tức. Cự Phong Long nhấc đầu rồng lên, long ngâm kinh thiên. Tiểu gia hỏa, người biết Vạn Linh huyết thụ. Khương Phàm nói. Là chính bọn hắn nói. Mầm cây kia có thể sử dụng rễ cây đi di chuyển. Trên đỉnh đầu còn có một quả trái cây màu đỏ như máu. Vạn Linh huyết thụ trùng sinh rồi. 3.000 năm, vậy mà nó lại trùng sinh tại lúc này. Năm đó nó căn bản cũng không có chết. Vạn Linh huyết thụ tuyệt đối không thể trưởng thành. Các bá chủ nhao nhao hét lên giầy giận dữ, con mắt to lớn càn quét trong bóng đêm. Khổng Tước ngũ sắc cảnh cáo Khương Phàm. Ngươi phải phụ trách vì mỗi câu nói ngươi, nếu có nửa câu hư giả, không ai có thể giữ được ngươi. Chính là Di Lạc cổ địa, chính là Vạn Linh huyết thụ. Người đâu? Sớm chạy rồi, hẳn là chạy về lãnh địa của bọn hắn. Khương Phàm vừa nói xong, kỳ lân thú nhấc lên lôi chiều đầy trời, là kẻ đầu tiên xông ra khỏi luyện binh tràng dưới mặt đất. Cự Phong Long, Bát Tí Ác Viên các loại liên tiếp khởi hành. Ngay cả Tô Thiên Tịch đều ném bọn người Tô Triệt,
theo sát sông ra ngoài. Nhưng, khi bọn hắn một lần nữa trở về mặt đất, cường giả Di Lạc cổ địa cũng lần theo tia sáng nở rộ trước đó chạy tới nơi này, vừa vặn tiếp nhận một đoàn người Lan Nặc đang thoát khỏi. Chúng ta đã đạt được vạn linh huyết thụ, đi mau. Lan Nặc không lo được giải thích, lập tức thúc giục vị cường giả kia. Vạn linh huyết thụ, nó trùng sinh rồi. Cường giả tóc trắng xóa lập tức bay lên không, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Thánh Sơn. Giống. Bát Tí Ác Phiên phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa, đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời, đuổi tới. Để lại vạn linh huyết thụ, các ngươi không gánh nổi. Kỳ lân thú sôi trào lôi đình, lướt qua bầu trời, ngay sau đó khổng tước ngũ sắc và những tên còn lại cũng đều đuổi theo. Lúc này, còn có số lượng lớn bá chủ yêu tộc đang đuổi tới nơi này, thanh thế kinh khủng như muốn đạp nát vạn dặm sơn hà này, cũng mang đến áp bách to lớn cho những người đang lịch luyện khác. Khi chúng nó nhìn thấy bọn kim bằng đang cùng một phương sông, mặc dù không rõ tình huống, nhưng cũng oanh oanh liệt liệt đi theo. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt, thừa dịp tất cả lực chú ý của khổng tước đều ở phía trước, hắn đột nhiên bay lên không, nhanh chóng thoát khỏi. Khổng tước quay đầu lườm Khương Phàm một chút, ánh mắt rất lạnh, nhưng không có đuổi theo, tiếp tục xông đến Thánh Sơn. Tạm thời lão yêu này hẳn là sẽ buông tha ta. Khương Phàm chạy ra hơn trăm dặm, tránh khỏi phương hướng các bá chủ đi, rơi xuống một đỉnh núi. Hỏa diễm huyễn điểu vừa được thả ra la to với Khương Phàm. Ngươi cũng dám trộm con non của khổng tước, ngươi biết địa vị của nàng tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này như thế nào không? Ngươi biết tính tình của nàng không? Ngươi đã cho điểu ra ta mở rộng tầm mắt rồi, móc tổ chim khổng tước, hạ tình dược cho lão đầu tử, ngươi còn làm qua chuyện nghiêu bức gì nữa? Đây đều là ngoài ý muốn. Khương Phàm bất đắc dĩ, chuyện hạ dược cho lão đầu này sợ là khó rửa sạch, sao bọn chúng đều chạy tới chỗ đó? Hỏa diễm huyễn điểu nhìn qua bá chủ yêu tộc nơi xa. Ta nói gì là cổ địa có vạn linh huyết thụ, bọn chúng liền đều sao động. Vạn linh huyết thụ là cái gì? Khắc tinh yêu tộc thiên hạ. Khương Phàm giải thích tình huống của vạn linh huyết thụ một cách đơn giản. Ý của ngươi là, nó sinh ra là bên trong tầng bảo điện mai táng yêu cốt kia. Trách không được đều nói năm đó yêu tộc đã tổn thất nặng nề. Tuy nhiên ngươi nháo trò thế này, chỉ sợ Di Lạc cổ địa sẽ nhớ thương tới ngươi. Ta không nháo, bọn hắn cũng không tha cho ta. Sau khi vài con mãnh thú cuối cùng tiến lên, Khương Phàm đã huy động hai cánh, nhanh chóng rời khỏi. Linh Vũ đã được thả ra, chỉ cần khống chế tốt khí tức, hẳn là không dẫn khổng tước đến được. Bây giờ là thời điểm tìm kiếm bọn người Dạ An Nhiên. Hơn một tháng, không biết bọn hắn tìm được bao nhiêu cơ duyên, có trưởng thành gì rồi. Ngươi đi đâu, tranh thủ thời gian về dưới mặt đất tìm Thái M Đồ Đằng A đi. Đúng, quên cái này. Khương Phàm chuyển hướng, xông về cổ thành dưới mặt đất. Sau khi những bá chủ khủng bố kia rời khỏi, nơi này dần dần náo nhiệt lên, không chỉ có những hung hãn mãnh thú chạy tới nơi này, còn có rất nhiều đệ tử thánh địa và những kẻ may mắn được thánh địa chọn lựa. Khương Phàm tránh khỏi chú ý của bọn hắn, đi đến khu vực biên giới. Nhưng, vẫn đã chậm một bước. Một đám nam nữ từ trong pháp trận cầm lên, Thái M Đồ Đằng, gần đó còn có một đám người, cùng bọn hắn giằng co. Tô huynh, không có ý tứ. Nó thuộc về chúng ta. Tiêu Lạc Sư cười nhạt, cố ý giơ lên biểu hiện ra với Tô Triệt trên lưng đại bằng điểu ở không trung đầu kia, sau đó mới thu vào. Chúc mừng. Ngữ khí Tô Triệt lãnh đạm, đứng trên lưng kim xí bằng điểu, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Đừng không vui mừng nha. Nơi này phạm vi rất lớn, nói không chừng còn có linh bảo khác. Ta ở chỗ này trước chúc các ngươi cũng có thể có thu hoạch. Tiêu Lạc Sư cởi mở cười to, chắp tay chào hỏi đám người rồi rời khỏi. Chờ một chút. Đáy mắt Tô Triệt hiện lên tia hàn ý. Bảo các ngươi chờ một chút. Không nghe thấy sao, mấy người Thẩm Minh Thu lộ ra ý lạnh, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Đây là ý gì, chẳng lẽ muốn đoạt. Tiêu Lạc Sư phát giác được địch ý của đại diễn thánh địa, lập tức ra hiệu với cường giả Hoàng Triều bên cạnh. Lăng Thất Tung kỳ quái nhìn người của đại diễn thánh địa một chút, ha ha cười lạnh. Mặc kệ các ngươi đang suy nghĩ gì, tốt nhất là nên suy nghĩ một chút. Tô Triệt đang cố gắng khắc chế cảm xúc tức giận. Mặc dù thù hận của bậc phụ thân không nên liên lụy hậu bối, nhưng thù hận lần này quá nghiêm trọng. Hắn tự nhận khôn khéo tỉnh táo, gặp chuyện đều có thể bình tĩnh ứng phó, lần này thật sự là ép không được lửa giận. Đường đường là nhân hoàng, ra vẻ đạo mạo, vậy mà trăm năm trước lại hủy đi toàn thể đệ tử thiên tài.
nếu như không phải Tô Thiên Tịch may mắn sống tiếp được, rất có thể bí mật này sẽ vĩnh viễn phong tồn xuống dưới, đại diễn thánh địa bọn hắn còn sẽ phải đần độn xưng huynh gọi đệ cùng Huyền Nguyệt Hoàng thất. Tô Triệt, có vấn đề gì không? Tiêu Lạc Lê cũng chú ý tới sắc mặt Tô Triệt không quá bình thường. Trong nhận thức của nàng, Tô Triệt tuấn lãng phóng khoáng, xử sự đối xử mọi người rất có phân tắc, hôm nay lại như thế nào đây? Là xảy ra chuyện gì khác, hay là bởi vì bọn hắn vừa mới lấy được pháp khí đổ đằng? Nếu như là ký do sau, vậy phẩm hạnh thật sự của người chỉ sợ so với những gì mình hiểu rõ không giống nhau lắm. Đánh không? Thẩm Minh Thu đều ép không được, thể hiện đều trở nên dữ tợn, từng tia ý lạnh từ Linh Văn bắn tung tóe. Đánh, đánh ai? Ha ha, thánh địa muốn khiêu chiến Huyền Nguyệt Hoàng triều rồi. Dũng cảm, ha ha, các ngươi rất dũng cảm. Khuyên các ngươi vẫn đừng nên làm chuyện điên rồ. Xảy ra vấn đề gì, đám gia hỏa các ngươi đảm đương trách nhiệm không nổi. Bọn người Lăng Thất Tung lập tức kích hoạt linh văn, sẵn sàng trận địa. Tiêu Lạc Sư phóng thích Thương Thiên Tước, lôi chiều đại tác, đinh tai nhức óc. Thương Thiên Tước dương cánh hơn 50 mét, phóng tới không trung, lôi chiều táo bạo rực sáng. Rằng co với Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng vỗ cánh gáy to, cường quang rạng rỡ, tản ra hung uy khiếp người, chỉ chờ mệnh lệnh Tô Triệt. Tiêu Lạc Lê bay lên không, rơi xuống trên thân Thương Thiên Tước, nhan sắc mỹ lệ, dáng người thướt tha, trong ánh sáng lôi quang chiếu lên người lại có loại phong tình khác, chỉ là ánh mắt của nàng đã dần dần lăng lệ. Đại diễn thánh địa và Huyền Nguyệt Hoàng triều đời đời có mối quan hệ tốt, luôn kính trọng lẫn nhau. Ngươi làm trưởng tử thánh chủ, mặc kệ làm chuyện gì, tốt nhất đều phải thay thánh địa cân nhắc. Nếu không, nếu như thánh địa và hoàng triều trở mặt, không phải ngươi có thể gánh chịu nổi, làm không tốt sẽ còn ảnh hưởng địa vị tôn chủ của đại diễn thánh địa các ngươi. Thẩm Minh Thu nhe răng cười. Lời này nghe thật chói tai, kính trọng lẫn nhau, đời đời giao hảo, ha ha, ngươi cười cái rắm, muốn tìm cái chết, cứ tới, đừng có gây chuyện. Cường giả hoàng triều, Lư Kinh Vĩ khinh thường Thẩm Minh Thu. Hắn là tinh vân linh văn vô cùng hiếm thấy, lại là thánh linh văn trăm năm khó gặp một lần, càn nguyên thánh văn có thể so với đại thừa thánh văn. Tô Triệt, hạ lệnh đi, chúng ta có thể đụng một cái. Lữ Lương Nhân của đại diễn thánh địa phát ra sát ý nghiêm nghị, hắn là thiên tài thánh địa, ngự thú sư, thiên phú gần với Tô Triệt, khống chế yêu thú càng điêu luyện thuần thục. Ngôn ngữ của cùng thái độ bọn hắn để Huyền Nguyệt Hoàng thất vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng kích thích lửa giận. Ha ha. Đám gia hỏa cuồng ngạo, mấy người các ngươi chỉ là ngự thú sư mà thôi, vậy mà lại dám vọng tưởng khiêu chiến những thánh văn hoàng triều chúng ta đây. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Toàn thân Lăng Thất Tung tràn ngập cương khí, lấp lóe cường quang hai màu đỏ thẫm, xen lẫn tại toàn thân, bành trướng ở xung quanh, phóng xuất ra áp bách cường đại. Các thiên tài hoàng triều còn lại cũng đều sẵn sàng, đều khinh thường cười lạnh. Đội ngũ hoàng triều bọn hắn tất cả đều là bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Cũng đều là thánh linh văn ngàn dặm mới tìm được một. Mà đối diện cảnh giới cao thấp không đều, thánh linh văn lại chỉ có 5 tên. Chỉ bằng những kẻ này, cũng xứng khiêu chiến bọn hắn. Đơn giản là cuồng ngạo, không biết sống chết. Tô Triệt, nếu như ngươi muốn thử xem thực lực hoàng triều, chúng ta vui lòng phụng bồi, nhưng nếu như muốn khiêu khích, chúng ta cũng sẽ hợp cách đối thủ cho ngươi. Tiêu Lạc Lê má ngọc hơi trầm xuống, giơ lên bàn tay tinh tế trắng nõn, tùy thời chuẩn bị xuống lệnh. Bầu không khí khẩn trương. Hai bên đều đã sẵn sàng, tùy thời muốn lao đến nhau. Trong lòng Tô Triệt giãy giụa rất một hồi, lý trí cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận muốn dâng lên. Chúng ta đi. Đi, bọn hắn ngay ở chỗ này, không giết mấy tên đã đi. Thẩm Minh Thu giận dữ mắng mỏ. Muốn giết cứ giết, chết tiệt, người cho rằng mình là ai? Lư Kinh Vĩ và các cường giả hoàng triều trợn mắt nhìn. Đám gia hỏa kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu như không phải cố kỵ thân phận thánh địa của đối phương, chỉ bằng thái độ bây giờ, bọn hắn đã liền chủ động xông tới. Chúng ta đi. Tô Triệt không còn kiên trì. Mặc dù hắn rất muốn ra tay bây giờ, nhưng ngay cả 3 phần nắm chắc đều không có. Bọn hắn cần tăng thực lực lên, cũng cần có người hiệp trợ. Uất ức. Thẩm Minh Thu phát ra tiếng gầm nhẹ, chào hỏi đám người rời khỏi. Bọn hắn nổi điên làm gì? Tiêu Lạc Sư âm trầm sắc mặt nhìn bọn người Tô Triệt đang rời khỏi. Ha ha, đỏ mắt nhìn chúng ta đạt được bảo bối chứ sao? Còn thánh địa thì chứ, nhìn thấy đồ tốt còn không phải đều đỏ mắt sao? Ra vẻ đạo mạo cái quái gì?
một đám kỹ nữ giả thanh cao. Lư Kinh Vĩ cười lạnh, thanh âm rất cao, không che giấu chút nào. Khốn kiếp, người mới nói cái gì? Thẩm Minh Thu quay người giận dữ mắng mỏ, tính tình hắn nóng nảy, không được chịu được nhất là bị người khác khiêu khích. Nói các ngươi, a, các ngươi nhìn nơi đó, hỏa điểu. Lư Kinh Vĩ đột nhiên chỉ vào ngọn lửa màu vàng đang cháy hừng hực nơi xa kia, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng hỏa điểu. Bọn người Tiêu Lạc Lê đồng loạt nhìn sang, trước đó đối với ngọn lửa màu vàng không có cảm giác gì đặc biệt, bây giờ lại vô cùng mẫn cảm. Khương Phàm mang theo hỏa diễm huyễn điểu vừa đuổi tới không bao lâu, đang kỳ quái nhìn đội ngũ hai phe phía xa. Hình như đang cãi nhau. Lại là đại diễn thánh địa rằng co cùng Hoàng Triều. Hiếm có thật. Lấy tính cách Tô Triệt, trừ phi Hoàng Triều làm ra chuyện hỗn đản gì đó, nếu không hắn sẽ không khí thế hùng hổ như thế. Sẽ là chuyện hỗn đản gì? Đều nhìn thấy. Hỏa diễm huyễn điểu nhìn lại, muốn xác định thái M đồ đằng đang trên thân ai. Nhưng, Khương Phàm, tên xúc sinh nhà ngươi. Trong đội ngũ Hoàng Triều, năm đệ tử thiên tài cao ngạo xinh đẹp đột nhiên thét lên giống như nổi điên. Khương Phàm, ngươi còn dám tới. Trong nháy mắt Tiêu Lạc Lê cũng đổi sắc mặt, khí chất tôn quý, thần thái cao ngạo, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, giống như con báo cái bị điên, căm tức nhìn thân ảnh nơi xa kia. Đột nhiên xuất hiện gào thét để bọn người Tô Triệt ngây ra một lúc. Đây là thế nào? Nổi điên làm gì? Khương Phàm, ngươi nhất định phải chết, bắt hắn lại cho ta. Tiêu Lạc Lê giận dữ quát lớn, trang cảnh xấu hổ giận dữ giống như ác mộng trước đó lại lần nữa nổi lên trong đầu, đó chính là chuyện sỉ nhục nhất khó chịu nhất trong cuộc đời nàng. Khương Phàm, chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại tự đưa mình tới cửa, giết cho ta. Tiêu Lạc Sư khống chế thương thiên tước, lôi chiều sôi trào kinh khủng, tức giận lao đến Khương Phàm. Một tiếng gáy to vang vọng hắc ám. Kim sĩ đại bằng ngăn ở phía trước, kim quang rạng rỡ, hung uy đại tác, rét căm căm nhìn chằm chằm thương thiên tước. Thẩm Minh Thu, Lữ Lương Nhân mặc dù không rõ tình huống, nhưng vẫn theo Tô Triệt ngăn cản bọn người Tiêu Lạc Lê đột nhiên nổi điên. Đều tránh ra cho ta. Tiêu Lạc Sư táo bạo gào thét, thể hiện dữ tợn đáng sợ, tay trái lôi chiều, tay phải liệt diễm, lôi hỏa nhấc lên khắp toàn thân, thanh thế dọa người. Bây giờ là Hoàng Triều đang gây hấn với thánh địa sao? Ánh mắt Tô Triệt trở nên lăng lệ, cường thế giằng co. Nếu như không có bất cứ gì nguyên nhân nào đã khiêu khích Hoàng Thất, xác thực không sáng suốt. Nhưng, nếu như Hoàng Thất động thủ trước, vậy đây là chuyện khác. Tô Lăng trầm mặc rốt cuộc cũng được Tô Triệt ra hiệu, toàn thân tràn ngập lên hồng quang giống như máu tươi, dần dần ngưng tụ thành yêu mãng tráng kiệt, quay quanh lấy nàng, tìm kiếm lấy mục tiêu trong đội ngũ Hoàng Triều. Nơi này không có chuyện thánh địa cùng Hoàng Triều, đây là ân oán cá nhân. Chúng ta muốn giết tên xúc sinh kia. Tiêu Lạc Sư cũng lên cơn giận dữ, hận không thể lột ra Khương Phàm. Đường đường là hoàng tử hoàng tộc, suýt chút nữa bị tình dược kích thích mất lý trí. Nếu chuyện này bị truyền đi, há không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Những thiên tài bọn hắn đây cũng may mắn đều có chút định lực, có chút ý chí, miễn cưỡng gánh vác, bằng không 11 người bọn hắn sẽ ủ thành đại họa, trở thành trò cười lớn nhất Hoàng Triều từ lúc khai quốc đến nay. Khương Phàm là đệ tử thánh địa, càng là bằng hữu đại diễn thánh địa chúng ta. Người vô duyên vô cớ muốn giết hắn, chính là khiêu khích thánh địa, khiêu khích đại diễn chúng ta. Tô Triệt cao giọng đáp lễ, khí thế ngoại phóng, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tiêu Lạc Sư gào thét. Ta lặp lại lần nữa, đây là ân oán cá nhân. Ta cũng nhắc lại một lần, Khương Phàm là đệ tử thánh địa. Các ngươi muốn giết hắn, trước tiên phải qua cửa chúng ta. Tô Triệt đưa tay ra hiệu, chuẩn bị xuất kích. Bọn người Thẩm Minh Thu lập tức đã hiểu ý tứ, đây quả thực là cái cớ tuyệt hảo, chỉ cần Hoàng Triều ra tay, bọn hắn có lý do phản kích. Hắn giết Thẩm Hoành Đồ, nhất định phải trả giá đắt. Tiêu Lạc Lê không thể đem chuyện xấu lấy ra nói, vừa vặn dùng cái chết của Thẩm Hoành Đồ che lấp. Khương Phàm trời sinh lương thiện, sao lại giết người? Đừng có mà vu oan. Tô Triệt mặt không đỏ tim không đập, há miệng trắng trợn nói. Hắn lương thiện, mẹ kiếp, mắt người mù từ lúc nào rồi? Lương thiện, đôn hậu, nhiệt tình, thân mật, là bằng hữu của Tô Triệt ta. Hắn sẽ không giết người, các ngươi cũng không thể giết hắn. Hắn tốt như vậy, vậy ngươi đem muội muội ngươi gả cho hắn đi. Ngươi là hoàng tử, đừng nói lời thô tục. Bớt nói nhảm, các ngươi rốt cuộc có để chúng ta đi qua hay không? Tiêu Lạc Sư cảm giác sắp ép không được, lôi chiều,
liệt diễm toàn thân càng ngày càng mãnh liệt. Không thể. Thái độ Tô Triệt cường ngạnh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bầu không khí hai bên lại lần nữa khẩn trương, trong khẩn trương lại lộ ra nóng nảy và điên cuồng. Giết cho ta. Tiêu Lạc Lê giận dữ thét lên ra lệnh, nàng chưa từng nôn nóng như hôm nay, tức giận đến cơ hồ đều muốn mất cả lý trí, cũng không nghĩ sẽ muốn giết chết ai giống hôm nay. Không, nàng muốn bắt sống, nàng muốn tận mắt nhìn Khương Phàm ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Giết! Ngăn lại! Đội ngũ hai bên cùng kêu lên, phóng thích võ pháp cường thịnh, hung hăng vọt tới đối diện. Oa, bọn hắn vậy mà đánh nhau, rốt cuộc là thù oán gì? Không nghĩ tới Tô Triệt lại còn có một mặt ác như vậy. Công chúa và hoàng tử hoàng triều cũng không lý trí lắm nhỉ. Khương Phàm ở phía xa hiếu kỳ nhìn ra xa một lát, sau đó vừa nghiêng đầu, chạy. Hắn không muốn liên lụy đến trong tranh đấu giữa đại diễn thánh địa cùng hoàng triều, để bọn hắn tự mình giày vò đi. Khương Phàm chạy rồi. Hai bên vừa muốn giết tới cùng một chỗ, Lư Kinh Vĩ cao giọng la lên. Lục Bình Yên, cuốn lấy Khương Phàm cho ta. Phải bắt sống, Tiêu Lạc Lê cao giọng ra lệnh, khống chế Thương Thiên Vân Tước nhào về phía Tô Triệt. Ta sẽ tự tay giết hắn. Một nữ tử cao gầy mảnh mai trong đội ngũ chợt hiện lên tia sắt lạnh, nhanh chóng rời khỏi đối thủ, phóng lên tận trời. Đi, tên hỗn đản kia giao cho ngươi, đừng có giữ lại, đánh cho đến chết. Lư Kinh Vĩ vung tay giơ lên mảng lớn tinh quang, ánh sáng rạng rỡ, trải rộng ra một con đường tinh hà lao nhanh. Ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi được nơi này. Thẩm Minh Thu nháy mắt mà tới, chặn lại được Lục Bình Yên. Thiểm Linh, Linh Văn, có thể có tốc độ như thiểm điện, rất nhanh, rất cường đại. Nháy mắt đã tới, lưỡi dao bạo kích, thẳng đến cổ Lục Bình Yên. Sát cơ lạnh thấu xương. Lục Bình Yên lại lạnh nhạt thờ ơ. Khi lưỡi dao tới gần trong chớp mắt, Lư Kinh Vĩ lớn tiếng gào thét, thánh pháp, đấu chuyển tinh di. Tinh hà lập lòe ánh sáng, tinh thần va chạm, huyền diệu diễn dịch. Lục Bình Yên biến mất trong nháy mắt. Đáng chết. Thẩm Minh Thu cau chặt lông mày, nữ tử kia đúng là kẻ hung hãn, Khương Phàm chống đỡ không được. Thẩm Minh Thu, mặc kệ hắn, giết cho ta, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tô Triệt lớn tiếng ra lệnh, lập tức kích thích đến tử đệ hoàng triều. Tô Triệt, ngươi phải phụ trách vì lời nói của chính ngươi. Tiêu Lạc Lê phóng thích lôi hỏa, hóa thành lôi quang tràn ngập đất trời đập tới. Giết cho ta. Tiêu Lạc Sư cao giọng thét lên ra lệnh, ánh mắt bén nhọn khóa chặt Thẩm Minh Thu. Lôi hỏa xen lẫn, phóng thích thành hai cánh. Lấy lôi làm xương cốt, lấy liệt diễm làm linh vũ, phảng phất thú dực chân thực, có thể kích phát tốc độ nhanh nhất. Đúng vào lúc này, chiến trường đột nhiên nổi lên chuyện ngoài ý muốn. Tô Lăng mạnh mẽ tấn mãnh, lách qua đám người, xông về phía nam tử giấu ở phía sau nhất trong đội ngũ Huyền Nguyệt Hoàng tộc kia. Nam tử là linh nguyên cảnh cửu trọng thiên. Đang toàn diện hóa thú, linh văn là kim giáp thú. Kim quang cuồn cuộn, sát khí tràn ngập. Nam tử từ huyết nhục đến hài cốt, bắt đầu nhúc nhích kịch liệt, biến thành xuyên sơn giáp màu vàng, thân dài đạt tới 10 mét. Một đôi mắt màu vàng giống như đèn lồng hiện ra hung quang đáng sợ. Màu vàng nhạt trên lân phiến trong lúc mơ hồ còn có một tầng huyết quang, sát khí cực nặng. Đây quả thực là con hung thú nhỏ. Hắn hoàn thành hóa thú, cua ánh mắt tàn nhẫn. Đang muốn chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu, lại nhìn thấy Tô Lăng đang đánh tới phía mình. Tô Lăng, ngươi chỉ là bát trọng thiên, cũng xứng khiêu chiến ta. Xuyên sơn giáp phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, một mùi huyết tinh thảm liệt đập vào mặt, cảnh tượng lại hiện ra giống như có núi thây biển máu, quỷ dị lại khủng bố. Tô Lăng đối diện đụng vào huyết khí, liệt diễm cuồn cuộn, tùy tiện triệt tiêu dị tượng, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, trong yêu khí cùng xích viêm, nàng hóa thân trở thành xích lân thôn thiên mãng. Dài đến mười mấy mét, thân thể uốn éo, bỗng nhiên bạo tạc. Đây chính là thân thú của ngươi. Xuyên sơn giáp lay động mãnh liệt, như một mảnh đại dương màu vàng óng nhuốm máu cuồn cuộn, chấn lên sóng lớn, phóng tới phía trước, mặt đất đều bò đầy vết nứt. Nhưng, Tô Lăng đột nhiên tăng vọt hình thể, từ mười mấy mét, bỗng nhiên bành trướng đến trăm mét. Thân thể cao lớn tráng kiện, cái miệng lớn giống như một căn phòng bỗng nhiên mở ra. Một vòng xoáy thôn tính tiêu diệt vạn vật mãnh liệt mà ra. Xuyên sơn giáp ngưng tụ con ngươi, móng vuốt chợt vỗ mặt đất, muốn tránh thoát, lại kêu thảm bay lên, đánh tới miệng rộng. Mặt đất xung quanh lay động, bụi đất tung bay, toàn bộ trào lên cuốn về phía vòng xoáy. Ngươi muốn chết. Xuyên sơn giáp gầm thét, hắn nhanh chóng cuộn mình, hóa thành viên cầu kim giáp khổng lồ,
khuấy động trọng lượng mấy chục tấn, giống như một ngọn núi thép đánh tới Xích Lân Thôn Thiên Mãng. Xích Lân Thôn Thiên Mãng nuốt vào, cuốn vào trong thân thể. Nàng từ trùng kích đến biến thành thôn phệ, toàn bộ hành trình chỉ có 10 giây mà thôi. Khi tất cả mọi người nhìn lại nơi này, Xích Lân Thôn Thiên Mãng đã nuốt xuyên sơn giáp xuống dưới. Sắc mặt bọn người Tiêu Lạc Sư đột nhiên biến đổi. Yêu thú linh nguyên cảnh hóa thân mười mấy mét đã coi như là khác loại, lại còn là do thánh linh văn mới có thể làm đến. Làm sao gia hỏa này lại có thể biến thành mấy chục mét được? Không, cái này là đến tận 100 mét. Giống, ngươi nhất định phải chết. Xuyên sơn giáp gào thét trong bụng nàng, thân thể nặng nề cứng cỏi kịch liệt nhúc nhích, giống như một ngọn núi đang xoay chuyển, thanh thế kinh người, năng lượng khủng bố. Nhưng, Xích Lân Thôn Thiên Mãng là yêu tộc dị loại, trong cơ thể tự thành không gian, có thể nuốt cả núi sông, càng có thể dung luyện sơn hà. Thân thể xuyên sơn giáp nhanh chóng gầy gò, từ yêu thú bắt đầu thoái hóa thành hình người. Không không, không thể nào, ta là Thánh Linh Văn, ta là Cửu Trọng Thiên. Xuyên sơn giáp kinh hồn thét lên, sau khi điên cuồng giãy giụa, hắn phát ra tiếng gầm thét thê lương, rồi toàn thân nổ lên liên miên kim quang, khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây không phải là kim quang, mà là lân phiến màu vàng. Lớp bảo vệ mạnh nhất của xuyên sơn giáp. Bảo vệ mạnh nhất đến từ kim lân, mà kim lân có thể hóa thành thế công mạnh nhất. Xích Lân Thôn Thiên Mãng trong phút chốc bành trướng mấy lần, giống như hình cầu cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng, Xích Lân Thôn Thiên Mãng lại bất chợt phóng lên tận trời, quay quanh ở trên không, phát ra tiếng rít gào sắc nhọn chói tai, lân phiến toàn thân nổi lên hồng quang yêu dị, thân thể phồng lên nhanh chóng khôi phục, cưỡng ép áp chế. Cùng với tiếng kêu rên thê lương, xuyên sơn giáp ở trong bụng nàng nhanh chóng hóa thân hình người, huyết nhục khí tức không ngừng liên tục phóng thích ra phía ngoài, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu hòa tan. Cô ta không phải con người. Xuyên sơn giáp phát ra tiếng gào thét thảm thiết, lúc sắp chết, hắn đột nhiên đã hiểu. Khí tức này, cũng không phải con người, mà là yêu thú. Tô Lăng là yêu thú. Không sai, chính là yêu thú. Là thú linh văn, hắn có thể xác định. Nhưng, tiếng hắn gào thét không có truyền đi được bao nhiêu, cũng không ai nghe được rõ ràng. Tô Lăng. Người dám ăn người của Hoàng Triều ta, muốn chết. Tiêu Lạc Sư giận dữ, đạp trên lôi triều liệt diễm, phóng tới Xích Lân Thôn Thiên Mãng ở không trung. Nhưng ngay giờ khắc này, Thẩm Minh Thu đột nhiên xuất hiện trước mặt một người. Quá nhanh, lại quá đột nhiên, lại còn dám phách lối đối mặt trực tiếp. Đao nhọn đâm tới, không có chút gì do dự, trong nháy mắt đã xuyên thủng ngực người kia. Ngươi, người kia có chút há mồm, muốn nhấc đại đao nắm trong tay lên. Nhưng đao nhọn cắm vào ngực lại đột nhiên khuấy động, toàn thân hắn cứng ngắc, lực lượng nhanh chóng tiết ra ngoài, tiếp đó, thân thể nhoáng một cái đã đảo hướng về Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu rút đao, bỗng nhiên biến mất, giống như đoạn lưu quang, lao đến những người khác. Các ngươi thực có can đảm giết người. Tiêu Lạc Lê rốt cuộc đã hiểu bọn hắn làm thật, bảo vệ bằng hữu, nghĩa bất dung từ. Thánh địa, chính là vĩ đại như vậy. Thẩm Minh Thu xuất hiện trước mặt những người khác kia. Lại trong chớp mắt huyễn hóa ra ba đoạn quang ảnh, làm bộ tập kích về phía trước. Người kia lập tức muốn phân biệt thật giả, kết quả ngược lại tê dần, xuất hiện một cái lỗ máu. Xảy ra chuyện gì? Lúc nào? Đúng rồi, đao trong tay Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu trong chốc lát phóng thích phân thân, chỉ là hấp dẫn lực chú ý, vào thời khắc ấy, đao trong tay của hắn đã ra tay. Nam tử bất chợt đã hiểu, cũng đã xong. Thẩm Minh Thu bỗng nhiên xuất hiện. Đứng tại đỉnh đầu nam tử, nhìn đám người Huyền Nguyệt Hoàng Triều cười lạnh. Ai nói thánh địa sẽ không giết người, chúng ta so với các ngươi am hiểu hơn. Ít người thế yếu, làm theo giết chết ba người các ngươi. Nam tử ý thức trời đất quay cuồng, quỳ trên mặt đất, mang theo không cam lòng vô lực nằm xuống. Giết cho ta. Tiêu Lạc Sư tức giận, lôi triều liệt diễm sôi trào khắp toàn trường. Ta tới thu thập Thẩm Minh Thu. Một nam tử hùng tráng đạp tan mặt đất. Gào thét lao về phía trước, bụi đất dày đặc như sóng triều dâng lên quét sạch hơn 300 mét, bao phủ Thẩm Minh Thu, ngay sau đó trận vực trọng lực mấy chục lần ầm vang rơi xuống. Địch Ngọc Sơn, ha ha, người quả nhiên đã luyện thành trọng lực chàng. Thẩm Minh Thu kinh mà chưa loạn, xé rách bụi mù, cưỡng ép hướng về phía trước tránh thoát. Ta đến vây khốn hắn, ai giết hắn cho ta. Địch Ngọc Sơn điên cuồng phóng thích trọng lực, ở biên giới ngưng tụ 38 cây cột đá. Hình thành lồng giam cỡ lớn. Ta đến.
Một cường giả cửu trọng thiên mang một cây giáo trong tay, ngang nhiên giết đến trận vực trọng lực. Giết giết giết. Cường giả hai bên liên tiếp gào thét, tuyển định đối thủ khởi xướng mãnh liệt bạo kích. Mặc dù đại diễn thánh địa ở thế yếu, nhưng Thẩm Minh Thu đã liên tiếp sát hại hai người sau đó lại một mình kiềm chế hai cửu trọng thiên, Tô Lăng lại hóa thân cự mãng trăm mét quét ngang chiến trường, Lữ Lương Nhân mạnh mẽ phi phàm. Bọn hắn thành công cưỡng ép cường giả Hoàng Triều, không để cho càng nhiều người phóng tới Khương Phàm nơi đó. Khương Phàm đang rời khỏi, cảm nhận được có cường quang lấp lóe ở phía sau, quay đầu nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy có tinh quang vẩy xuống, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt bén nhọn cách mấy trăm mét khóa chặt hắn. Đuổi tới rồi, ta và bọn hắn có thủ sao? Khương Phàm ngừng lại, hắn thật sự không hiểu thấu. Khương Phàm, ngươi là tên súc sinh. Lục Bình Yên mắt phượng hàm sát, phóng lên tận trời. Thủy triều dưới chân không ngừng nổ tung, phạm vi không lớn, nhưng lại vững vàng nâng thân thể của nàng, cũng mang theo lực lượng mạnh mẽ. Cô có bị bệnh không? Ta biết cô sao? Khương Phàm cau chặt lông mày, đám thiên tài Hoàng Triều uống lộn thuốc sao? Hôm nay ta thay thánh địa dọn dẹp tên bại hoại ngươi. Lục Bình Yên không đợi đuổi tới, nàng vẫn đang tức giận phóng thích, một trường đánh về phía trước, triều cường oanh minh, cuồn cuộn ngập trời. Ba chiến binh cao 10 mét ầm vang thành hình, chân đạp thủy triều, hùng tráng cường thế, giống như có linh hồn thật sự, bọn hắn lớn tiếng gào thét, lao đến Khương Phàm. Ngươi hại người ta sao? Tiểu tử, ánh mắt không tệ đó. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn đến hai mắt phát sáng, nữ hài nhi này thật xinh đẹp, vóc dáng rất khá, nhất là hai chân kia, oa a. Lại rất lại thẳng, giống như mỹ ngọc tự nhiên mà thành. Tiểu cô nương, đừng trách ta ra tay hung ác. Khương Phàm vốn cũng không phải có tính tình tốt gì, giờ phút này hắn cũng bị Lục Bình Yên liên tiếp dùng những từ, súc sinh, bại hoại, kia chọc giận. Linh văn nở rộ, thú ấn thức tỉnh. Kim viêm cường thịnh sôi trào cuồn cuộn, liên tiếp xô ra ba con cự viên uy nghiêm, thân cao 8 mét, dã tính hung hãn, đạp trên thánh viêm lao đến ba chiến binh. Cự viên cùng ý thức Khương Phàm tương thông, được linh văn khống chế, tốc độ nhiều lần tăng vọt, nhấc lên kim quang. Chiến binh người khoác trọng giáp, mang theo chiến kích, ngang nhiên một kích. Trong chốc lát, hơn 500 mét thủy triều bỗng nhiên hội tụ, bằng tốc độ kinh người ngưng tụ tới ba chiến kích. Chiến kích rung động kịch liệt, cường quang rạng rỡ. Chiến binh hét lớn, toàn thân nổ nát vụn, giao phó lực lượng bạo kích cường thế cho chiến kích. Ầm ầm. Cự viên vừa mới va chạm liền bị chiến kích đánh vỡ nát. Uy thế chiến kích không ngừng dừng lại, xuyên thủng trời cao. Mang theo tiếng vàng ù ù đánh thẳng đến Khương Phàm. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, mỗi một chiến kích ngưng tụ hải triều hẳn là tại mấy chục vạn tấn, lấy thú quyền của hắn hoàn toàn có thể chống đỡ, vì sao lại có thể bị đánh xuyên qua trong nháy mắt? Trừ phi nước có vấn đề. Chiến kích ẩn chứa năng lượng thủy triều vô cùng có khả năng đã đạt tới trăm vạn tấn. Trăm vạn tấn. Khương Phàm đối diện mà lên, trọng quyền bạo kích, cuồng lực cuồn cuộn, ngạnh kháng chiến kích giết tới phía trước nhất. Ầm ầm, chiến kích oanh minh, nổ tung tại chỗ, hóa thành thủy triều cuồn cuộn. Khương Phàm bị đẩy lui lảo đảo lui lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, quả là thế. Thủy triều vô cùng nặng nề. Bên trong hòa với khí tức kim loại. Ngay sau đó, hai chiến kích khác liên tiếp giết tới, Lục Bình Yên ở phía xa khống chế, cuốn lên khí lãng tạo thành vòng xoáy mãnh liệt. Khương Phàm trùng kích ở hai bên, nhấc lên lực bộc phát vượt qua 400.000 cực cảnh, cưỡng ép đánh vỡ nát. Đại thừa thánh văn. Khương Phàm ngóng nhìn Lục Bình Yên. Có thể lấy linh văn khống chế trọng lượng vượt qua trăm vạn tấn ở một khoảng cách vài trăm mét, càn nguyên thánh văn căn bản làm không được, trừ phi là đại thừa thánh văn. Bại hoại, hôm nay ta sẽ tự tay giết ngươi. Trong mắt Lục Bình Yên toàn là sát ý thấu xương, hỗn đản này suýt chút nữa đã phá hủy danh dự của nàng, để lại ác mộng cả đời. Nếu như tình huống lúc ấy mất khống chế, không biết chừng nàng sẽ bị vài tên nam tử gây tai họa. Nợ máu này, nhất định phải để mạng Khương Phàm đền bù. Ngươi bại hoại, cả nhà ngươi mới bại hoại. Khương Phàm thực sự không hiểu thấu, chết tiệt, ta biết ngươi sao. Nhận lấy cái chết đi. Lục Bình Yên giận dữ thét lên, từ toàn thân sôi trào lên cường quang màu tím, phóng lên tận trời, cuốn lên mây mù màu tím nặng nề, không gian hắc ám dưới mặt đất cực kỳ sáng chói. Mây mù cuồn cuộn, tử quang lấp lóe. Trong lúc thoáng qua hình thành đường vân pháp trận phức tạp, giống như tinh không màu tím, vừa đẹp đẽ vừa thần bí. Pháp trận ù ù chuyển động,
mây mù nặng nề tạo thành gần vòng xoáy khổng lồ 800 mét, mang đến không cảm giác áp bách có gì sánh kịp. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, uy thế như vậy, loại khí thế này, cơ hồ muốn đạt tới trận vực trọng lực gấp trăm lần. Thân thể như muốn bị chen bể, bị huyết tế. Nữ hài tử này đơn giản muốn ăn ngươi sao, tiểu tử ngươi khẳng định đã gây họa cho người ta. Ta cho rằng huynh đệ ngươi vẫn chỉ là chim non, thì ra đều đã sớm lông cánh đầy đủ, học được săn mồi. Mau mau, đánh nhau kìa. Hỏa diễm huyễn điểu không hề có ý tứ hỗ trợ, mà nó lại hưng phấn, hai mắt tỏa ra ánh sáng, thích xem loại, mỹ nữ đánh lưu manh, này chiến đấu. Giết cho ta. Lục Bình Yên hai mắt sung huyết, khống chế pháp trận trên không trung toàn diện phóng thích. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Pháp trận sôi trào ánh sáng, mây mù vòng xoáy cuồn cuộn. Vô số hạt mưa màu tím cuồng bạo rơi xuống, toàn bộ đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm cảnh giác, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, từng chiếc lông tơ đều dựng thẳng lên. Hai cánh tay hắn ngửa ra sau, dung hợp cùng hỏa dực, hiện ra cánh chu tước chân chính. Oanh! Khương Phàm câu thông ý thức hải, kích hoạt thú ấn hỏa phong, trong chốc lát, kim quang, thánh viêm cuồn cuộn, lít nha lít nhít hỏa phong phóng lên tận trời, dưới sự khống chế trong ý thức của Khương Phàm, bọn chúng toàn diện nghênh kích hạt mưa màu tím. Một hạt mưa tiêu xạ, cùng một con hỏa phong va chạm. Răng rắc, như sét đánh giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó hạt mưa nổ tung, hỏa phong sụp ra, nhấc lên mênh mông thủy triều cùng thánh viêm, cuồn cuộn về xung quanh. Thế lực ngang nhau. Ngay sau đó, đầy trời hạt mưa cùng dày đặc hỏa phong đã va chạm toàn diện, thanh triều vang vọng hắc ám kịch liệt lại điếc tai, âm thanh chấn động hơn 10 dặm. A, giết cho ta, giết tên xúc sinh kia. Lục Bình Yên điên cuồng phóng thích, mây mù cuồn cuộn, mưa to mưa như chút nước, tràn ngập đất trời bao phủ Khương Phàm. Tiện nhân, người nhận lầm người rồi. Khương Phàm thôi động thánh viêm, điên cuồng phóng thích. Thể chất biến đổi, cảnh giới tăng lên. Hắn thả ra thánh viêm nhiệt độ cao hơn, uy lực hỏa phong mạnh hơn, kéo dài trận đánh, tiếp tục bay lên không. Trận va chạm kịch liệt đến rung động, sôi trào màn trời. Mặc dù Lục Bình Yên rất tức giận, nhưng cũng lại rất bất ngờ, thế công cường đại như vậy lại bị Khương Phàm gánh vác được. Thế nhưng nàng là đại thừa thánh văn, là truyền nhân ưu tú nhất của phong hỏa thánh điện, là nữ thiên kiêu thanh danh hiển hách nhất toàn bộ hoàng triều, lại được phong hỏa thánh điện tuyên cáo với thiên hạ. Phải bảo đảm Lục Bình Yên tại linh hồn cảnh bước lên chí tôn thánh văn. Tiểu tử thánh địa này lại có thể chống đỡ được toàn lực thế công của nàng. Nhưng, bại hoại chính là bại hoại càng cường đại càng phải diệt trừ. Thánh viêm, khai thiên. Toàn thân Khương Phàm sôi trào thánh viêm đến cực hạn, bên trong hỏa phong dày đặc liên tiếp xuất hiện số lượng lớn mãnh thú, có hỏa tích, có hồng sư, có man nghiêu, số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng đang điên cuồng gào thét. Thú uy cuồn cuộn, cuồng dã uy mãnh, khiêng màn mưa đầy trời vọt tới mây mù giữa không trung. Bại hoại. Lục Bình Yên chưa từng tức giận giống như bây giờ, càng chưa từng dâng cao chiến ý giống như bây giờ. Vòng xoáy kịch liệt cuồn cuộn, mưa to tầm tã muốn đánh chết những hỏa thú này. Nhưng, những này hỏa thú không phải thánh viêm ngưng tụ thành, mà là có thú uy chân chính, bọn chúng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, lại ngưng tụ giữa không tan, bay lên không vài trăm mét. Oanh liệt đánh tới vòng xoáy. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, thánh viêm cuồn cuộn. Vòng xoáy mây mù tung hoành 800 mét rốt cuộc cũng tán loạn, hiện ra rõ ràng tử quang bên trong pháp trận. Nhưng, màn mưa dày đặc vẫn xuyên thấu hỏa diễm, oanh trên người Khương Phàm. Mỗi giọt mưa đều giống như trọng quyền, khuấy động lực lượng mấy vạn tấn, hết lần này tới lần khác vô cùng nhỏ bé. Lực lượng kinh khủng, tập trung một chút bén nhọn, lực xuyên thấu cực mạnh. Khương Phàm hung hăng hạ xuống, toàn thân nổ lên tinh hồng huyết thủy. Nếu như không phải thể có chất đặc biệt, đổi lại là người khác rất có đã bị đánh thành cái sàng. Lúc lên lúc xuống, một nam một nữ, cách mấy trăm mét. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Phàm lên tiếng giống to, không để ý thương thế, sôi trào lên mãnh liệt thánh viêm, như chu tước hiện thế, khuấy động hung uy làm cho người hồi hộp. Liệt diễm ngập trời, chu tước hỏa ưng quay quanh thành một vòng mặt trời. Mang theo uy lực cái thế, xua tan hắc ám vô biên, đánh tới pháp trận trên không trung. Coi như đều là đại thừa thánh văn, người cũng không phải đối thủ của ta. Lục Bình Yên đứng trên pháp trận nhanh chóng diễn biến, ánh sáng kịch liệt xen lẫn phức tạp như ngân hà, trở nên đơn giản mà cường thịnh, vẻn vẹn một chữ, chém. Ầm ầm, không trung nổ tung,
trong pháp trận xông ra từng thanh kiếm khí màu tím. Tráng kiện, cường thịnh. Mỗi một cây kiếm đạt tới mấy chục mét, mỗi một cây kiếm đều khuấy động lực bộc phát trăm vạn tấn, liên tiếp chém về phía mặt trời màu vàng. Bạo tạc kịch liệt chấn động, đao thế cuồng bạo, chấn động trời cao, nhưng cường quang của Thái Dương Thánh Quyền không gì sánh được, liên tiếp đụng nát đao mang đầy trời, lao thẳng đến pháp trận. Chém cho ta. Khí thế Lục Bình Yên cường thịnh, chiến ý dâng cao, sau một tiếng quát, pháp trận được phóng thích toàn lực. Khí tức bất hủ bất diệt đang tràn ngập, uy thế tăng lên gấp bội. Năm thanh trường kiếm tử khí đồng thời bạo kích, rốt cuộc cũng tới gần Thái Dương Thánh Quyền trước một khắc, cường thế bổ ra. Ầm ầm. Thánh diễm cuồn cuộn như thủy triều phóng lên tận trời, bao phủ lấy pháp trận khổng lồ. Nhưng, pháp trận cường thịnh lại cứng cỏi, ngạnh kháng ánh lửa cùng nhiệt độ cao trùng kích mãnh liệt, ánh sáng lại càng tăng lên, dưới sự khống chế cường đại của Lục Bình Yên, lại lần nữa phóng xuất ra kiếm mang. Một uy thế chảm diệt đất trời ầm vang nổ tung. Một thanh kiếm khí màu tím xông ra khỏi pháp trận, bổ về phía Khương Phàm. Phảng phất giang hải bao quanh, càng giống gánh chịu lấy ý chí thiên lôi, ánh sáng sắc bén, ầm ầm loạn hưởng, bầu trời đều đang lay động. Thật mạnh. Khương Phàm âm thầm kinh động, nữ tử này cũng không kém cạnh Lý Hoàng. Nhưng hắn đây cũng kích thích mênh mông chiến ý, phóng lên tận trời, huy động hai cánh, chém về phía thiên khung. Thời khắc này hai cánh chính là hai cánh tay của hắn. Văn ấn chu tước bao quanh phía trên nhanh chóng phóng đại. Bác thiên thuật. Khương Phàm hét lớn trong tim, ngẩng đầu lên trời thét dài, tóc ngắn bay lên, kim viêm toàn thân sôi trào đến cực hạn, mang theo uy lực cái thế, đối diện phách trảm trường kiếm màu tím. Muốn chết. Lục Bình Yên quát lớn, đại thừa thánh văn khống chế trường kiếm tăng vọt uy thế. Nhưng, ầm ầm, trường kiếm va chạm Khương Phàm. Trong chốc lát đã vỡ nát, tử khí, thủy triều cuồn cuộn, dung chuyển không gian. Khương Phàm không bị tổn hao gì, hắn gánh vác uy thế nặng nề, xông lên trời, lao đến pháp trận. Lục Bình Yên rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Ầm ầm. Pháp trận sụp ra, Lục Bình Yên cũng bị khí tức mãnh liệt hất bay ra ngoài. Ngươi muốn khiêu chiến, ta tiếp nhận. Khương Phàm không ngừng tấn công, hai cánh chấn kích, từng sợi hỏa vũ dâng lên, giống như mưa kiếm dày đặc. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chém về phía Lục Bình Yên. Lục Bình Yên lui lại, cũng cực lực nhanh chóng phóng thích thủy triều chống cự, lại bị hỏa vũ liên tiếp đánh lui về phía sau, số lượng lớn mưa lửa tấn công thân thể, thủy triều màu tím hình thành chiến giáp lúc sáng lúc tối, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ầm ầm. Lục Bình Yên liên tiếp tháo chạy vài trăm mét, miễn cưỡng giữ vững thân thể, lại há mồm phun ra máu tươi. Khương Phàm đối diện mà tới. Cánh phải hướng về phía trước, vạch ra tử vong vết tích, bổ về phía đầu Lục Bình Yên. Lui ra, hay là chết? Chết, ngươi chết. Lục Bình Yên dữ tợn, tay phải hướng về phía trước, trực tiếp chộp tới chu tước dực đang chém tới. Đầu ngón tay trắng nõn, nơi lòng bàn tay lại khảm nạm một viên ngọc châu óng ánh, bên trong phong tồn năng lượng phi phàm. Tựa như là bảo khí hàn ngạo lấy được tại vương quốc hắc ám. Ngọc châu tại lòng bàn tay cùng với thân thể nàng có dung hợp kỳ diệu. Tựa như là một khí hải độc lập, tùy thời có thể năng lượng cung cấp cho thân thể, cũng có thể hình thành liên hệ giữa khí hải. Tại lúc Lục Bình Yên bắt lấy chu tước dực, trong chốc lát, năng lượng phong tồn bên trong được phóng thích toàn diện. Tương đương với việc phóng thích triệt để một cái khí hải. Tử khí cuồn cuộn, năng lượng hóa thủy triều. Thủy triều màu tím vượt qua 5 triệu tấn, hòa với khí tức kim loại, ầm vang đặt ở bên trên chu tước dực của Khương Phàm, cũng đụng vào trên thân Khương Phàm. Đột nhiên lại mãnh liệt. Uy thế tuyệt luân. Ầm ầm. Khương Phàm ngang nhiên nhận lấy một kích, vốn cho rằng có thể bức lui Lục Bình Yên, lại trong chốc lát bị đánh vào đòn chí mạng. Răng rắc. Cánh phải đứt gãy tại chỗ, máu tươi vẩy ra. Lực lượng kinh khủng đối diện mà tới, bao phủ Khương Phàm. Trọng lượng khủng bố vượt qua 5 triệu tấn, rắn chắc quán trú ở trên người. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, khí huyết sôi trào, bị đánh bay ngàn mét. Giống như một viên thiên thạch bị đánh tới mặt đất, không đợi hắn đứng lên, máu tươi đã từ chỗ thủng đổ ra. Tê, thật thê thảm, người bị nương môn nhi ngược, hắc hắc. Hỏa diễm huyễn điểu còn ngồi xổm trên người Khương Phàm, tùy ý thưởng thức. Nữ tử này thật mạnh. Khương Phàm hít chậm một hơi, chật vật đứng lên. Hỏa diễm huyễn điểu chế diễu. Người hoặc là liền thống khoái, rộng lượng một chút, để nữ hài người ta tử phát tiết một chút, ngược ngươi gần chết. Hoặc liền đứng lên, sử dụng hết toàn lực mà hung hăng đánh.
người ta dù sao cũng là đại thừa thánh văn hoàng tộc, tựa như là Khổng Tước cao ngạo, người coi người ta là gà rừng sao. Cái mạng thúi của ngươi vẫn rất cứng đấy. Lục Bình Yên tóc dài rối tung, hồng hộc thở hổn hển, hỗn đản này lại có thể ép nàng trực tiếp phóng thích năng lượng cả một cái khí hải đi đối kháng. Đây là yêu thú linh văn gì? Hai cánh cứ như là vũ khí thật sự. Cô nương, đánh lâu như vậy, có thể thỉnh giáo một vấn đề hay không? Chúng ta có thủ sao? Khương Phàm hoạt động thân thể, kích thích đại diệu thiên kinh chữa trị khép lại vết thương. Chớ nói chuyện với ta, nghe được giọng của ngươi ta liền buồn nôn, ngươi là tên bại hoại cặn bã. Lục Bình Yên liên tiếp lấp mấy viên đan dược vào trong miệng, nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao, khí tức khôi phục về đỉnh phong. Ha ha, nhìn ánh mắt này của ngươi, đúng là có thù. Nhưng, trước đó chúng ta có gặp qua sao? Loại bại hoại như ngươi đây, giữ lại chính là tai họa. Ta, thay nữ tử thiên hạ, giết ngươi. Ta, hắn, là cường qua ngươi sao? Khương Phàm và Hỏa Diễm Huyễn Điểu chăm miệng một lời. Xúc sinh, câm miệng cho ta. Lục Bình Yên vô cùng mẫn cảm, lập tức bị kích thích, tức giận thét lên, lại chống lên pháp trận màu tím khổng lồ, vòng xoáy mây mù trải rộng ra vài trăm mét. Mưa to mưa như chút nước, tràn ngập đánh tới phía Khương Phàm. Giọt mưa màu tím như đã cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, càng thêm nóng nảy, muốn trực tiếp đánh vỡ Khương Phàm. Hỏa Diễm Huyễn Điểu chật chật hai tiếng. Không sai, xác thực là ngươi đã tai họa qua nữ hài tử người ta. Nếu ngươi lại giả vờ giả vịt với ta, ta thật nhìn không dậy nổi ngươi. Chết tiệt, ta vừa mới phát dục 2 năm, ta ngay cả mình đều không có tai họa qua. Khương Phàm phóng lên tận trời, đáy mắt lấp lóe cường quang, hài cốt toàn thân thay đổi, hoàn thành hóa thú, vọt tới đón mưa to. Rầm rầm rầm, mưa to mưa như chút nước, đối diện va chạm Khương Phàm. Mỗi giọt mưa đều vô cùng nhỏ bé, nhưng lại đều ẩn chứa lửa giận nóng nảy cùng lực lượng kinh khủng. Khương Phàm hóa thân thành chu tước, hỏa vũ màu vàng hình thành bảo vệ hoàn mỹ, chống đỡ mưa to, bay thẳng lên trời cao. Không thể nào. Sắc mặt Lục Bình Yên hơi biến đổi, những giọt mưa này đều có thể đánh xuyên núi đá ngàn trượng, làm sao lại có thể bị chống đỡ như vậy được. Nhưng, chiến ý của nàng càng đậm, sát ý lại càng nặng, nàng dùng toàn lực thôi động mây mù phóng thích càng nhiều mưa to. Mưa to cuồn cuộn, hoành kích thiên địa, như lôi đình bao phủ Khương Phàm. Khương Phàm bị oanh khí huyết sôi trào, nội tạng rướm máu, nhưng vẫn bay lên 300 mét, thẳng tới mây mù. Ầm ầm, thánh viêm phóng thích trong nháy mắt, giống như biển lửa lao nhanh ra, khí thế kinh khủng, đối diện va chạm mây mù đầy trời. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lục Bình Yên xuất đạo đến nay, chưa từng thua trận, nàng xoay chuyển đầu ngón tay, khống chế pháp trận lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái chữ cổ, chấn. Như chỉ lệnh của hải thần. Lại như pháp lệnh của thượng thiên. Một khí thế bàng bạc đến rung động ầm vang ngưng tụ, quét sạch thiên địa. Phạm vi mặt đất hơn 500 mét đã sụp đổ trong nháy mắt, trầm xuống dòng dã 100 mét, oanh minh kịch liệt vang vọng hơn 10 dặm không gian hắc ám. Pháp trận bộc phát cường quang, nhấc lên tử khí vô tận như chiều cường. Tại phía trên hắc ám ngưng tụ thành một ngọn núi lớn nguy nga, sôi trào khí lãng, như thánh sơn bất hủ đang giáng lâm, muốn trấn áp vùng thiên địa này. Muốn đè sập chúng sinh nơi này. Thân thể Khương Phàm bỗng nhiên chìm xuống, toàn thân đều giống như muốn vỡ nát, nhưng đáy mắt hắn lấp lóe cường quang, chu tước bác thiên thuật lại lần nữa bộc phát, lần này theo thân thể toàn diện hóa thú, linh nguyên cùng linh hồn cộng minh, uy lực chu tước bác thiên thuật tăng gấp đôi. Khí thế vô kiên bất tồi, cuồn cuộn thiên khung. Oanh! Khương Phàm kích thiên, khí thế mênh mông bắn ra, thánh quang vô biên, sát uy cái thế. Cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, khí tức kinh khủng khuấy động tám phương, thậm chí trùng kích đến bọn người Tô Triệt đang chém giết hỗn loạn nơi xa. Xa xa nhìn lại, một thiên tước tuyệt thế đánh tan cửu tiêu, thánh quang liệt diễm chật ních thiên khung, cường hãn đụng phải một tòa thiên nhạc sôi trào uy thế vô biên nguy nga. Hình ảnh rung động, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tóm chặt lấy ánh mắt của mọi người. Ngay sau đó, thiên khung lay động, năng lượng cuồn cuộn. Núi lớn nguy nga bị cuồng dã lật tung, tràng cảnh kinh khủng để tất cả mọi người xa xa đều phải hít vào khí lạnh. Khương Phàm có thể ngạnh kháng Lục Bình Yên. Tiêu Lạc Sư đều khó mà tin. Bởi vì bọn họ quá rõ ràng thực lực của Lục Bình Yên, nhất là lúc nổi giận, quả thực là vô cùng khủng bố, nếu không cũng sẽ không phái Lục Bình Yên đi qua dây dưa với Khương Phàm. Bại hoại. Lục Bình Yên giữ vững thân thể,
nương tựa theo uy lực siêu cường của Đại Thừa Thánh Văn, cưỡng ép khống chế núi lớn đang sụp đổ diễn hóa thành thủy triều lao nhanh, chồng chất, xung kích về đằng trước. Khương Phàm đối diện va chạm. Rầm rầm rầm. Trận va chạm kinh khủng, thủy triều liên tiếp bị phá tan. Thánh viêm tử vũ hỗn loạn, cường quang che mất Khương Phàm cùng Lục Bình Yên. Người ngoài không nhìn thấy được tình huống bên trong, đều bị cường quang cùng tràng cảnh hỗn loạn cản trở ánh mắt, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được chiến đấu kịch liệt ở nơi đó. Khương Phàm càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, hắn chống đỡ thủy triều, tiếp tục lao về phía trước, tới gần Lục Bình Yên. Lục Bình Yên nhấc lên triều dâng, chặn đánh Khương Phàm, đồng thời bứt lui ra vài trăm mét. Cường quang nở rộ trên trán nàng, hình thành pháp trận phức tạp, tiếp đó nhanh chóng diễn biến, hóa thành một chữ cổ bàng bạc, loạn. Khương Phàm, đi chết đi. Lục Bình Yên đẩy mạnh hai tay về phía trước, Ngọc Châu trong lòng bàn tay lại lần nữa bộc phát. Lần này là hai cánh tay, hai viên Ngọc Châu. Trong chớp mắt, thiên địa kinh động, thanh triều nổ tung, giống như hai mảnh đại dương mênh mông đang cuồn cuộn lao ra, đánh thẳng vào pháp trận cường đại vừa mới thành hình phía trước. Loạn đến cực hạn, cuồng đến rung động, khuấy động bầu trời, đối diện bao phủ hải triều bị đánh xuyên. Ngay sau đó, thủy triều màu tím đến từ hai viên Ngọc Châu cộng minh cùng chữ loạn pháp trận hình thành thủy triều phong bạo càng kinh khủng. Giống như con ác long bằng thủy triều đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng to nuốt sống Khương Phàm. Khương Phàm đột nhiên chìm vào trong vòng xoáy lớn, lực lượng kinh người điên cuồng xé rách thân thể hắn, muốn triệt để hủy diệt hắn. Loại thế công này quả thật có thể đạt tới trình độ của Lý Hoàng trước đó. Nếu như ở biển cả thật sự thì sẽ còn càng mạnh. Không hổ là siêu cấp cường giả được Hoàng Triều bồi dưỡng ra được, tương lai nàng tuyệt đối tiếp quản được một thế lực cường đại. Nhưng, Khương Phàm bây giờ so với lúc ở trên lôi đài võ hầu đã càng mạnh hơn, bất luận là thân thể hay là huyết mạch, bất luận là linh văn hay là thánh viêm. Hắn ngạnh kháng với lực lượng hủy diệt, cuồng dã lao vùn vụt trong cuồng triều hỗn loạn đến kinh khủng. Ầm ầm. Trong ý thức Khương Phàm, thú ấn đã toàn diện phóng thích 40 loại. Thánh viêm sôi trào, tiếng thú giống vô biên, cường quang chiếu thấu hải triều hỗn loạn. Số lượng lớn cường giả hít một ngụm khí lạnh. Từ đằng xa trông qua, hải triều bị ánh sáng chiếu thấu, hình ảnh bên trong như ẩn như hiện. Phảng phất ngàn vạn ác thú đang gào thét trong đại dương mênh mông, lại như là đại yêu thượng cổ đang giãy giụa bên trong thủy triều diệt thế. Giống như không phải khốn trụ một mình Khương Phàm, mà là mảng lớn thú triều. Hình ảnh như ẩn như hiện, càng đánh vào thị giác lên hơn, mang đến rung động mãnh liệt. Thập thú bá thế quyền. Khương Phàm ngẩng đầu lên trời thét dài, lấy uy lực chu tước thôi động thuế lực mãnh thú. Hỏa diễm cự thú đang hỗn loạn liên tiếp hội tụ tại một chỗ, hình thành bốn trọng quyền, bạo kích về bốn phương. Bạo tạc kinh khủng, lay động bầu trời. Uy lực bá thế, đối kháng đại dương màu tím. Giờ khắc này, đại dương mênh mông đã sắp nổ tung. Hào quang màu vàng ngay lập tức chiếu thấu thủy triều, cũng xé rách ra vô số khe hở, ngay sau đó, thánh viêm cuồn cuộn hoàn toàn che mất triều cường. Đại dương màu tím biến thành biển lửa thánh viêm. Lục Bình Yên đều kinh ngạc, đây là thế công mạnh nhất của nàng cho đến trước mắt, cũng là lực lượng hủy diệt có thể triệt để kết thúc trận chiến đấu này, làm sao có thể mất đi hiệu lực. Ầm ầm, thánh viêm, thủy triều đại bạo động, quét sạch mấy ngàn thước. Triều cường lao nhanh, khí thế kinh người, để chiến đấu kịch liệt nơi xa đều ảm đạm phai mờ. Lục Bình Yên bị đánh bay, thủy triều hoàn toàn mất đi khống chế. Khương Phàm phóng lên tận trời, con mắt rạng rỡ cường quang, hung uy tràn ngập, như chu tước chân chính, kinh nhiếp thần hồn. Hắn vỗ cánh một kích, xé rách hết thảy mọi thứ trước mặt, nhào về phía Lục Bình Yên. Tốt tốt tốt, bắt lấy nàng, trà đạp nàng. Hỏa diễm huyễn điểu kích động hô to gọi bậy. Nhưng, tinh quang phía trước chợt hiện lên, giống như tinh không, mở mắt, khí tức ngân hà dâng lên, thanh thế to lớn. Một bóng người vượt qua tinh không, chặn lại được ở phía trước. Điện hạ, lên. Lư Kinh Vĩ lại lần nữa phóng thích, đấu chuyển tinh di, chuyển rời Tiêu Lạc Sư đến nơi này. Khương Phàm, đánh một nữ tử thì có gì là tài ba? Hoàng tử Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Lạc Sư đột nhiên xuất hiện. Một quyền bạo kích, lôi hỏa vần quanh. Trong chớp mắt lợi dụng tình thế kinh người, giống như một con hùng sư cuồng dã nhấc lên uy thế vô địch đánh thẳng đến Khương Phàm. Mặc dù Khương Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có bất cứ ý tứ dừng lại gì, hắn chấn kích hai cánh, liệt diễm vô biên, đón Tiêu Lạc Sư tiến lên. Giết!
Tiêu Lạc Sư không nghĩ tới Khương Phàm lại không né tránh, nhưng lại càng kích phát cuồng tính trong hắn, nhiệt huyết cuồn cuộn, linh lực khuấy động, lôi hỏa triều dâng lên trong nháy mắt đã tăng vọt. Khương Phàm lao tới, không có bất kỳ mập mờ gì, hai cánh chấn kích, mang theo uy lực cái thế, xé rách về phía trước. Ầm ầm, lôi triều, liệt diễm cuồng bạo trong nháy mắt đã bị cắt mở. Khương Phàm chống đỡ năng lượng hỗn loạn xuất hiện ở trước mặt Tiêu Lạc Sư, lao vùn vụt lại xoay chuyển trong nháy mắt, móng vuốt kéo tới, kim quang rạng rỡ, sắc bén vô địch. Tiêu Lạc Sư kinh hồn biến sắc, da thịt toàn thân phát sáng, kích phát áo giáp, bảo vệ toàn thân. Keng, móng vuốt giống như thần binh, đánh vào trên đầu Tiêu Lạc Sư. 400.000 cực cảnh. Mặc dù áo giáp cưỡng ép ngăn trở móng vuốt, nhưng lực lượng bạo kích kinh khủng vẫn xuyên thấu qua áo giáp, dội thẳng đến đầu. Tiêu Lạc Sư chưa từng cảm nhận qua lực lượng nào kinh khủng như vậy, thân thể lập tức mất cân bằng, gào thét lật qua lật lại bay ra ngoài. Khương Phàm vỗ cánh bay lên, lao đến Tiêu Lạc Sư. Nơi xa, đám người đứng đấy kinh hô, khó có thể tin được mà trừng to mắt nhìn. Một móng vuốt đã đánh bay rồi. Đây chính là hoàng tử đấy. Khương Phàm, đối thủ của ngươi là ta. Lục Bình Yên cưỡng ép ổn định, điên cuồng thét lên, hai tay bỗng nhiên đối kích. Tức giận, thất bại, các loại cảm xúc kích thích ra chiến ý trước nay chưa có. Đùng, oanh, những tiếng giòn vang trong chốc lát bộc phát ra đại dương mênh mông. Mảng lớn tử quang hừng hực nở rộ, kích xạ đến phía trước, hóa thành ba con tử triều đại điểu, vỗ cánh bay lên đuổi giết Khương Phàm. Nhưng, tốc độ Khương Phàm nhanh đến cực hạn, không để đại điểu đang đánh giết vào mắt, hắn vẫn lao thẳng đến Tiêu Lạc Sư. Tiêu Lạc Sư chật vật rơi xuống đất, ý thức hôn mê, trong đầu ong ong loạn hưởng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú, hắn không có bối rối, không có chạy trốn, trong nháy mắt đã trực tiếp phóng thích võ pháp. Thậm chí chưa kịp dương mắt nhìn quanh, cũng không lo được dò xét tình huống, trực tiếp diễn biến võ pháp mạnh nhất. Thánh pháp, lôi hỏa bào hao, cuồng lôi tàn phá bừa bãi, liệt diễm bạo động, hai nguồn năng lượng mãnh liệt xuất hiện, lao nhanh về tám phương. Liên tục, lại mãnh liệt. Ầm ầm, ba cánh cửa lớn ầm vang mở ra, lôi hỏa xen lẫn, thế như núi lớn, chiếu sáng hắc ám vô biên. Cửa lớn nở rộ uy thế vô cùng nóng nảy, như có thể chấn nhiếp vạn vật, càng có thể ngạnh kháng hết thảy mọi thứ. Khương Phàm lập tức đã nhận ra nguy hiểm. Loại cảm giác này không chỉ là đến từ cánh cửa đấy, mà là thứ ở phía sau. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn quả quyết bay lên cao hơn. Ầm ầm, ba con tử triều đại điểu phía sau đối diện mà tới, va chạm vào một cánh cửa lớn trong đó, nổ lên tử triều đầy trời. Sau khi cửa lớn lắc lư kịch liệt, lại lù lù ổn định, ngay sau đó, ba cánh cửa lớn lại ầm vang mở ra, đại địa oanh minh, khí lãng nhấc lên, ba cái đầu rồng lôi hỏa gào thét lao ra, phá tan thủy triều màu tím, truy kích Khương Phàm đang thoát khỏi. Cùng lúc đó, ba cánh cửa lớn cũng ầm vang sụp đổ, hóa thành lôi triều, liệt diễm cuồng liệt, toàn bộ tràn vào đầu rồng ở không trung. Đồng thời đầu rồng tăng vọt uy thế, như chân long xuất thế, lao đến trước mặt Khương Phàm. Phòng ngự tuyệt đối, bạo kích cực hạn. Đây là diễn dịch thánh pháp phi phàm, càng là dung hợp hoàn mỹ. Gương mặt Khương Phàm có phản ứng, nhanh chóng kéo dài khoảng cách trong chốc lát, cường thế xoay chuyển, vỗ cánh gáy to, hung uy vô biên, nhất là hai con mắt, cứ như có thể nhìn thấu hết thảy, giết hết vạn vật. Ngay cả Khương Phàm đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đôi mắt này khẳng định sẽ thức tỉnh một loại sát chiêu truyền thừa nào đó, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Lôi hỏa thế thành, vạn vật sinh. Tiêu Lạc Sư ở phương xa hét lớn, cường quang trên trán lấp lóe đến cực hạn, cường thế khống chế ba cái đầu rồng ở trên không va chạm, dung hợp làm một thể. Uy thế đầu rồng lại lần nữa tăng vọt gấp ba. Lôi triều làm xương cốt, liệt diễm là máu thịt. Uy lực lôi hỏa phát sinh diễn biến giao hòa kinh người. Bên trong cường quang hừng hực như có một con rồng thật sự đang được sinh ra, tràn ngập ra long uy cường đại. Long ngâm kinh thiên, long uy cuồn cuộn, phảng phất như có thể pháp lệnh vạn thú phương đông. Tốt, giết hắn. Lư Kinh Vĩ kích động hô to, toàn thân sôi trào nhiệt huyết. Đây mới là hoàng tử của bọn họ, đây mới thật sự là thánh pháp hoàng thất. Tốt thay cho một lôi hỏa thế thành, vạn vật sinh. Tô Triệt cũng vì đó có phản ứng, xa xa, đầu rồng xác thực thể hiện ra uy thế chân long, đây không phải là vũ khí, mà là võ pháp hình thành, là diễn biến uy lực lôi hỏa hoàn mỹ. Khương Phàm cảm nhận được uy hiếp,
càng kích thích lên chiến ý, thánh viêm toàn thân hắn lại tiếp tục sôi trào, không phải linh lực đang tăng lên, mà là huyết mạch thôi động. Một tiếng tiếng gáy to, âm thanh đoạn trăm dặm. Uy lực chu tước từ linh nguyên trùng kích linh hồn, kích thích huyết mạch, hoàn toàn hiện ra. Khương Phàm đón đầu rồng hung hăng va đập tới, thánh viêm cuồn cuộn, trải rộng ra vài trăm mét, như chu tước chân chính hàng lâm thế gian. Cảm giác này lại xuất hiện. Chu tước pháp chỉ của Tiêu Lạc Lê tại sao động trong không gian ngọc thạch, như muốn lao ra ngoài. Đó là võ pháp gì? Lại là linh văn gì? Chẳng lẽ hắn là mãnh cầm có được huyết mạch chu tước biến dị? Hắn lại mạnh lên nữa. Ánh mắt Lăng Thất Tung trở nên sáng rực, có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của Khương Phàm, không chỉ đơn giản là cảnh giới tăng lên, mà là vấn đề cường đại càng sâu. Ầm ầm, cự long, chu tước đối diện va chạm vào nhau, bạo tạc thảm liệt rung chuyển trời cao, bàng bạc khí tức lao nhanh khắp tám phương. Hắc ám giống như đại mạc kịch liệt nhấc lên, muốn vô tình bị vỡ nát. Ánh sáng quá chói mắt, không ai có thể thấy rõ ràng tình huống cụ thể, đều lo lắng chờ đợi. Chết rồi. Tiêu Lạc Sư kịch liệt thở dốc, nhíu mày nhìn chằm chằm không trung. Đây là võ pháp mạnh nhất của hắn, tràn ngập thay đổi, dung hợp, cùng diễn sinh biến đổi. Bình thường giao thủ với người khác đều là dùng ở cuối cùng. Hôm nay là đột nhiên bị đánh chật vật, lần đầu tiên đã sớm vận dụng. Hẳn là có thể trọng thương Khương Phàm. Lục Bình Yên, lên. Tiêu Lạc Sư đang muốn bảo Lục Bình Yên đến báo thù Khương Phàm. Sâu trong năng lượng hỗn loạn nơi xa, một con hỏa điểu đột nhiên lao ra, bay lên không vài trăm mét, huy động hai cánh màu vàng hoa lệ, lóe ra cường quang chói mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Sư. Hắn không chết. Thế lực ngang nhau. Đánh bại Lục Bình Yên, ngạnh kháng Tiêu Lạc Sư. Làm sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Lúc nào mà thánh địa lại bồi dưỡng được thiên tài như vậy? Hắn thật sự là đại thừa thánh văn sao, tại sao ta lại cảm giác giống như là chí tôn cấp? Đám thiên tài hoàng triều đều ngây ra, bọn hắn chấn kinh càng khó có thể chấp nhận. Bọn hắn đều là thiên tài hoàng tộc, uy chấn lóa mắt thiên tài một phương, là người thừa kế được các phương dốc hết tất cả để bồi dưỡng, bọn hắn rõ ràng thực lực của mình nhất, rõ ràng tiềm lực lẫn nhau hơn. Tình huống hôm nay lại là như thế nào? Gia hỏa này có tư cách gì liên tiếp khiêu chiến thiên tài hoàng triều? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn có bí mật gì? Tiêu Lạc Lê đột nhiên tỉnh ngộ, bọn hắn đối với Khương Phàm hình như còn chưa có bất kỳ hiểu rõ trực tiếp gì. Thực lực, huyết mạch, linh văn, tính cách các loại, bọn hắn chỉ lo tức giận, nhưng không có thăm dò nội tình cùng bí mật Khương Phàm. Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ chuyện. Nếu như lại đánh, ta cũng không khách khí. Khương Phàm tản ra liệt diễm, trở lại bộ dáng lúc đầu, khống chế áo giáp bảo vệ thân thể. Ngươi đã gây chuyện, ngươi cũng sắp thành người chết rồi. Tiêu Lạc Sư thật sự rất bất ngờ với thực lực của Khương Phàm, nhưng cũng không ảnh hưởng quyết tâm hắn muốn xử tử hỗn đản này. Ta chọc người nào, chọc chuyện gì? Chính ngươi rất rõ ràng. Có phải các ngươi nhận lầm người hay không? Loại người cặn bã như ngươi, coi như đốt thành tro, mùi cũng sẽ không biến mất. Khương Phàm nghe được thì nhíu chặt mày lên, ngươi còn dám lăng mạ ta cũng mặc kệ ngươi là hoàng tử hoàng triều gì. Tiêu Lạc Sư xì ngụm nước bọt. Loại người cặn bã như ngươi, còn cần người khác tới lăng mạ. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hỏa diễm huyễn điểu xoay động nhãn châu, nói nhỏ, ngươi ngay cả nam tử đều không buông tha. Phẩm vị thì có thể, nhưng còn ăn mặn đến như thế sao? Xúc sinh. Lục Bình Yên gọi được Khương Phàm, da thịt trắng nón, dung nhan mỹ lệ, nhưng con mắt lại sung huyết, giống như nổi lên hỏa diễm, căm tức nhìn Khương Phàm. Tiện nhân. Khương Phàm đáp lễ, ai sẽ không có câu thô tục. Điện hạ, cùng tiến lên, giết hắn. Lục Bình Yên bị kích thích, lên cơn giận dữ. Nàng lập tức nhấc lên thủy triều, ngừng tụ lại ba chiến binh, vờn ở xung quanh, chiến kích nằm ngang chỉ về phía Khương Phàm. Khương Phàm, hôm nay ngươi phải chết. Tiêu Lạc Sư triển khai hai cánh lôi hỏa, phóng lên tận trời, lao đến Khương Phàm, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, lớn tiếng kinh hô, Lục Bình Yên, phía sau. Một đạo cường quang đâm rách hắc ám, đánh đến Lục Bình Yên. Coi chừng. Xa xa, mấy người Tiêu Lạc Lê cũng đang cùng lúc kêu lên đầy sợ hãi. Coi chừng, Khương Phàm đang ở phía trước, coi chừng cái gì? Chờ chút, Thẩm Minh Thu. Trong lòng Lục Bình Yên run lên, bỗng nhiên quay người, ba chiến binh đồng thời nhấc lên chiều cường bành trướng, bạo kích về phía trước. Cường quang nhanh chóng tới gần, nhưng trong nháy mắt đã bay lên không,
tùy tiện tránh khỏi chiều cường nặng nề, bay lên hơn 100 mét, ngay sau đó bỗng nhiên giáng lâm, giống như lôi điện bổ về phía Lục Bình Yên. Người tới chính là Thẩm Minh Thu, Linh Văn, Thiểm Linh. Trong Linh Văn là loại cực tốc dị loại vô cùng khủng bố, bây giờ đã có thể đuổi theo thiểm điện, tương lai cường đại lên, thậm chí có thể xé rách cả không gian. Thẩm Minh Thu đã tới trong nháy mắt, nhưng lại bỗng nhiên bị lệch, khi Lục Bình Yên chặn đánh, một khắc này hắn đã chuyển rời đến phía sau nàng, trường đao trong tay quấn quanh tinh quang, đánh đến phần gáy Lục Bình Yên. Khoảng cách sinh tử chỉ là một cái chớp mắt, Lục Bình Yên khống chế lôi chiều xung quanh, hóa thành hạt mưa dày đặc phóng thích. Lấy mạng đổi mạng. Nếu như Thẩm Minh Thu đánh xuống đầu nàng, những giọt mưa dày đặc lại hỗn loạn này có thể đánh chết Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu ngoài ý muốn trước phản ứng cùng sự tàn nhẫn của Lục Bình Yên, không hổ là đại thừa thánh văn, không hổ là nữ tướng hoàng triều. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Minh Thu quả quyết bay lên không, tại lúc giọt mưa tiễu sát, tránh khỏi khu vực này. Lục Bình Yên kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ đầy người, lập tức thôi động ba chiến binh bảo vệ xung quanh, đồng thời kích phát ánh sáng màu tím, ngưng tụ chiến y, bảo vệ toàn thân, căm tức nhìn Thẩm Minh Thu, ngươi chỉ biết đánh lén sao? Các ngươi còn hai đánh một đây, cũng như nhau thôi. Thẩm Minh Thu lui đến mấy trăm mét bên ngoài, sát ý nghiêm nghị. Xa xa, hai bên Tiêu Lạc Lê và Tô Triệt cũng đều tránh thoát dây dưa lẫn nhau, hội tụ đến nơi này. Mặc dù hai bên đều giết đỏ mắt, nhưng khi nhìn đến Khương Phàm, một khắc này, tất cả toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống trên thân Khương Phàm. Nhất là Tiêu Lạc Lê, sát ý trong ánh mắt giống như muốn bốc cháy. Bọn người Tô Triệt cũng cảm thấy rất kỳ quái, gia hỏa này đã làm chuyện gì lại có thể kích thích người của Hoàng Triều Thành như thế này rồi. Khương Phàm nói, mặc dù ta không quan tâm các ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng ta cảm giác trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ là cùng Thẩm Hoành Đồ. À, hắn không có ở đây, đã chết rồi sao? Ánh mắt Tiêu Lạc Sư hung ác. Hắn đã sớm chết, bị ngươi giết, Khương Phàm lắc đầu. Ta chỉ đánh hắn bị thương, hắn không chết được. Hắn chết, bị ngươi đá chết. Ta sống đến bây giờ am hiểu nhất chính là sát sinh, nhưng ta rõ ràng hơn tình huống như thế nào có thể lấy mạng, tình huống như thế nào có thể giữ mạng. Mặc kệ Thẩm Hoành Đồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng đều không phải do ta giết. Khương Phàm lắc đầu, vô cùng khẳng định Thẩm Hoành Đồ không chết được. Trừ phi sau đó còn có ai đến nơi đó. Là yêu thú? Hay là người nào? Trong lòng Khương Phàm bỗng nhiên khẽ động, liếc nhìn đến Lăng Thất Tung. Tiêu Lạc Sư tức giận hướng về phía trước, thật vừa đúng lúc vừa vặn ngăn trở ánh mắt Khương Phàm, người rất rõ ràng. Chúng ta cũng rõ ràng. Khương Phàm, không cần rảo biện. Ngươi phải vì hành động của ngươi mà trả giá đắt. Một đám ngu xuẩn. Khương Phàm chẳng thèm nhao nhao cùng bọn họ, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại dừng lại, chỉ chuyện này. Các ngươi liền mắng ta xúc sinh. Đương nhiên là có chuyện khác, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lục Bình Yên dùng sức nắm tay. Một đám ngu xuẩn, tức chết các ngươi. Khương Phàm phóng lên tận trời, biến mất trong bóng đêm. Hỗn đản, đừng chạy. Tiêu Lạc Sư bọn hắn lập tức liền muốn đuổi theo, lại bị bọn người Tô Triệt lần nữa ngăn lại. Ta đã nói, người của Thánh Địa, các ngươi không thể đụng vào. Tô Triệt thái độ cường thế rằng co với Tiêu Lạc Lê. Ngươi nhất định phải muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Tiêu Lạc Sư đang kìm nén cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết đâu, hắn nhấc lên lôi hỏa chiều cường liền muốn giết đi qua. Hoàng huynh, Tiêu Lạc Lê cưỡng ép ngăn lại. Tính cả Thẩm Hoành Đồ. Bây giờ bọn hắn đã hao tổn 4 người, tốc độ của Thẩm Minh Thu, thực lực của Tô Triệt, còn có Tô Lăng Cường đại kia, đều vượt quá tưởng tượng. Nếu như lại đánh nhau, bọn hắn khẳng định sẽ thắng, nhưng cũng sẽ bỏ ra cái giá cực lớn. Nếu như Khương Phàm lại đột nhiên giết trở lại đến, tình huống càng khó đoán trước. Làm sao, không đánh. Tiêu Lạc Sư lên cơn giận dữ, bọn hắn còn có ưu thế, còn có thể giết bọn hỗn đản không biết trời cao đất rộng này. Đương nhiên phải đánh, nhưng không phải bây giờ. Tiêu Lạc Lê muốn hỏi Lăng Thất Tung, còn muốn trở về mời chào trợ thủ, nàng không thể nào lại để cho đội ngũ của nàng có thêm người nào chết nữa. Nếu không, sau khi trở lại Hoàng Triều, tất nhiên nàng sẽ bị các đại cường tộc Hoàng Triều chất vấn. Các thiên tài Hoàng Triều đều tức giận rằng co với bọn người Tô Triệt, nhưng cũng đã hiểu lo lắng của Tiêu Lạc Lê. Tiêu Lạc Lê đưa ánh mắt đối đầu Tô Triệt. Các ngươi giết ba người của chúng ta. Đây đã là thánh địa tuyên chiến với Hoàng Triều. Người xác định đại diễn thánh địa các ngươi đã chuẩn bị xong.
Tô Triệt lạnh nhạt ứng phó. Làm rõ ràng tình huống, là các người muốn giết Khương Phàm, là các người muốn mạo phạm thánh địa. Ta, chỉ là phản kích bình thường, còn người đã chết, ha ha, chiến đấu nào không có chết người. Bọn hắn không chết, chúng ta liền phải chết, tốt thay cho một câu phản kích, tốt thay cho một câu chiến đấu sẽ chết người. Tiêu Lạc Lê ta sẽ nhớ kỹ. Tiêu Lạc Lê chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày liều mạng cùng thánh địa, nhưng nếu Tô Triệt đã kiên trì, nàng sẽ phụng bồi tới cùng. Trong lòng Tô Triệt, tôn vi thánh địa, vĩnh viễn không thay đổi, ai dám mạo phạm thánh địa, ta đổ máu tới cùng. Tô Triệt đưa ra ngôn từ nghĩa chính. Tốt, rất tốt, chiến thư của các ngươi, chúng ta tiếp, mệnh của Khương Phàm, chúng ta cũng chắc chắn muốn có được. Tiêu Lạc Lê tức giận cười, thánh địa chó má cái gì, một đám hỗn trướng ra vẻ đạo mạo. Đại diễn thánh địa, tiếp nhận Huyền Nguyệt Hoàng triều khiêu chiến. Về phần Khương Phàm, người dám đụng hắn, ta liền giết ngươi. Tô Triệt muốn chính là hiệu quả này, chỉ cần có lý do hợp lý, sau đó có thể có cái để giải thích, không đến mức để Huyền Nguyệt Hoàng triều nắm được cán, đến lúc đó lại đem chuyện trăm năm trước nhắc nhở nhân hoàng bất kể tức giận thế nào đều phải nuốt cục tức này vào trong bụng. Nghe rõ ràng không, là chúng ta đang tiếp khiêu chiến của các ngươi. Thẩm Minh Thu lộ ra nụ cười tàn nhẫn đối với bọn hắn, ánh mắt bén nhọn theo thứ tự đảo qua bọn người Tiêu Lạc Lê, hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể chống đỡ ta ám sát, nếu không. Trong các ngươi sẽ phải có rất nhiều người không thể còn sống rời khỏi nơi này. Cáo từ, hôm nào tái chiến. Tô Triệt phất tay, mang theo mọi người rời khỏi. Bọn người Tiêu Lạc Lê nhìn đội ngũ đại diễn đi xa, sắc mặt âm trầm lại nghiêm trọng. Bọn hắn rốt cuộc có liên quan gì với Khương Phàm? Tại sao muốn liều chết bảo đảm cho hắn, còn không để ý hậu quả muốn cùng chúng ta khai chiến? Ta cảm giác không chỉ là bởi vì Khương Phàm. Trước khi Khương Phàm đến, ánh mắt của bọn hắn cũng có một số ít là lạ. Ta nghĩ như thế nào đều cảm giác bọn hắn đang cố ý gây sự. Mặc kệ nó, ai dám ngăn trở chúng ta giết Khương Phàm, người đó là kẻ địch. Ai dám giết người của chúng ta, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Khương Phàm phải chết, Tô Triệt, cũng phải chết. Bọn người Lư Kinh Vĩ khó mà bình được, vốn đang là một trận hành động tìm kiếm bảo vật tại thánh địa, cuối cùng biến thành như thế này, bọn hắn thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Khương Phàm, rốt cuộc hắn là ai? Nói rõ cho ta. Tiêu Lạc Lê đột nhiên tiếp cận Lăng Thất Tung, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Ta đã nói rồi, ta chỉ thấy hắn chiến đấu qua, ta và hắn đều không có nói chuyện qua. Lăng Thất Tung ai cũng không sợ, lạnh lùng ứng phó. Nếu như ngươi che giấu cái gì đó, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thiên Cương Vương cũng không giữ được ngươi. Ha ha, thất bại chính là thất bại, không tìm lý do trên người mình, lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta, buồn cười. Trong bóng tối trước mặt, bọn người Tô Triệt hỏi Khương Phàm, ngươi làm sao chọc tới Huyền Nguyệt Hoàng triều rồi? Ngoại trừ Thẩm Hoành Đồ, những kẻ khác đều là hôm nay tiếp xúc lần đầu tiên. Khương Phàm nhún vai, một mặt vô tội. Xem dáng vẻ bọn hắn, không giống như chưa tiếp xúc qua, cũng không giống là hiểu lầm. Thẩm Minh Thu hừ lạnh, gia hỏa này không giống người tốt, khẳng định đã làm cái gì đối với đám người hoàng thất kia rồi. Nơi này chỉ có một mình ngươi. Tô Triệt ngắm nhìn bốn phía, không thấy được người của Vô Hồi Thánh Địa, cũng không thấy được Tặc Điểu Nhị gia nói kia. Khương Phàm ôm tiểu hồ ly trong ngực, nói. Ta và bọn hắn tách ra. Tô Triệt hỏi. Còn có thể triệu tập lại không? Khương Phàm xem bọn hắn sắc mặt, có việc. Thẩm Minh Thu hừ lạnh. Ngươi ăn thánh nhân quả của chúng ta, không nên làm chút chuyện cho chúng ta sao? Khương Phàm ngượng ngập thể hiện cứng đờ, các ngươi đã gặp qua vị tiền bối kia rồi sao? Thẩm Minh Thu hừ cười. Ngài ấy đánh giá ngươi rất cao, tuổi còn trẻ, lại còn mang theo tình dược trong người. Khương Phàm lắc đầu, được, ngươi biết càng nhiều. À, chờ chút. Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lần trước nhìn thấy đám người hoàng triều kia, bọn hắn đang ở không trung mắng hắn là xúc sinh. Nơi đó, hình như cách nơi phát hiện thánh nhân quả không xa. Biểu hiện của Khương Phàm lập tức trở nên quái dị. Đám người này nổi điên mắng hắn, sẽ không phải là tại chỗ hắn thả thuốc quay người rời khỏi trong một thời gian đó, vừa vặn đi qua đấy chứ. Nếu thật là như thế này, chẳng phải là bọn hắn cũng trúng độc. 11 vị tuấn nam tịnh nữ tập hợp cùng một chỗ, lại dùng mãnh dược đâm một kích. Chàng diện kia. Mắt Khương Phàm dần dần tỏa sáng, nhếch miệng lên một đường cong, bỗng nhiên cười một tiếng. Khả năng này, rất lớn. Ngươi cười cái gì?
Thẩm Minh Thu thể hiện quái dị, người đây bất thình lình cười một tiếng, làm sao lại cảm giác có chút tà ác. Không có gì, các ngươi tiếp tục. Khương Phàm mang nụ cười cổ quái trên mặt. Đám người Tiêu Lạc Sư kia nổi điên giống như muốn giết hắn, nhưng lại không dám nói nguyên nhân, rất có thể là đã trúng độc. Chỉ là không biết bọn hắn đã bị dày vò tới trình độ nào, có dẫn tới trận đại hỗn chiến hay không. Nhưng cái này thật không thể trách hắn. Tô Triệt nói. Xin ngươi giúp một chuyện, triệu tập người của Vô Hồi Thánh Địa. Thánh chủ đã nói qua, có thể vô điều kiện phối hợp với các ngươi hành động một lần, không hỏi nguyên do. Khương Phàm không có cự tuyệt, chuyện ấy thánh chủ đã lặp đi lặp lại nhắc nhở qua. Cho ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau chúng ta tập hợp ở chỗ này. Mục tiêu thì sao? Chỉ đội ngũ hoàng triều kia, ngươi xác định. Khương Phàm kinh ngạc, đây là có thù hận thật, thánh địa phục kích đội ngũ hoàng triều cũng không phải chuyện nhỏ. Người của Vô Hồi Thánh Địa bọn hắn có thể ngay sau đó phủi mông một cái rời khỏi, chạy về Nam Bộ mấy chục vạn dặm bên ngoài. Nhưng đại diễn thánh địa lại là tôn chủ Tây Bộ, trực tiếp giáp giới với Huyền Nguyệt Hoàng Triều, sau đó sẽ tránh không được các loại phiền phức. Ngươi cứ phối hợp, hậu quả do chúng ta gánh chịu. Không có vấn đề, 10 ngày sau, chúng ta sẽ đến. Chúng ta chờ tin tức của ngươi. Tô Triệt mang theo đội ngũ rời khỏi, chạy tới sơn động Tô Thiên Tịch để lại. Nơi đó còn có rất nhiều bảo bối đã chuẩn bị cho bọn hắn. Thời gian 10 ngày. Thực lực của bọn hắn hẳn là có thể chỉnh thể tăng lên một mảng lớn. Ngươi vừa mới cười cái gì? Hỏa Diễm Huyễn Điểu hiếu kỳ hỏi Khương Phàm, gia hỏa này lại động chủ ý gì trong bụng rồi? Hình như ta biết vì sao bọn hắn hận ta như vậy. Khương Phàm cũng ngưng tụ hỏa dực, rời khỏi nơi này. Nói đi, đừng giấu nữa. Sau khi chúng ta hạ dược chạy đi, hình như bọn hắn lại vừa lúc đi qua nơi đó. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là bọn hắn đều trúng độc. Con mắt Hỏa Diễm Huyễn Điểu lập tức nổi lên ánh sáng. Ha ha, quần chiến, oa a, thật kích thích, chớ nói lung tung, đây là ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi đúng là nhân tài, ngoại trừ hạ dược cho lão đầu tử, móc tổ chim khổng tước, lại còn làm một trận đại liên hoan, ha ha. Đó là ngoài ý muốn, nếu ngươi dám nói hưu nói vượt, ta đem ngươi luyện. Ha ha, nhân tài, đúng là nhân tài. Ta muốn bái ngươi làm thầy, ha ha, ta cảm giác thời gian rời khỏi sau này khẳng định rất đặc sắc. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mừng như điên, nhảy tới nhảy lui trên bờ vai Khương Phàm. Thời điểm Khương Phàm rời khỏi luyện binh tràng dưới mặt đất, phương hướng Thánh Sơn vẫn còn đang náo nhiệt. Đại yêu cấp bá chủ cơ hồ đều xuất hiện, bọn chúng kịch liệt thương lượng cùng người của Di Lạc cổ địa. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đứng thẳng thân thể, nhìn về nơi xa, người gây phiền phức lớn cho Di Lạc cổ địa như vậy. Bọn hắn sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ta chỉ quan tâm vạn linh huyết thụ bị xử lý như thế nào. Khương Phàm lắc đầu, vung hỏa dược phóng tới không trung, tìm kiếm bọn người Dạ An Nhiên. Đi thôi, nên cùng mọi người hội hợp rồi. Có thể là cảnh giới đã tăng lên, tới gần linh hồn cảnh, cũng có thể là do thánh nhân quả mang tới ảnh hưởng đặc biệt. Khương Phàm bây giờ có thể thông qua trong khí hải, mơ hồ cảm nhận được vị trí đại hoang ấn. Khương Phàm lướt qua núi rừng. Cẩn thận cảm nhận, cẩn thận tìm kiếm, cũng thuận tiện săn giết mãnh cầm linh nguyên cảnh đỉnh phong, để tương lai luyện chế, bách chuyển linh nguyên đan. Dựa theo đan hoàng miêu tả, ba viên cửu chuyển linh nguyên đan phối hợp địa tâm hỏa liên quả sen liền có thể luyện ra bách chuyển linh nguyên đan. Đó là lựa chọn tốt nhất để tiến vào linh hồn cảnh. Hai ngày sau, Khương Phàm bắt sống gần 20 loại mãnh cầm linh điểu khác nhau, cũng lần theo đại hoang ấn cảm nhận, đi tới một hồ nước mênh mông bát ngát. Thủy triều chập trùng, sóng nước lấp loáng, rộng lớn vô biên, khiến cho tinh thần người ta đều thanh thản. Đưa mắt nhìn ra xa, hòn đảo màu xanh biếc san sát giống như từng viên mã não tô điểm, cùng trời xanh mây trắng chiếu rọi lẫn nhau, như một bức tranh xinh đẹp. Phạm vi hồ nước quá lớn, hoàn toàn không nhìn thấy bờ, giống như là biển lớn kết nối với Thánh Sơn. Nơi này là Thánh Hồ của Vĩnh Hằng Thánh Sơn, nhìn không thấy bến bờ, thực tế chính là vô biên vô hạn. Điểm cuối cùng của nó tương liên với hư không, dưới đáy của nó cũng là thông động sâu hư không, nghe nói nước trong thánh hồ có thể bao phủ vạn dặm thánh sơn. Nơi này chiếm cứ hàng trăm triệu yêu thú hệ thủy, còn có số lượng khổng lồ linh điểu mãnh cầm. Nơi này phân biệt rõ ràng với trong rừng rậm, hai bên không lui tới nhau. Bọn chúng không tham luyến linh bảo trong rừng rậm, bá chủ trong rừng rậm cũng không thể ngấp nghé đồ xuất hiện ở nơi này.
Thánh hồ gần như là tiểu thế giới hoàn toàn phong bế, cho nên huyết mạch yêu thú trên truyền thừa thậm chí so với trong rừng rậm đã lâu lại càng thuần túy hơn. Nơi này còn có rất nhiều giao long, tại thời gian vô tận trước đó từng có giao long hóa thành chân long, cũng trưởng thành đến thần, cuối cùng xông phá cấm chế, rời khỏi nơi này. Đó cũng là một con duy nhất trong lịch sử Vĩnh Hằng Thánh Sơn bằng vào thần lực xông ra khỏi nơi này. Ngươi xác định đám bạn kia của ngươi đã tiến vào Thánh Hồ. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đối với nơi này có chút kiêng kỵ, chỉ có những yêu thú chân chính sinh ra và trưởng thành ở nơi này, mới rõ ràng địa vị Thánh Hồ cơ hồ tương đối cùng Thánh Sơn. Ta có thể cảm giác không xa. Khương Phàm ngắm nhìn hồ nước, triển khai hỏa dược vọt vào. Đám bạn kia của ngươi chơi vui không, đừng để ta thất vọng nha. Chúng ta đều là người đứng đắn. Đúng đúng đúng, ta cũng là chim đứng đắn. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lần theo khí tức đại hoàng ấn xông về phía trước. Thánh hồ mênh mông vô biên. Rất nhiều hòn đảo, lớn nhỏ không giống nhau, hoàn cảnh khác nhau. Có một hòn đảo như một ngọn núi lửa nguy nga, dung nham cuồn cuộn, liệt hỏa ngập trời, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian. Nhưng bên trong miệng núi lửa kinh khủng lại mọc ra một gốc đại thụ che trời, cao tới ngàn trượng, toàn thân huyết hồng, hấp thu dung nham lực lượng, dáng dấp cực kỳ tươi tốt. Tán cây to lớn giống như một hòn đảo nằm ngang ở giữa trời, phía trên chiếm cứ số lượng lớn hỏa điểu. Có một hòn đảo lại còn xây lên tường thành, bị thiết giáp giải chiếm lấy. Bọn chúng có số lượng khổng lồ, thành đàn vãng lai trên hồ nước cùng hòn đảo, bắt giết lấy yêu thú cường đại. Lúc Khương Phàm đi qua, bọn chúng lại kéo lấy một con quái ngư mấy chục mét, từ đáy biển đi ra, quái ngư điên cuồng giãy giụa, lôi chiều cuồn cuộn, thân thể cường tráng giãy giụa mãnh liệt. Nhưng vẫn bị vô tình xé nát. Có một hòn đảo thì lại vô cùng khổng lồ, núi cao chập trùng, cây từng tươi tốt, nhưng nhìn rất an tĩnh. Thời điểm Khương Phàm đang muốn định thần quan sát, sâu trong hòn đảo đất rung núi chuyển, một cái miệng rộng màu máu đột nhiên mở ra. Quá lớn, giống như cả một hòn đảo nhỏ đang đè ép tới hắn. Đó là một con cự mãng kinh khủng, toàn thân trải rộng vảy màu đen, mỗi một phiến đều có thể so với cả một căn phòng. Tiếng gào rít kinh khủng phảng phất muốn tung bay tầng mây trên bầu trời. Ngọa tào, thái thản cự mãng, chạy mau, hắn là cảm giác được huyết mạch của ngươi. Lông toàn thân hỏa diễm huyễn điểu đều dựng lên, suýt chút nữa liền tự mình chạy. Khương Phàm điên cuồng huy động hai cánh, nhanh chóng bay về chỗ cao nhất, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái đầu khổng lồ phóng lên tận trời. Cự mãng đầu tiến đụng vào tầng mây, con mắt tinh hồng giống như ánh trăng đỏ, lóe ra ánh sáng làm cho người khác phải hồi hộp. Tiếp cận Khương Phàm đang đi xa. Khương Phàm chạy ra rất xa, quay đầu nhìn lại mà tê cả da đầu. Con cự mãng kia chỉ nhấc nửa thân thể lên đã phá cả tầng mây, dài đến mấy ngàn mét. Đó là thái thản cự mãng, là cự yêu có huyết mạch thái thản khủng bố. Nó là một trong siêu cấp bá chủ của Thánh Hồ, lấy giao long làm thức ăn. Hỏa diễm huyễn điểu vỗ ngực, răng không nhịn được run rẩy. Khí tức của nó hình như còn mạnh hơn so với khổng tước nhỉ. Khương Phàm âm thầm kinh hồn. Đây là con đực, Thánh Sơn còn có một con cái, càng lớn hơn. Hai con thái thản cự mãng này bình thường không lui tới lẫn nhau, nhưng cách mỗi 30 năm sẽ gặp gỡ ở biên giới Thánh Hồ. Hỏa diễm huyễn điểu nhìn thái thản cự mãng một lần nữa hạ xuống thân thể, mới thở phào. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Giao phối đó, ngươi suy nghĩ một chút đi, hai đại gia hỏa siêu cấp quấn ở một chỗ, kích tình làm lớn, chàng diện kia có bao nhiêu rung động. Tuy nhiên tỷ lệ bọn chúng sinh ra hậu đại vô cùng nhỏ, hai bọn chúng đều đã sống hơn ngàn năm, cũng chỉ sinh ra 6 quả trứng. Toàn ấp hết sao, chẳng phải là nơi này còn có 6 con thái thản cự mãng. Tỷ lệ sinh ra nhỏ, tỷ lệ sinh ra thuần huyết càng nhỏ hơn, 6 con đó đều không ngoại lệ, đều là phế phẩm. Không có một con thuần huyết. Hình như là thế, tuy nhiên mấy năm trước con cái lại đẻ trứng, không biết có phá xác không. Khương Phàm bay cao. Cảnh giác hòn đảo giữa hồ nước, cũng đang cảnh giác không trung khắp nơi có thể thấy được mãnh cầm. Đương nhiên đụng phải hỏa điểu thích hợp, hắn cũng sẽ cưỡng ép bắt, làm chuẩn bị để luyện bách chuyển linh nguyên đan. Tại thời điểm Khương Phàm đang tìm kiếm bọn người Dạ An Nhiên đã mang theo bọn người Cơ Lăng Huyên xông vào sâu trong đáy hồ. Vị khu vực ở giữa Thánh Hồ. Càng hướng xuống, đáy hồ càng đen đi. Sau khi vượt qua 500 mét tựa như đã chìm vào vực sâu hắc ám kinh khủng. Giá lạnh, yên tĩnh, đưa tay ra cũng khó mà thấy năm ngón tay, thủy áp càng ép tới bọn hắn không thở nổi. Lúc bắt đầu bọn hắn còn có thể kiên trì,
càng đi xuống, càng cảm giác đau đớn. An Nhiên, không phải ca ca hoài nghi ngươi, ngươi thật xác định phía dưới có bảo bối sao? Tiêu Phượng Ngô đã hóa thân thành bỉ mông cự thú, ôm bọn hắn tiếp tục xông xuống dưới. Cảm giác rất kỳ quái, tựa như có thứ gì đó đang triệu hoán ta. Dạ An Nhiên nghiêm túc, ra hiệu hắn tiếp tục lặn xuống. Vẫn còn rất xa. Hình như rất xa xôi, lại kiên trì, kiên trì. Ta chống đỡ, Tịch Nhan, Hàn Nguyệt thì sao? Tiêu Phượng Ngô da dày thịt béo, có thể cắn răng kiên trì. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, Lâm Nam đều có thể đi, nhưng Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt một người am hiểu lực lượng linh hồn, một người am hiểu năng lượng hệ thủy, thể chất đều là nhược điểm. Các ngươi có thể làm không? Nếu thực sự không được, các ngươi đi lên trước, tự ta xuống dưới. Nếu như đổi lại trước đây, có thể Dạ An Nhiên sẽ do dự có nên từ bỏ hay không, nhưng cảm giác lần này quá kỳ diệu. Không phải thân thể, cũng không phải linh văn, mà là hạt giống ngũ hành bên trong khí hải của nàng. Hạt giống ngũ hành đã mọc rễ tại khí hải, toát ra mầm non, cho tới nay đều đang yên lặng sinh trưởng, diễn biến tiểu thế giới của nó, cải tạo thân thể Dạ An Nhiên. Nhưng từ khi tới gần phiến hồ nước nơi này cho đến nay, hạt giống ngũ hành đã bắt đầu nở rộ cường quang, mầm non lung lay rất sinh động, giống như rất kích động. Càng chìm xuống dưới, mầm cây càng vui sướng. Dạ An Nhiên suy đoán rất có thể là phía dưới có thứ có năng lượng ngũ hành. Chúng ta có thể chịu. Tịch Nhan và Thương Hàn Nguyệt cùng nhau gật đầu, các ngươi trốn đến trong kén cây đi. Lâm Nam phóng thích thanh đằng, quấn quanh thành kén cây thật dày, bọc hai người bọn họ lại. Cơ Lăng Huyền phóng thích khí tức kim loại, ngưng tụ thành giáp kim loại cứng rắn, bao kén cây lại. Sau khi Thương Hàn Nguyệt tiến vào, ở bên trong phóng xuất ra hàn khí, ngưng tụ băng phòng, phối hợp kén cây chống cự trọng áp. Tiếp tục, Dạ An Nhiên thúc giục Tiêu Phượng Ngô, vẻ mặt nghiêm trọng, cũng có chút khẩn trương. Nếu như phía dưới là bảo bối, ngược lại cũng dễ nói, nếu như là mãnh thú gì đó, các nàng lao xuống như thế này chẳng khác nào, ném mình cho kẻ khác ăn. Nhưng nếu đã đến tới đây rồi, tóm lại là phải thử một chút. Tận lực ẩn giấu khí tức, đừng kích thích đến yêu thú trong đáy hồ. Cơ Lăng Huyên nhắc nhở bọn hắn, ánh mắt sáng ngời cảnh giác đáy hồ hắc ám. Tiêu Phượng Ngô kéo căng thân thể, nhanh chóng hạ xuống. Nhưng, chiều sâu hồ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, đã chìm xuống đến 1000 mét, vẫn đều không có đụng phải cái gì. Không chỉ có bọn người Tiêu Phượng Ngô sắp không chịu đựng nổi nữa, ngay cả số lượng yêu thú ở đáy hồ đều nhiều lên. Ùm ục ục. Trong bóng tối thủy triều cuồn cuộn, một con cự ngạc đột nhiên vò tới trước mặt bọn hắn, thân dài hơn 30 mét, hai mắt tinh hồng, mở ra miệng rộng, lao thẳng tới Tiêu Phượng Ngô. Quá đột nhiên. Trước đó bọn hắn cũng không phát hiện trong bóng tối có yêu thú. Tiêu Phượng Ngô phản ứng nhanh chóng, kim mân lấp lóe khắp toàn thân, hai mắt trừng trừng, cánh tay tráng kiện bỗng nhiên tiến lên, dữ dội nắm lấy cá sấu cắn qua tới trên dưới. Cự ngạc không chỉ có hình thể khổng lồ, toàn thân còn đều là cốt thứ, nó mãnh liệt nhấc lên, giãy giụa kịch liệt. Giống. Tiêu Phượng Ngô hung hăng mở hai tay ra, đem hàm răng trên dưới của cự ngạc chống ra. Một năng lượng cuồng chiều tuôn ra khỏi lồng ngực của hắn, phun ra bụng cự ngạc. Đây là lực lượng truyền thừa thức tỉnh sau khi dung hợp hoàng kim bỉ mông. Có thể điều động thổ nguyên lực trong thân thể, hóa thành chiều dâng hủy diệt, từ trong miệng phun ra. Tựa như nham thạch nóng chảy thành dung nham, lại khủng bố hơn mấy lần so với dung nham. Toàn thân cự ngạc căng cứng, nội tạng nóng chảy, hài cốt vỡ vụn, bị thiêu chết lập tức. Tiêu Phượng Ngô hất cự ngạc ra, vừa muốn thở phào, Lâm Nam lại giật mình trước nguy cơ khác, hô to một tiếng coi chừng, trước tiên vung lên dây leo tráng kiện, nhanh chóng xen lẫn, mặc kệ là cái gì, cứ phải tạo phòng ngự trước. Trong bóng tối phía trước đột nhiên nở rộ cường quang, một con lôi man dài đến 100 mét xuất hiện. Lôi man, lớn như vậy. Hàn Ngạo đều ớn lạnh toàn thân, cái này phụ mẫu nó đến có hơn 100 mét đi, so phòng ốc đều tráng kiện, toàn thân bỏ đầy sáng tỏ đường vân. Lôi man phát ra tiếng rít gào sắc nhọn, cường quang sôi trào hóa thành lôi chiều, mượn nhờ thủy thế quét sạch mấy ngàn thước. Cẩn thận! Cơ Lăng Huyên quả quyết vào tới phía trước, khống chế ba bộ bất diệt kim thân tiếp dẫn lôi chiều, muốn cưỡng ép dẫn dắt rời khỏi, tránh cho đồng bạn phía sau trực tiếp tiếp nhận lôi chiều. Nhưng, lôi chiều quá nhanh, quá mạnh. A! À, Cơ Lăng Huyên kêu thảm thiết. Ba bộ bất diệt kim thân nhanh chóng nóng chảy, ngay cả nàng cũng đều giống như muốn bị hủy diệt. Tiêu Phượng Ngô, Dạ An Nhiên,
Hàn Ngạo cũng bị lôi chiều nuốt hết, huyết nhục vẩy ra, đau đớn thét lên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, đại hoang loạn thiên ấn trong khí hải Cơ Lăng Huyên lại chủ động thức tỉnh. Một uy thế khủng bố quét sạch toàn thân, trùng kích hắc ám, nhấc lên vô tận gợn sóng. Lôi Man hoảng sợ lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi, quay người chui vào đáy hồ. Xảy ra chuyện gì? Cơ Lăng Huyên đau đớn không chịu nổi, loạn thiên ấn lại đột nhiên liền thức tỉnh. Trước lúc này, nàng thậm chí cũng không biết làm như thế nào để thức tỉnh nó. Tại sao bọn người Tiêu Phượng Mô lại không có phản ứng? Là bởi vì lôi chiều cùng với khí tức kim loại trong cơ thể nàng sinh ra đặc thù cộng minh sao? Đi mau! Tiêu Phượng Mô nhịn đau đớn, một phát bắt được nàng, nhanh chóng xông xuống. Còn muốn xuống? Hàn Ngạo đau đớn không chịu nổi. Lôi điện suýt chút nữa đã xé nát hắn, không chỉ có da chóc thịt bong, trong hài cốt đều bị thương nặng. Ở trước mặt những yêu thú kinh khủng này, bọn hắn vẫn quá yếu. Tiếp tục xông, ta cảm giác đã ở ngay phía dưới. Lại kiên trì. Dạ An Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được một loại triệu hóa nào đó, giống như ngay cả ý thức của nàng cũng đều chịu ảnh hưởng, nhất định phải đến phía dưới nhìn. An Nhiên, người tốt nhất phải có nắm chắc, ca ca ta còn chưa có cùng Uyển Nhi chung phó mây mưa đâu. Ta không muốn chết ở chỗ này. Tiêu Phượng Mô ôm bọn hắn, kiên trì lặn xuống. Ngươi không thể nói điểm khác à? Hàn Ngạo đối với gia hỏa này thật sự là đã không còn gì để nói. Mặc dù bọn hắn kinh sợ Lôi Man, cũng kinh sợ những mãnh thú gần đó đang đến gần khác, nhưng đại hoàng ấn đặc biệt kích thích khí tức một ít cự yêu kinh khủng. Xa xa trên mặt hồ, một lão quy ngủ say không biết bao nhiêu năm mở ra ánh mắt sắc bén, hoạt động cơ thể cứng ngắc. Giống như một hòn đảo màu đen nhanh chóng chìm xuống. Bên trong hồ sâu thăm thẳm hắc ám giá lạnh, một con quái ngư miệng đầy răng nanh cỡ lớn phát ra tiếng gào sắc nhọn, sóng âm cuồn cuộn, quét sạch mấy vạn mét. Thoáng chốc, hơn ngàn con quái ngư nhận triệu hoán, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tụ tập lại một chỗ. Hướng xuống chỗ mấy ngàn mét này, một con tiêm giác thú vùng tám cái xúc tu từ bên trong vực sâu hắc ám vô tận dâng lên. Hình thể lớn đến làm cho người khác phải ngạt thở. Mỗi cái xúc tu đều tráng kiện hữu lực, cuốn lên thủy triều, cái sừng nhọn trên đỉnh đầu dài đến 50 mét, phía trên lóe ra phù văn thần bí phức tạp, khuấy động khí tức kinh khủng. Nhanh nhanh nhanh, xuống sông, sắp đến rồi. Dạ An Nhiên lo lắng thúc giục. Cảm giác kỳ diệu càng ngày càng mãnh liệt, mầm non ngũ hành ở bên trong khí hải nở rộ tia sáng càng ngày càng cường thịnh, thậm chí thuận kinh mạch lan tràn khắp toàn thân. Thời khắc này Dạ An Nhiên giống như bảo khí mờ ảo, ánh sáng rạng rỡ. Có thể mơ hồ nhìn thấy sợi rễ giống như đường kinh mạch bên trong. Đã nhanh nhất rồi. Tiêu Phượng Mô cảm giác thân thể giống như muốn bị đập vụn, kén cây trong ngực cũng bắt đầu giòn vang, giống như tùy thời muốn nổ tung. Phía dưới có thứ gì? Hàn Ngạo đột nhiên cảnh giác. Một mảnh ánh sáng màu vàng đang nhanh chóng tăng lên, thẳng đến bọn hắn. Ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng bành trướng, tự yếu ớt một chút, nhanh chóng sôi trào đến mấy ngàn mét phạm vi. Còn có cỗ tà ác khí tức giá lạnh. Còn tại phóng đại. Thứ gì? Tiêu Phượng Mô kêu lên đầy sợ hãi, lập tức muốn tránh khỏi, lại phát hiện nơi xa đang có số lượng lớn quái ngư đang phóng tới nơi này. Một phương khác, một khí tức nặng nề đè sập hết thảy cũng đang áp sát, hình như cách rất xa, nhưng khí tức cũng đã đập vào mặt. Đại gia hỏa phía dưới đang đi lên. A, à, con cóc. Cơ Lăng Huyên đang muốn nhắc nhở mọi người, bỗng nhiên khẽ giật mình. Ánh sáng nhanh chóng phóng đại, hừng hực như điện. Một con cóc cỡ lớn toàn thân đầy kim quang đang ngẩng đầu lên, con mắt hiện ra hồng quang tập trung vào bọn hắn. Bên trong cái miệng rộng lớn kia có kim quang lượn lờ, như đang ngậm lấy một mảnh lôi trì màu vàng. Toàn thân trải rộng lít nha lít nhít u cục, cũng đều hiện lên phù văn kỳ diệu. Khí tức vô cùng khủng bố. Con cóc cái gì, đó là kim thiềm. Ăn thiên nga, Tiêu Phượng Mô kinh hô, thật lớn. Ăn thiên nga chính là con cóc, Cơ Lăng Huyên lập tức phản bác. Con cóc có thể ăn thiên nga không làm chết hắn à, kim thiềm mới có tư cách, làm không tốt thiên nga còn có thể ôm ấp yêu thương. Im miệng, đến lúc nào rồi, có thể đứng đắn một chút hay không? Hàn Ngạo tức giận hô to, gia hỏa này luôn luôn không hợp với bọn hắn như vậy. Oanh, kim thiềm dâng lên, thủy triều cuồn cuộn, hung quang đại tác nơi đáy mắt nó, trong miệng sôi trào kim lôi. Uy thế khủng bố, tùy thời có thể bạo phát đi ra. Nhưng nó không phải đang uy hiếp Tiêu Phượng Ngô, mà là lão quy cách bọn hắn đang đối mặt nó kia. Lão quy ẩn núp trong bóng tối, cái đầu lanh lảnh,
tứ chi tráng kiện, rắn trên mai rùa nặng nề cứng trải rộng vết tích tang thương, nhưng chính những vết tích này lại lưu chuyển lên ánh sáng màu xanh lam quỷ dị, khuấy động khí tức đáng sợ. Đám quái ngư nhanh chóng dừng lại, miệng đầy răng nanh, số lượng khổng lồ, cách rất xa giằng co với hai con cự thú khác. Chỉ sau chốc lát, tiêm giác thú cũng từ trong bóng tối dâng lên, cùng kim thiềm hình thành giằng co. Trong bóng tối xa xa, còn có khí tức càng mạnh đang tới nơi này gần. Đều chớ lộn xộn, áp chế đại hoang ấn. Tiêu Phượng Ngô ngừng thở, hắn khẩn trương đến lông tóc toàn thân đều dựng lên. Chờ bọn chúng đánh nhau, tìm cơ hội xông ra ngoài. Hàn Ngạo nắm chặt móng vuốt, sẵn sàng trận địa. Toàn thân Dạ An Nhiên phát sáng, ý thức hoảng hốt, giống như không có chú ý tới tình huống nguy hiểm xung quanh, nàng đang cúi đầu, thất thần nhìn qua đáy biển sâu trong. Một lực lượng thần bí, một mực hấp dẫn lấy nàng. Chỉ là bọn người Cơ Lăng Huyên khẩn trương bối rối, không có người nào chú ý tới dị thường của nàng. Kim Thiềm lung lay con mắt, đột nhiên bạo khởi, miệng rộng mở ra, kim lôi sao động, dẫn đầu nuốt tới phía bọn người Tiêu Phượng Ngô. Ầm ầm, tiêm giác thú cũng chuyển động, vung lên ba cái xúc tu khổng lồ, nhấc lên thủy triều mãnh liệt. Mỗi cái đều dài đến 500 mét, tráng kiện cường đại, không nhìn lôi triều tàn phá bừa bãi, hung hăng quấn về Kim Thiềm. Lão Quy gào thét, bỗng nhiên thân thể run run, thủy triều bình tĩnh xung quanh bất chợt bạo động mãnh liệt, tạo thành vòng xoáy vô tận, quét sạch bốn phương tám hướng. Nắm chặt ta, chạy thôi. Tiêu Phượng Ngô gào thét, nhanh chóng xông về phía trước. Nhưng, bản thân ở sâu trong đáy hồ, hành động thật sự không tiện, không đợi đi ra ngoài liền bị vòng xoáy thủy triều đột nhiên xuất hiện phía trước, hắn chật vật nhấc lên đi qua. Đáy mắt Lão Quy lấp lóe ý lạnh, vòng xoáy thủy triều càng lớn hơn, cuốn qua bọn hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cái xúc tu lao tới, dữ dội phá tan vòng xoáy, tiếp đó lại cuốn về phía bọn hắn. Tiêu Phượng Ngô ớn lạnh. A, à, chết rồi. Kích thích đại hoàng ấn. Cơ Lăng Huyên la to. Làm sao kích thích, cái này đâu phải nói kích thích liền có thể kích thích được. Tiêu Phượng Ngô càng muốn giãy giụa, thân thể càng hỗn loạn, thủy triều đang cuộn trào hoàn toàn mất khống chế. A, à, Dạ An Nhiên đột nhiên thét lên đầy đau đớn. Toàn thân nở rộ tia sáng, trong bóng tối nồng đậm trống ra mấy trăm mét. Cùng lúc đó, trong vực sâu phía dưới đáy hồ vô tận chợt hiện cường quang, giống như mặt trời nở rộ, lại như thiên thần mở mắt, cường quang sôi trào, trong nháy mắt chiếu thấu toàn bộ đáy hồ. Bọn người Tiêu Phượng Ngô lập tức nhắm mắt lại, đám cự thú bị cường quang kích thích dừng lại. Ánh sáng hừng hực, chiếu sáng đáy hồ, càng chiếu thẳng đến mặt hồ. Mặt hồ bình tĩnh lập tức ngập trời ánh sáng, chiếu thấu trời cao. Một khí tức cường thịnh cuốn qua đáy hồ, lướt qua thủy triều, phóng lên tận trời, khuấy động thánh hồ vô biên. Tất cả mãnh cầm linh điểu, tất cả đại yêu thủy thú, đều tại thời khắc này an tĩnh lại, ngắm nhìn vị trí trong thánh hồ đột nhiên nở rộ cường quang kia. Ngay sau đó, mặt hồ cuồn cuộn, sóng cả lao nhanh về tám phương, có một số cao tới mấy trăm mét, có một số thậm chí đạt tới hơn ngàn mét, u mà qua, chấn thiên động địa, bao phủ lấy vô số hòn đảo, cuốn đi ức vạn mãnh thú. Khí tức vừa mãnh liệt vừa kinh khủng càng cuốn qua trời cao, chôn vùi tất cả tầng mây, tất cả mãnh cầm linh điểu vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, mênh mông thánh hồ đều oanh động. Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị khí lãng trùng kích, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, tiếp tục xoay chuyển, bay ra mấy vạn mét bên ngoài. Lại có đại bảo bối xuất thế. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nắm chắc bả vai Khương Phàm, ngạc nhiên ngắm nhìn phương xa. Hình như An Nhiên và mọi người đang ở vị trí này. Khương Phàm chú ý tới, trong lòng siết chặt, lập tức tiến tới tâm thánh hồ. Sau đó không lâu, bầu trời, hồ nước, toàn bộ đều sôi trào. Hàng trăm triệu linh cầm thủy thú, điên cuồng trùng kích đầu nguồn ánh sáng. Oanh! Những hòn đảo nơi xa bị thủy triều bao phủ nhấc lên ánh lửa đầy trời, lít nha lít nhít sinh linh bay lên không, tràn ngập đất trời thanh thế tuyệt đối có mấy vạn chỉ. Toàn thể bọn chúng đều phát sáng, liệt diễm cuồn cuộn, thanh thế to. Là hỏa nha, tránh khỏi bọn hắn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu chỉ vào phương xa hô to. Khương Phàm sớm đã bay lên không, vây quanh nơi xa, bởi vì sâu trong đám hỏa nha kia, hắn cảm nhận được một khí tức để hắn khẩn trương. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhắc nhở Khương Phàm. Đám hỏa nha kia không giống với hỏa nha quạ lửa bên ngoài thế giới các ngươi, bọn chúng từ thượng cổ chỗ truyền thừa đến bây giờ. Huyết mạch một mực chưa từng đứt đoạn, nghe nói hỏa nha mạnh nhất có thể phóng thích kim ô thiên hỏa.
Khương Phàm run lên trong lòng, lại kéo ra một khoảng cách. Nếu như đám hỏa nha cảm nhận được hắn tồn tại, nói không chừng quay đầu liền đến vây bắt hắn. Phía dưới thủy triều vẫn lao nhanh, một mảnh cá lớn toàn thân xích hồng bay vào thành đàn, số lượng kinh người, đến hàng vạn con, chạy về phía trước. Cá lớn hình thể to béo, hai vây cá trắng kiệt, như có thể hành tẩu. Bọn chúng hiện ra kim quang, ánh sáng bốc hơi, mơ hồ muốn hiện ra hình rồng. Hỏa diễm huyễn điểu từ trên cao quan sát bầy cá đứng xếp hàng chạy vọt về phía trước, rung động nói, long ngư. Giống như giao long, có tiềm lực thay đổi thành rồng. Mặc dù từ xưa đến nay không thành công, nhưng hơn phân nửa long ngư đã từng hóa thân, thực lực dũng mãnh lại rất nhanh nhẹn. Giống. Hòn đảo phía trước lắc lư, thủy triều bao phủ nơi đó ầm vang nổ tung. Đất sung núi chuyển, cây rừng đổ rạp, thái thản cự mãng lại lần nữa xuất hiện, thân dài vượt qua vạn mét, cực lớn đến nỗi để cho người ta phải ngạt thở. Nó di chuyển thân thể, ép qua hòn đảo, tiến đụng vào thánh hồ, khí tức kinh khủng để các thủy thú kinh sợ lui ra. Sâu trong đáy hồ, các bá chủ thánh hồ như giao long, huyền quy, thương lan thú chiếm lấy một phương nhao nhao thức tỉnh, phóng tới phía trong thánh hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thánh hồ triệt để sôi trào, khắp nơi đều là bóng dáng mãnh thú. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Khương Phàm khẩn trương, dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt, chống đỡ uy thế khí lãng cùng thần bí còn đang sôi trào, lướt qua trời cao. Trong đáy hồ, cường quang cuốn lên thủy triều lao nhanh không dứt. Ngay cả kim thiềm hay các đại yêu khác đều bị vén lui, nhưng Dạ An Nhiên lại bị một lực lượng thần bí cuốn lấy, đón ánh sáng lao nhanh, phóng tới đáy hồ. Dạ An Nhiên thoáng đã thanh tỉnh, kịp thời bắt lấy Tiêu Phượng Ngô, Tiêu Phượng Ngô cũng thuận thế ngăn chặn những người khác, cùng một chỗ va vào bên trong vòng xoáy khủng bố. Mau nhìn xem, đó là cái gì? Lâm Nam chỉ vào phía trước kinh hô. Tại sâu trong ánh sáng lại là một vết nứt khổng lồ, giống như cổ thần ngủ say đang mở mắt, ánh sáng quỷ dị, vặn vẹo trùng điệp, vô cùng rung động. Càng đi về phía trước, ánh sáng càng là to lớn, càng thần bí. Mơ hồ có thể thấy được non xanh nước biếc, núi cao lớn tuổi. Đáy hồ kết nối với nơi nào đó. Hàn Ngạo chấn kinh, cảnh tượng sơn hà tại nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt bọn hắn, giống như thế giới chân thực đang tồn tại. Thế giới ngũ hành, một thế giới độc lập phong tồn sâu trong đáy hồ. Dạ An Nhiên cảm nhận được khí tức ngũ hành, còn có triệu hoán thần bí, rốt cuộc cũng đã hiểu phía dưới là cái gì. Cái gì? Bọn hắn vừa muốn nhìn về phía Dạ An Nhiên. Đón đầu lại là quang ảnh tươi đẹp thật lớn bên trong. Cảnh tượng trước mặt đã dần sáng tỏ thông suốt, không có nước hồ giá lạnh, không có hồ sâu thăm thẳm áp lực. Nơi này là một thế giới mênh mông tươi mát lại phong phú, núi lớn thành rừng, cây to che trời, dòng sông uốn lượn, thác nước lao nhanh, các đóa hoa xinh đẹp nở rộ, vô số mùi hương lão dược phiêu đãng. Nơi này không có yêu thú, không có hỗn loạn. Nơi này an tĩnh lại thanh bình, tươi mát lại mỹ lệ. Nơi này nghiễm nhiên chính là một tiên cảnh mỹ diệu ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tiêu Phượng Ngô từ trên trời giáng xuống, đạp trên một ngọn núi cao, thân thể 18 mét chấn động đến ngọn núi đều đang lay động. Hắn thở hổn hển, ngạc nhiên nhìn ra khắp nơi. Từ đáy hồ hắc ám giá lạnh, đến rừng rậm mỹ diệu tươi mát, hoàn cảnh đột nhiên chuyển biến để hắn có chút mộng. Sức mạnh tự nhiên thật là tinh khiết. Lâm Nam đứng trên vai Tiêu Phượng Ngô, say mê hít thở. Cảm giác này thực sự quá kỳ diệu, chỉ là hít vào một hơi, tựa như nhấp một hớp linh tuyền. Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt cũng bị phóng xuất, ngạc nhiên nhìn xung quanh, còn tưởng rằng đã lâm vào trong một loại huyễn cảnh nào đó. Nơi đó có thứ gì đó đang triệu hoán ta. Dạ An Nhiên chỉ vào phương xa. Nhanh đi, thất thần làm gì? Hàn Ngạo thúc giục Tiêu Phượng Ngô. Nếu không phải ác thú nguy hiểm dưới đáy hồ đang kêu gọi Dạ An Nhiên. Hôm nay chính là đã đụng vào cơ duyên. Tiêu Phượng Ngô đưa cánh tay tráng kiện một phát bắt được Hàn Ngạo, hung hăng ném ra, người biết bay, người đến dẫn đường. Hẹp hòi, đuổi theo ta. Toàn thân Hàn Ngạo phồng lên, hóa thành rực long, dương cánh bay lên không. Tiêu Phượng Ngô đạp tan núi cao, ôm đám người tiến lên, vững vàng rơi trên người Hàn Ngạo. Hàn Ngạo vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa rơi xuống, hỗn đản. Rụt về lại. Quá lớn. Làm đau ngươi rồi. Tiêu Phượng Ngô hắc hắc cười xấu xa, nhanh chóng lùi về bản thể. Biểu hiện của bọn người Lâm Nam co lại, thật sự là im lặng. Hàn Ngạo nhấc lên cuồng phong, lướt qua sơn lâm, thuận theo Dạ An Nhiên chỉ dẫn xông về phía trước. Dạ An Nhiên đang cẩn thận cảm nhận được triệu hoán thần bí,
bọn người Tiêu Phượng Ngô lại không bình tĩnh được nữa. Trong rừng rậm phía dưới tất cả đều là bảo bối. Nhân sâm màu vàng liên miên sinh trưởng, linh quả kỳ dị treo đầy nhánh cây. Thậm chí bên trong con sông lao nhanh còn nổi lơ lửng linh châu. Bọn hắn còn chứng kiến trên một ngọn núi cao treo đầy bảo thạch, đó là linh thạch. Linh thạch trực tiếp sinh trưởng ở bên ngoài. Ta nhịn không được, ta muốn điên rồi. Tiêu Phượng Ngô ở trên người Hàn Ngạo kích động đến dậm chân, hận không thể đập xuống, đem tất cả linh quả bảo bối đều cuốn đi. Nơi này chưa từng bị phát hiện qua sao? Nơi này đơn giản chính là một thế giới nguyên thủy ngủ say. Hình như nơi này không có yêu thú. Thật không thể tin được, ta chưa từng thấy qua bảo địa nào như thế này. Bọn người Lâm Nam rung động đến tột đỉnh, cũng có cảm giác hoảng hốt không chân thực. Nơi này xác định là có tồn tại sao? Hay là bọn hắn đã bị cuốn vào một không gian huyễn cảnh nào đó? Hô hô! Tiêu Phượng Ngô hít sâu một hơi, vẻ mặt hốt hoảng mà nói, ai đánh ta một cái đi, nhìn xem có phải đang nằm mơ hay không? Bành! Cơ Lăng Huyền vùng nắm đấm lên, đánh vào trên bụng Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô run rẩy, da thịt giống như là sóng cả kịch liệt lay động, hắn kêu gào, thân người cong lại bay ra ngoài. Cơ Lăng Huyền lung lay nắm đấm. Cảm giác hình như rất chân thực. A, à, ai nói để cho ngươi đánh ta, nắm đấm của ngươi nặng bao nhiêu ngươi không biết à? Tiêu Phượng Ngô nện ở trên núi cao nơi xa, tức giận đến nhảy tung tăng. Đừng làm rộn, mang hắn lên, nhanh lên. Dạ An Nhiên thúc giục bọn hắn. Hàn Ngạo bắt lấy Tiêu Phượng Ngô, phóng tới không trung, tiếp tục chạy về phía trước. Các ngươi nhìn nơi đó. Thương Hàn Nguyệt cũng kích động hô to. Xa xa, trong u cốc có một vĩnh linh tuyền, mê vụ nồng đậm. Trong linh tuyền còn mọc ra số lượng lớn linh quả kỳ dị, thoạt nhìn như là tinh linh mỹ lệ, đang nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh linh hồ. Xem xét chính là bảo dược hiếm thấy. Đừng nên dừng lại, tiếp tục đến phía trước. Dạ An Nhiên lo lắng thúc giục. Ngươi xác định. Hàn Ngạo kiềm chế không được, hận không thể tới phía dưới, ăn no nê. Phía trước có thứ tốt hơn, nhanh nhanh nhanh, nhất định phải đuổi tới nơi đó trước khi các đại yêu khác xông tới, nhanh đi. Toàn thân Dạ An Nhiên tỏa ra tia sáng, kinh mạch, mạch máu đều nhìn được rõ ràng, loại cảm giác thần kỳ kia càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ. Hàn Ngạo cắn răng, nhịn xuống xúc động nhanh chóng xông tới. Phía trước có rừng rậm tươi tốt, núi đá thành đám, mỗi cây đại thụ đều treo đầy linh quả, mỗi ngọn núi đá đều lấp đầy tinh thạch, khắp nơi đều có lão dược, năng lượng thiên địa nồng đậm đến trở thành mê vụ. Chính là chỗ này. Hàn Ngạo xoay quanh ở trên không. Nơi này có cái gì? Bọn người Cơ Lăng Huyên ngạc nhiên nhìn ra xa, có càng nhiều linh quả tinh thạch, nhưng hình như lại không có thứ gì đáng giá để Dạ An Nhiên kích động như vậy. Chính là chỗ này. Dạ An Nhiên còn chưa dứt lời, núi đá nguy nga phía dưới lại ầm ầm di chuyển, đè xuống núi cao rừng rậm xung quanh. Giống như một bàn tay vô hình, đang kích thích núi sông, rừng rậm. Chỉ sau chốc lát, một vòng xoáy năng lượng cực lớn đến rung động xuất hiện sâu trong mặt đất. Ánh sáng cuồn cuộn, năng lượng như biển, ù xoay tròn, khuấy động năng lượng thiên địa đều đang vặn vẹo. Ông trời của ta ơi! Bọn người Tiêu Phượng Ngô hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được mà nhìn vòng xoáy năng lượng. Một gốc đại thụ nguy nga lơ lửng ở bên trong, như ẩn như hiện. Thân cây tráng kiện cứng cáp, cũng không thẳng tắp, ngược lại giống như một con lão long đang chiếm cứ ở nơi đó, khí thế bàng bạc. Trạc cây tươi tốt, chỉ lên trời sinh trưởng. Xen lẫn thành những tán cây, mỗi tán cây hiện ra tia sáng khác biệt, cũng khuấy động năng lượng khác biệt. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Càng làm cho bọn hắn rung động là, sâu trong mỗi tán cây đều có một kén cây giống như trái tim đang cuộn trào nhảy lên, ánh sáng chói mắt giống như từng mặt trời nhỏ. Ngũ hành thụ. Dạ An Nhiên chấn kinh đến hoảng hốt. Giống như đều có thể rõ ràng nghe được huyết dịch đang chảy xuôi trong cơ thể mình, nghe được cả tiếng trái tim đang đập. Rất có thể chính là ngũ hành thụ. Một gốc ngũ hành thụ hoàn toàn chín mùi. Khó trách mầm non ngũ hành trong khí hải lại sao động như vậy. A, à, Tiêu Phượng Ngô đột nhiên cảm giác khí hải bên trong đan điền nhấc lên gợn sóng. Đại hoang ấn đang yên lặng vậy mà đã thức tỉnh. Từng luồng uy thế thần bí lại mênh mông khuấy động khuếch tán về toàn thân. Cơ Lăng Huyên và Thương Hàn Nguyệt cũng đều ngạc nhiên khi cảm nhận được tình huống của đại hoang ấn. Giống như cự nhạc lao ra biển lớn, khuấy động khí hải nhấc lên mãnh liệt. Trùng kích kinh mạch toàn thân đều đang lóe lên tia sáng. Thổ nguyên lực, thủy nguyên lực, kim nguyên lực giữa thiên địa, đều nhận được dẫn dắt, không ngừng liên tục hội tụ tới bọn hắn.
Bọn hắn nhắm mắt lại, tùy tiện hưởng thụ. Những năng lượng này quá tinh khiết, không chỉ gần như phong phú ở kinh mạch, ở khí hải, còn giống như đang gột rửa kinh mạch, linh hồn. Năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, biến thành mê vụ, biến thành linh dịch, bao phủ lấy bọn hắn. Đại hoàng ấn trong khí hải toàn diện khôi phục, tham lam thôn vệ lấy linh lực trí thuần tuyệt thế hiếm thấy. Cơ duyên. Lâm Nam rung động nhìn bọn hắn. Có thể kích thích đại hoàng ấn chủ động thức tỉnh, có thể tưởng tượng được năng lượng có bao nhiêu kỳ diệu, cũng có thể tưởng tượng được sẽ mang đến cho bọn người Tiêu Phượng Ngô thay đổi phi phàm. Bây giờ có phải chúng ta nên xông tới hay không? Hàn Ngạo nhìn về phía Dạ An Nhiên, không kịp chờ đợi muốn nhìn kén cây bên trong tán cây là cái gì. Kim Hầu, Đao Hoàng, Lâm Nam cũng đều nhìn về phía nàng. Mảnh thế giới thần bí này khẳng định phủ bụi tại đáy hồ vô số năm tháng, ngay cả các lão yêu trong Thánh Sơn cũng không biết. Bọn hắn có thể may mắn như vậy, đương nhiên là bởi vì ngũ hành thụ trong cơ thể Dạ An Nhiên viên kia chỉ dẫn. Cho nên tình huống cụ thể phía dưới là như thế nào, Dạ An Nhiên rõ ràng nhất. Các ngươi ở lại đây, chỉ hấp thu linh lực, chớ lộn xộn, ta đi xuống nhìn trước. Dạ An Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại phía dưới ngũ hành thụ, cũng có thể là đã sinh ra linh trí. Nó có thể chỉ dẫn mình đến, tiếp nhận mình, chưa chắc sẽ cho phép những người khác tới gần. Chúng ta chờ cô. Sau khi Hàn Ngạo buông Dạ An Nhiên xuống, hắn rơi xuống trên núi cao bên cạnh. Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, cũng đều chạy đến đỉnh núi, tiếp tục hấp thu năng lượng trong thiên địa, tư dưỡng đại hoàng ấn. Bọn hắn đều có cảm giác kỳ diệu, đại hoàng ấn giống như muốn bắt đầu dung hợp cùng bọn hắn. Đây đúng là cơ duyên. Chính là đột nhiên như vậy, chính là vui mừng như vậy. Một mình Dạ An Nhiên nhảy vào trong vòng xoáy năng lượng khổng lồ phía dưới. Vòng xoáy mãnh liệt cuồn cuộn chủ động mở rộng một con đường, tiếp dẫn Dạ An Nhiên đi đến. Đại cơ duyên. Hàn Ngạo thật sự là rất rung động. Ngũ hành thụ chân chính, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, lại phát triển đến vấn đề gì. Nói không chừng đã là thần thụ thế giới. Khó có thể tưởng tượng được nó sẽ mang đến cho Dạ An Nhiên thay đổi gì. Lâm Nam cũng rất rung động. Thời khắc nàng dung hợp hạt giống ngũ hành thì đã nhất định cả đời này sẽ không bình thường. Khương Phàm đúng là cho nàng một món lễ lớn rồi. Nếu như thời điểm tiếp thụ hạt giống ngũ hành, mang ý nghĩa Dạ An Nhiên muốn mở ra một lữ trình sinh mệnh không bình thường, như vậy bây giờ đã tiếp xúc đến ngũ hành thụ chân chính, thì mang ý nghĩa Dạ An Nhiên, không tầm thường, có khả năng biến thành, truyền kỳ. Một đoạn truyền kỳ độc thuộc về Dạ An Nhiên. Một đoạn truyền kỳ để thế giới vì thế mà chấn động. Đừng hâm mộ, nơi này tất cả đều là cơ duyên, các ngươi tranh thủ thời gian đi dạo khắp nơi xem. Tiêu Phượng Ngô tùy tiện nhận lấy linh tuyền tẩy lễ, mặt mũi thoải mái tràn đầy say mê. Hàn Ngạo lắc đầu. Đầu tiên cứ chờ chút đi đã. Nếu như không phải có Dạ An Nhiên, chúng ta đều vào không được, không được chủ nhân bên trong cho phép, không nên loạn đụng vào đồ ở đây, không nên thêm phiền cho bình yên. Tiêu Phượng Ngô trợn trắng mắt. Nhìn cái bộ dạng sợ sệt của này ngươi. Ngươi vẫn là đầu rồng sao? Không có gan, ngươi. Lâm Nam sư tỷ, đừng gả cho hắn, hắn không có gan, không có cách nào gieo hạt, nối dõi tông đường là vấn đề lớn. Cút cho ta. Hàn Ngạo suýt chút nữa vung cánh lên hất bay hỗn đản này. Lâm Nam rất bất đắc dĩ, gia hỏa này thật sự đúng là cực phẩm. Khương Phàm ném Tiêu Phượng Ngô vào vô hồi thánh địa, tựa như ném vào một con lửa hoang trong bầy sói cao ngạo. Cơ Lăng Huyên đắm chìm trong linh tuyền nồng đậm, nói. Chúng ta hấp thu linh lực đều không sao, các ngươi đi dạo khắp nơi hẳn là cũng không có gì đâu. Mau đi đi, chớ lãng phí cơ hội, Thương Hàn Nguyệt nói. Ta chưa từng nghĩ tới chỉ là hấp thu linh lực liền có công hiệu tôi thể tẩy thần, các ngươi nhanh đi tìm nơi thử một chút, cũng nếm thử linh quả. Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, Tịch Nhan quan sát vòng xoáy, quay người rời khỏi đỉnh núi, đến trong rừng rậm tìm kiếm linh bảo. Lâm Nam cũng không băn khoăn nữa. Đi thôi, nhìn xung quanh, linh bảo nơi này đếm mãi không hết, chúng ta coi như đổ đầy nhẫn không gian, cũng như chín châu mất sợi lông. Đi mau, Lâm Nam sư tỷ đều đã gọi ngươi, cố gắng nắm chắc. Tiêu Phượng Ngô nháy mắt với Hàn Ngạo. Hàn Ngạo nghiêm mặt rời khỏi, không còn dây dưa với hắn. Hắn xem như đã hiểu, gia hỏa này chính là tên hỗn đản Khương Phàm kia cố ý lôi vào chọc tức hắn. Bên trong vòng xoáy năng lượng, ngũ hành thụ tiếp nhận Dạ An Nhiên. Nơi này không hề mãnh liệt giống như những gì nhìn thấy ở bên ngoài, ngược lại là yên ổn an bình, tia sáng lượn lờ, phảng phất tiên cảnh,
vô cùng lộng lẫy. Ngũ hành thụ so với bên ngoài càng khổng lồ hơn, cứng cáp nguy nga, năng lượng như biển, cứ như thần linh cổ lão đứng ở trong hỗn độn quan sát dân chúng. Dạ An Nhiên hô hấp dồn dập, thừa nhận cảm giác áp bách khó nói nên lời. Mầm non ngũ hành trong thân thể không ngừng liên tục nở rộ uy lực ngũ hành, tràn ngập kinh mạch toàn thân, không còn quỳ rạp xuống ở nơi đó. Là ngài đang triệu hoán ta sao? Dạ An Nhiên bình phục hô hấp, ổn định tốt cảm xúc, thành kính hành lễ với ngũ hành thụ trước mặt. Dung nhan xinh đẹp, dáng người linh lung, được ánh sáng rực rỡ bao phủ xuống, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, giống như tinh linh được tự nhiên thai nghén. Hạt giống trong thân thể ngươi, là ta thả ra vạn năm trước. Thân cây cứng cáp thô cuồng của ngũ hành thụ chậm rãi mở, hai mắt, ra, năng lượng ngũ hành bên trong quay quanh, hào quang bất hủ đang tỏa ra, như là hai tiểu thế giới, phát ra uy thế chấn nhiếp nhân tâm phách. Ngài muốn thu hồi lại sao? Dạ An Nhiên kinh hãi. Vạn năm. Hạt giống này vậy mà đã ở trong viên đá đó vạn năm. Trách không được có thể bị bọn hắn tùy tiện mở ra, thì ra là năng lượng ngũ hành đã tiêu hao đi nhiều. Hạt giống đều đã vạn năm, cái cây này thì sao? Ngũ hành thụ giống như là thần linh tôn quý lại tang thương, quan sát Dạ An Nhiên, mọi thứ có nhân quả, vạn vật có định số. Nó có thể cùng ngươi gặp nhau, chính là duyên của các ngươi. Dạ An Nhiên vội vàng nói tạ ơn. Cảm ơn ngài thành toàn, ta sẽ thiện đãi hạt giống ngũ hành. Ngươi hẳn là đã nhìn thấy thế giới bên ngoài, là do ta sáng tạo. Giọng ngũ hành thụ uy nghiêm lại tang thương, con mắt nhìn về phía trước, vòng xoáy năng lượng kịch liệt cuồn cuộn xung quanh trong lúc bất chợt lại rõ ràng. Có thể rõ ràng nhìn thấy núi cao trùng điệp phía ngoài, nhìn thấy sông ngòi thác nước, nhìn thấy đại địa cổ mộc. Giống như mỗi cái cây, mỗi một đóa hoa cỏ, mỗi một nhánh sông, đều gần ngay trước mắt. Dạ An Nhiên ngắm nhìn bốn phía. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như thượng thương nhìn xung quanh chúng sinh. Nhưng, tâm tư nàng mẫn cảm, mơ hồ đã cảm giác được ngũ hành thụ hẳn không phải là cố ý hiện ra sự thành tựu mình, mà là có nguyên nhân đặc biệt gì đó. Một thế giới xinh đẹp, một thế giới yên tĩnh. Ngũ hành thụ trầm mặc sơ qua, ung dung khẽ nói, một thế giới không có chút ý nghĩa nào, một thế giới ta muốn hủy đi. Nó đã xảy ra vấn đề gì sao? Dạ An Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn ngũ hành thụ như đang lâm vào trầm tư, lại nhìn thế giới mỹ lệ xung quanh. Nơi này, không có sinh mệnh. Ngũ hành thụ ung dung khẽ nói. Nơi này sinh cơ bừng bừng, nhưng lại âm u đầy tử khí. Ta sáng tạo ra thế giới này, lại không cách nào diễn biến thế giới này, ta giao phó sinh mệnh cho thế giới, nhưng lại không cách nào chân chính tạo nên sinh mệnh. Đây là số mệnh của ngũ hành thụ, số mệnh từ xưa đến nay. 20 vạn năm trước, ta là ngũ hành thụ sau cùng của thế giới. Vì tìm kiếm đột phá, tránh thoát số mệnh ngũ hành thụ từ xưa đến nay, ta khai phách hư không, tìm kiếm thượng cổ thần đình trong truyền thuyết. Rất may mắn, ta đã tìm được nơi này. Rất không may, ta vẫn không thể đột phá gông cùm xiềng xích. 10 vạn năm trước, ta diễn biến thế giới này, hao hết thần lực, dựng dục ra một hạt giống ngũ hành, đưa cho một con dao trong hồ. Hỗ trợ nó hoàn thành biến đổi, hóa thân thành rồng. Ta chú ý hạt giống ngũ hành diễn biến bên trong thân thể nó, cũng chú ý nó trưởng thành. Làm một con dao long, nó đã thành công. Hóa thân thành rồng, tái hiện uy lực thượng cổ thần long, còn mở ra cấm chế thần đình, rời khỏi nơi này, trở thành truyền thuyết. Làm ta chờ đợi, nó thất bại. Thế giới ngũ hành diễn biến ra trong thân thể nó vẫn giống với nơi này, tràn ngập sinh cơ nhưng lại không sức sống. Ta thả nó rời khỏi, là hy vọng nó có thể ở bên ngoài hoàn thành diễn biến, mang đến cho ta vui mừng. Sau này, khi nó trở về, cũng thất bại, nó chết ở trước mặt của ta. Dạ An Nhiên chăm chú nghe ý nguyện của ngũ hành thụ. Ngũ hành thụ lại nói, rồng, là một trong những sinh linh mạnh nhất, cũng có trí tuệ rất mạnh. Nó đều đã thất bại, một lần để cho ta mê mang. Sau này, ta từ sâu trong cổ đình mai táng ở Thánh Sơn thả ra chu tước yêu hồn hoa, xúc động đến cấm chế thần đình, xé mở vết nứt, hình thành con đường chỉ cho phép linh nguyên cảnh tiến vào. Từ đó về sau, lần lượt có sinh linh nhân tộc tiến vào. Ta chú ý những nhân tộc này, cũng lần thứ hai diễn biến thế giới ngũ hành ngưng tụ hạt giống ngũ hành. Chỉ là, từ đầu đến cuối không có đợi được người thích hợp. Cho đến khi sau này, đại khái là 3 vạn năm trước, ta rốt cuộc cũng phát hiện một ngũ hành linh văn. Ta phóng thích hạt giống ngũ hành, làm cơ duyên đưa cho hắn.
hắn dung hợp rất thuận lợi, sau khi rời khỏi cũng trưởng thành rất nhanh. Nhưng, đang lúc ta chờ mong hắn sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên, một trận ngoài ý muốn, suýt nữa thay đổi thế giới này. Hắn rất dũng cảm, vọt tới tuyến đầu, lại chiến tử tại thời đại kia. Ta từng tại thời khắc cuối cùng thử tương trợ, lại đem tai họa mang theo thần đình. Cái tên gia hỏa kinh khủng kia giết tới nơi này, thần đình bị thương nặng, suýt nữa biến mất, hơn một nửa huyết mạch thượng cổ còn sót lại bị thanh lý. Ta mang theo tiếc nuối cùng tội ác, rơi vào trạng thái ngủ say. Cho đến khi vạn năm trước, hạt giống ngũ hành lại ngay lúc ta ngủ say trong lúc đó ngoài ý muốn dựng dục ra. Thương thế của ta rất nặng, chờ không nổi truyền nhân mới, liền đem nó ném ra khỏi thần đình, hy vọng nó có thể ở bên ngoài trưởng thành diễn biến. Ngũ hành thụ nhìn Dạ An Nhiên, nói ra những bí mật đã từng có. Vạn năm, ung dung mà qua. Hạt giống thứ ba sau khi trải qua long đong, cuối cùng vẫn tìm được ký chủ. Ngũ hành thụ không phải rất hài lòng với nữ hài nhi đối diện, nhưng cũng không có hà khắc, cũng không có chất vấn. Nếu số mệnh gặp nhau, vậy thì cứ giao cho số mệnh. Nó sẽ không áp đặt can thiệp. Chỉ là, nàng có thể mang đến kết quả không giống như những chuyện đã từng hay không. Dạ An Nhiên cẩn thận nghe xong, đại khái đã hiểu ý tứ ngũ hành thụ. Tâm nguyện suốt đời của nó là bên trong không gian ngũ hành mà mình tạo nên, diễn biến ra sinh mệnh chân chính. Nhưng, cái này khó khăn cỡ nào? Tạo nên ngũ hành không gian rất dễ, cái này thuộc về sức mạnh tự nhiên bình thường, nhưng thai nghén nhân ma yêu linh, chẳng phải là tương đương với sáng thế sao? Đây là nghịch loạn thiên đạo. Nhưng nó không hề từ bỏ, lại là tìm kiếm thần đình. Lại là nếm thử sinh linh trong cơ thể. Dạ An Nhiên mơ hồ có thể cảm giác được, trừ cái đó ra, ngũ hành thụ khẳng định còn thử qua vô số những cái khác, chỉ là đều đã thất bại. Mục đích thật sự ban đầu của lão tổ tông này chính là muốn làm thần linh sáng thế. Dã tâm quá lớn. Sau đã thản nhiên tiếp nhận vận mệnh, chỉ hy vọng có thể trước khi chết nhìn thấy giấc mộng của mình có thể trở thành hiện thực, cho dù là hiện ra trên thân sinh linh khác. Nhưng, vì sao con rồng kia lại chết? Là trong quá trình diễn biến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là lúc thử thai nghén sinh linh đã xúc phạm cấm chế nào đó? Nếu ngươi đã tiếp nhận hạt giống ngũ hành, thì phải bắt đầu diễn biến thế giới ngũ hành. Ngươi chỉ là thánh linh văn, cũng không phải ngũ hành linh văn, quá trình diễn biến sẽ tồn tại rất nhiều biến cố. Từ hôm nay trở đi ngươi cứ ở lại nơi này, ta sẽ ta tận hết khả năng hướng dẫn cho ngươi diễn biến, bảo vệ ngươi phát triển. Chờ sau khi ngươi trưởng thành đến thánh linh đỉnh phong, còn có thể thử nghiệm tiếp quản thế giới này của ta, dung hợp uy lực ngũ hành của ta. Mặc dù ngũ hành thụ không hài lòng tư chất của nữ hài nhi trước mặt, nhưng thương thế của hắn đã vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, cũng không thể nào lại thai nghén hạt giống ngũ hành mới, nữ hài nhi này chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Dạ An Nhiên động tâm. Ở lại thế giới thần bí lại an tĩnh này, toàn tâm toàn lực truy tìm ngũ hành ảo diệu, diễn dịch thế giới hoàn toàn mới. Sẽ không có ai tới đây quấy rầy nàng, cũng sẽ không có ai uy hiếp nàng. Thánh linh cảnh, dung hợp thế giới này. Nếu có ngũ hành thụ bảo vệ cùng kính dâng, rất có thể tương lai của nàng sẽ trưởng thành đến thần linh. Nếu như nàng có thể hoàn chỉnh dung hợp tiểu thế giới cổ lão này, diễn dịch thế giới hoàn toàn mới, nàng sẽ có được sinh mệnh vĩnh hằng, trở thành tồn tại siêu nhiên. Toàn thân Dạ An Nhiên bất chợt nóng lên. Đứng ở trước mặt ngũ hành thụ. Nàng như có thể nhìn thấy tương lai của mình. Lại ngắm nhìn thế giới xung quanh, nàng như nghĩ đến mình có thể thần uy vô thượng trưởng khống nơi này. Loại mộng tưởng này đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng phải kích động, để bất cứ kẻ nào cũng phải khát vọng. Nhưng, Dạ An Nhiên chậm rãi lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt. Ta ở bên ngoài còn có lo lắng, ta không thể ở lại đây. Cái cuối cùng nhân tộc theo đuổi, đơn giản chính là võ cực cực hạn của võ đạo thiên chi đỉnh vấn đỉnh thiên hạ. Ngươi có cái gọi là lo lắng, là bởi vì thất tình lục dục của nhân tộc, là bởi vì ngươi còn rất trẻ. Tin tưởng ta, qua mấy năm ngắn ngủi, ngươi quay đầu lại nhìn, nhìn nữ tình trường kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Ngũ hành thụ rất bất ngờ, nàng cự tuyệt. Mặc dù vị truyền nhân ba vạn năm trước kia cũng lựa chọn rời khỏi, nhưng vị truyền nhân đó có tư chất vượt xa quá nữ hải nhi này. Mà sự thật cũng đã chứng minh, ở bên ngoài trưởng thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Không chỉ phải một mình đối mặt chuyện ngoài ý muốn cùng biến cố trong quá trình diễn dịch ngũ hành không gian, còn phải ứng phó những cường tộc, mãnh thú tham lam đuổi bắt. Huống chi, lần này mình trực tiếp sẽ đem toàn bộ thế giới cùng ngũ hành chi linh của mình đều giao cho nàng.
vậy mà nàng lại không bị lay động. Nàng không hiểu mình có ý gì, hay là có lo lắng gì đặc biệt. Ta, Dạ An Nhiên xác thực rất động tâm, cũng có chút rối bời, đây tuyệt đối là cơ duyên tuyệt vô cận hữu, nói là một bước lên trời đều không chút nào quá đáng. Nhưng, trong nội tâm nàng lại có người ràng buộc, cũng có chuyện lo lắng. Người đã suy nghĩ kỹ, đã cân nhắc kỹ. Ngũ hành thụ hỏi thăm lần nữa. Dạ An Nhiên nói. Ta hy vọng có thể ở lại nơi này, cảm nhận năng lượng ngũ hành tốt hơn, ta cũng biết nếu như ta ở lại nơi này, sẽ có trưởng thành tốt hơn. Nhưng, ta không thể. Ngũ hành thụ than nhẹ. Hai tử, cho ta một lý do. Dạ An Nhiên trầm mặc thật lâu, thấp giọng khẽ nói, thứ ta lo lắng, không chỉ 3 năm, 5 năm, khả năng. Sẽ là cả đời. Tình cảm. Ngũ hành thụ đã hiểu. Đây cũng là cái gọi tình yêu trong nhân tộc. Ngũ hành thụ đã sống mấy chục vạn năm, chuyện đã trải qua, chuyện đã chứng kiến, cũng rất nhiều, rất nhiều, đối với nhân tộc, yêu tộc, thậm chí linh tộc và ma tộc đều có hiểu biết rất sâu. Nhân tộc mặc dù có tiềm lực phi phàm, nhưng cũng có chí mệnh thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này chính là cái được gọi là tình cảm. Bên trong tình cảm, tình yêu, là phức tạp nhất, nguy hiểm nhất. Tình cảm nam tử nữ tử đều khác nhau. Nam tử chú trọng võ đạo hơn, tương đối coi thường tình cảm. Nữ tử thì là khuynh hướng cực đoan, hoặc là tuyệt đối vô tình, hoặc là mối tình thắm thiết. Trước mặt nó, nữ hài nhi này rất có thể chính là đã động tâm đối với nam hài nào đó. Bởi vì còn rất trẻ, còn rất u mê, một khi động tâm, liền dễ dàng quên hết tất cả, coi thường các mặt khác. Ngũ hành thụ bất đắc dĩ than nhẹ, hài tử này xác thực không đủ hoàn mỹ. Tư chất kém, lại trọng tình, còn hết lần này tới lần khác ở vào thời kỳ u mê. Dạ An Nhiên nói, ta có lo lắng, cũng có trách nhiệm, nàng cảm mến Khương Phàm, cũng nhớ mong vô hồi thánh địa. Mặc dù nàng tiếp xúc với thánh chủ chỉ trong thời gian ngắn, nhưng người lại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người nàng. Nàng hoàn toàn có thể liều lĩnh, ở lại truy tìm võ đạo, nhưng hy vọng mà vô hồi thánh địa muốn chấn áp vực sâu hắc ám liền sẽ tan vỡ. Đó không chỉ có liên quan đến một thánh địa, còn có đại hoang, la phù, ức vạn sinh linh. Nàng không thể ích kỷ như vậy, không thể tuyệt tình như vậy. Ngũ hành thụ nói. Hai tử, tương lai ngươi có thể sẽ hối hận. Cuộc đời của ta, không chỉ có võ đạo. Cuộc đời của ta, cũng không thần phục ở võ đạo. Dạ An Nhiên ngẩng đầu, nghênh tiếp đôi mắt ngũ hành thần thụ. Nàng khát vọng võ đạo, nhưng sẽ không trở thành con rối của võ đạo. Nàng khát vọng sinh mệnh, không chỉ có võ đạo, còn có tình cảm, còn có thủ vững, còn có từ bỏ, còn có cực khổ, còn có chờ mong. Coi như tương lai hối hận, cũng sẽ không oán trách. Ngũ hành thụ yên lặng chăm chú nhìn Dạ An Nhiên thật lâu, muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì đó. Dạ An Nhiên thản nhiên nhận lấy sự nhìn nhận của ngũ hành thụ. Nàng chỉ là nhìn rất an tĩnh, rất yếu đuối. Từ nhỏ trải qua, đã sớm để nàng luyện thành kiên nghị, dũng cảm. Còn có chủ kiến. Thật lâu, ngũ hành thụ nói, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Dạ An Nhiên đi về phía trước. Cảm tạ ngài thành toàn, mặc dù ở mọi vấn đề ta cũng không bằng ngài kỳ vọng, nhưng xin ngài tin tưởng ta chắc chắn sẽ dốc hết có khả năng, diễn dịch thế giới ngũ hành, mang cho ngài kết quả không giống với quá khứ. Ngũ hành thụ phóng thích lên mênh mông năng lượng ngũ hành, bao phủ Dạ An Nhiên. Trước tiên ta sẽ cho thức tỉnh tiềm lực hạt giống ngũ hành lại, cho ngươi thêm diễn dịch ảo diệu ngũ hành chân chính. Đây không phải võ pháp, tương lai ngươi càng không cần võ pháp. Chú ý cảm nhận, khi thú triều phía ngoài oanh liệt xông xuống đáy hồ, ánh sáng hừng hực đột nhiên biến mất, mênh mông năng lượng cũng theo đó tản ra. Thế giới ngũ hành, cùng bên ngoài chặt đứt liên hệ. Liên hệ đã biến mất. Khương Phàm đang cẩn thận cảm nhận được khí tức đại hoang ấn ở sâu trong đáy hồ. Kết quả đột nhiên gãy mất. Theo ánh sáng cùng năng lượng biến mất, hoàn toàn mất đi liên hệ. Hỏa diễm huyễn điểu há miệng ra, chết rồi. Bị đại yêu nào ăn rồi sao? Im miệng. Khương Phàm lặp đi lặp lại cảm nhận, nhưng loại liên hệ kỳ diệu kia đã hoàn toàn biến mất thật. Hỏa diễm huyễn điểu duy trì bộ dáng hồ ly, nằm nhoài trên vai Khương Phàm nhìn qua phương hướng nguồn sáng biến mất. Ánh sáng bị dập tắt, liên hệ liền gãy mất. Chẳng lẽ đám bạn của Khương Phàm kia là xông vào đầu nguồn ánh sáng rồi? Khương Phàm cũng đang hoài nghi. Bọn họ hẳn là đã xông vào bí cảnh nào đó. Hỏa diễm huyễn điểu thúc giục. Mau tìm đi, nói không chừng giống luyện binh chàng chúng ta đã phát hiện dưới mặt đất.
chỉ mong là cơ duyên, mà không phải nguy hiểm. Khương Phàm tiếp tục lặn xuống. Mặc dù ánh sáng đã biến mất, nhưng thú triều vẫn còn hội tụ ở nơi này. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng chạy đến đáy hồ, tìm kiếm lấy đầu nguồn ánh sáng biến mất. Sao động, hỗn loạn. Nhưng, bất luận như thế nào tìm kiếm, đều không có phát hiện bất cứ di tích gì hay hoặc là lối vào nào cả. Một ngày, hai ngày, năm ngày, sáu ngày. Linh Cầm đã rời khỏi đáy hồ trước. Sau tám ngày, thủy thú cũng thành bầy rời khỏi. Cuối cùng đáy hồ hắc ám giá lạnh chỉ còn lại có Khương Phàm còn đang cẩn thận thăm dò. Phía dưới khẳng định đã ẩn giấu đi cái gì đó. Khương Phàm quan sát đáy hồ đen kịt, vẻ mặt nghiêm trọng. Vị trí bây giờ, đại khái là cách mặt hồ 2.000 mét, thân thể đang gánh chịu áp bách to lớn, nếu như còn muốn hướng xuống, chỉ sợ là có nguy hiểm. Phía dưới rất sâu, nghe nói kết nối với hư không vô tận. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả thái thản cự mãng có thể xông xuống nhiều nhất 5.000 mét. Đám bạn kia của ngươi, hoặc là bị yêu thú ăn, hoặc là vây ở trong bí cảnh. Hỏa diễm huyễn điều từ bỏ, nhàm chán cuộn ở trên đầu Khương Phàm, chợt nhìn giống như một cái mũ màu lửa đỏ. Đại hoàng ấn đột nhiên biến mất, hẳn là bọn họ đã lâm vào bí cảnh. Khương Phàm tin tưởng phán đoán của mình. Bây giờ khẩn trương vì không biết chỗ bí cảnh kia là phúc hay là họa. Là còn có thể tùy ý ra vào, hay là bị cuốn vào trong hư không tối tăm kết nối với Thánh Hồ. Chúc bọn hắn vận khí tốt đi. Tuy nhiên ta cũng nhắc nhở ngươi, tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là thời gian ước định gặp mặt với đại diễn Thánh Địa. Tập kích Hoàng Triều không vội thêm một ngày hai ngày, cứ để bọn hắn chờ. Khương Phàm tiếp tục tìm kiếm vết tích khả nghi ở sâu trong đáy hồ, cũng không ngừng kích thích đại hoàng ấn, chờ mong một lần nữa có thể sinh ra liên hệ. Bên trong thế giới ngũ hành thần thụ đang tước đoạt, sinh mệnh thụ chấp, của bản thân, không ngừng liên tục rót vào thân thể Dạ An Nhiên, kích thích tiềm lực hạt giống ngũ hành. Sau 6 ngày ngắn ngủi, ngũ hành thụ miêu non nớt liền lan tràn ra số lượng lớn rễ mới, có 30 sợi đang cắm rễ trong khí hải. Bắt đầu từ ngày thứ 6, ngũ hành thụ miêu bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, hình thành thân cây, còn có 5 phiến lá tinh xảo rất dài ra. 5 chiếc lá cây sáng long lanh, tỏa ra tia sáng ngũ sắc, tượng trưng cho 5 hệ năng lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu như đem nơi này so sánh với thế giới tương lai, 5 chiếc lá cây tại thời khắc này tương đương với thế giới nguyên lực nguyên thủy nhất. Ngay cả ngũ hành thần thụ đều hoảng hốt thật lâu, phảng phất thấy được bản thân mình đã từng. 5 chiếc lá tỏa ra tia sáng tinh khiết, tượng trưng cho năng lượng trí thuần. Khí hải mông lung không gian bắt đầu rõ ràng, 5 loại ánh sáng lấp lóe xen lẫn, mơ hồ muốn ngưng tụ thành đại địa sông núi, dòng sông cây rừng. Dạ An Nhiên cảm nhận được khí hải thay đổi, cũng nhận được sinh mệnh thụ chấp cải tạo thân thể. Càng triệt để hơn càng toàn diện hơn xa so với vô hồi thánh chủ. Ngũ hành thần thụ vì cam đoan Dạ An Nhiên có thể chịu được tốc độ khí hải diễn biến, còn liên tiếp tăng lên cảnh giới của nàng. Sau 10 ngày, cảnh giới Dạ An Nhiên đã trực tiếp bước lên cửu trọng thiên. Mặc dù tốc độ rất khoa trương, nhưng Dạ An Nhiên lại không lo lắng sẽ để lại tai họa ngầm, dù sao đây cũng là ngũ hành thần thụ cải tạo, ngay cả thế giới đều có thể sáng tạo, huống chi chút cảnh giới ấy. Trong thời gian 10 ngày, ngũ hành thần thụ kích thích mầm non ngũ hành trưởng thành, cải tạo thân thể Dạ An Nhiên, tăng cảnh giới Dạ An Nhiên lên, cũng đang cho Dạ An Nhiên thể hiện năng lượng ngũ hành diễn biến chân thực. Chính như nó nói, trong khí hải có không gian ngũ hành, thật không cần võ pháp gì. Mầm cây đã bắt đầu trưởng thành, diễn biến sau này sẽ dựa vào chính ngươi. Không cần vội vã sáng tạo núi sông cây rừng chân thực tại khí hải, trước tiên cứ bồi dưỡng ngũ hành thụ của ngươi. Kế tiếp là linh nguyên cảnh đột phá đến linh hồn cảnh, đối với ngươi mà nói là cực kỳ quan trọng, ta không cưỡng ép tăng lên. Tinh lực chủ yếu của ngươi tại linh hồn cảnh, là đem sợi rễ ngũ hành thụ từ khí hải lan tràn đến toàn thân, dọc theo kinh mạch quấn quanh mạch máu. Tại trước sinh tử cảnh, phải đem sợi rễ trải rộng toàn thân, nếu không sinh tử cảnh sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ngũ hành thần thụ lặp đi lặp lại căn dặn. Đây là hạt giống ngũ hành sau cùng. Nếu như không thể trưởng thành, thế giới này sẽ rất khó lại sinh ra hạt giống ngũ hành thuần chính. Xin ngài yên tâm, An Nhiên nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Dạ An Nhiên hành lễ thật sâu với ngũ hành thụ. 10 ngày lắng nghe, để nàng thu hoạch không ít, cứ như trước mặt đã mở rộng một thế giới hoàn toàn mới, chờ đợi nàng cũng là phương hướng võ đạo hoàn toàn mới. Người của các ngươi đã tới. Ngũ hành thụ ngước nhìn bầu trời,
xuyên thấu qua bình chướng thế giới ngũ hành ngóng nhìn đáy hồ hắc ám. Hắn tìm tới nơi này rồi. Dạ An Nhiên rất bất ngờ. Chẳng lẽ đã thoát khỏi Khổng Tước đuổi bắt rồi? Người ngươi thích chính là hắn. Giọng ngũ hành thụ xuất hiện thay đổi vi diệu. Ta thích hắn. Dạ An Nhiên không tiếp tục che giấu, rất hào phóng thừa nhận. Ha ha. Ngũ hành thụ bỗng nhiên phát ra tiếng cười thản nhiên. Ngài, cười. Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi. Ngũ hành thần thụ lại có tình cảm, tiếng cười không hiểu thấu này có ý gì. Ngươi xác định ngươi thích hắn. Ngũ hành thụ lại hỏi, ánh mắt vẫn nhìn qua giữa không trung. Ta thích. Dạ An Nhiên rất khẳng định nội tâm của mình. Nếu như ngươi thật thích hắn, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? Hắn khả năng không thích ngươi. Hắn sẽ thích ta. Lấy thành tựu tương lai của ngươi, không cần thiết yêu hèn mọn như thế. Chuyện ta thích, người ta thích, ta sẽ tranh thủ. Hắn coi như thích ngươi, cũng không dám thích ngươi. Vì sao? Dạ An Nhiên lại càng kỳ quái, vị lão thần thụ này vậy mà tại cùng với nàng thảo luận vấn đề tình cảm. Ngươi xứng với hắn, hắn cũng xứng với ngươi. Nhưng, giữa ngươi và hắn, có một ngoan nhân. Ngoan nhân? Ha ha, hắn đều đã trở về, nàng có thể không trở lại sao? Có ý gì? Lúc ta đang ngủ say vạn năm đã thức tỉnh qua một lần, thấy qua một số người, chứng kiến qua một số việc. Ha ha, lúc ấy không phải ta muốn tỉnh, mà là có hai tiểu gia hỏa huyên náo quá hung, suýt chút nữa đem trời này đều sốc lên. Trên cành cây tang thương của ngũ hành thần thụ, vậy mà thật lộ ra nụ cười. Ngóng nhìn đáy hồ, nhớ lại hồi ức đã từng. Dạ An Nhiên nhìn kinh ngạc, nghe được cũng hồ đồ, ngài là đang nói ai? Ngũ hành thần thụ thu hồi ánh mắt, quan sát Dạ An Nhiên phía dưới. Hai tử, nếu như ngươi dám yêu dám hận, liền chủ động chút. Cũng phải làm tốt chuẩn bị, tương lai ngươi sẽ có kình địch, nàng không đồng ý, ngươi không thể chạm vào hắn. Dạ An Nhiên lắc đầu. Ta không rõ. Tương lai ngươi sẽ rõ. Thật đến lúc đó, ngươi thấy hắn cùng một nữ tử xa lạ ôm nhau, rơi lệ, nhớ kỹ, đối thủ của ngươi đã xuất hiện. Ngàn vạn lần, không cần. Liều mạng, ngũ hành thần thụ rủ xuống một đầu trạc cây, ngả vào trước mặt Dạ An Nhiên. Đây là ngũ hành lệnh mấy ngày nay ta chế tạo cho ngươi, là chìa khóa để ngươi về tới đây. Dạ An Nhiên không hiểu thấu nhìn ngũ hành thụ một lát, sau đó mới nhìn lại lệnh bài ngũ sắc. Ta có thể tùy thời đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nếu như Thánh Sơn hoàn toàn phong bế, ngươi vào không được, nhưng ngươi có thể thông qua ngũ hành lệnh, dung nhập vào nơi này. Có một điều kiện tiên quyết. Ngươi cần trưởng thành đến thánh linh cảnh, mới có thể tới. Mà muốn tiếp quản nơi này, ngươi càng phải trưởng thành đến thánh linh đỉnh phong. Thánh linh cảnh. Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác ngũ hành lệnh chịu nặng, cảnh giới kia đối với nàng mà nói là còn xa không thể chạm, trước đó càng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu thế giới này của ta đã tồn tại quá lâu, bởi vì những gì trước đó ta đã từng nếm thử, đã hoàn toàn hòa làm một thể với ta. Nếu như ta lâm vào ngủ say vĩnh cửu, nơi này cũng sẽ tàn lụi toàn diện. Hai tử, ta không làm áp lực cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Dạ An Nhiên cất kỹ lệnh bài, hỏi. Ngài còn tuổi thọ bao lâu? Có lẽ ngàn năm, có lẽ trăm năm, cũng có lẽ sẽ ngắn hơn. Ta sẽ tận lực kiên trì, cũng hy vọng ngươi đừng để ta chờ đợi quá lâu. Ngài yên tâm, ngày nào đó ở tương lai ta sẽ để ngài nhìn thấy kết quả ngài mong muốn. Có hắn ở bên. Tương lai sinh mệnh của ngươi sẽ rất đặc sắc. Ngũ hành thần thụ dâng lên tia sáng ngũ sắc, quấn chặt lấy Dạ An Nhiên. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác nữ hài nhi này cũng không phải là không hoàn mỹ như vậy, bởi vì, gia hỏa kia đã trở về. Dạ An Nhiên mẫn cảm giác được sau khi ngũ hành thần thụ phát hiện Khương Phàm ở phía ngoài, bất luận là ngữ khí hay là thần thái, giống như đều có chút thay đổi. Nàng còn muốn hỏi lại bị ánh sáng bao phủ. Trực tiếp đưa ra thế giới ngũ hành. Trong 10 ngày này, Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tham Lam hấp thu linh lực tinh khiết nồng đậm. Linh lực không ngừng liên tục tràn vào thân thể, chưa bao giờ đình chỉ. Không phải trực tiếp rót vào khí hải, mà là lướt qua kinh mạch, tẩm bổ khí hải, sau đó lại dung nhập Đại Hoang Ấn. Đại Hoang Ấn giống như đại dương mênh mông khô cạn, đang điên cuồng bổ sung thủy triều, cũng không ngừng liên tục phóng thích ra lực lượng thần bí. Tăng cường khí hải, cường thịnh linh nguyên, sửa đổi thân thể. Trong thời gian 10 ngày, Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt đều thành công đột phá cảnh giới. Thương Hàn Nguyệt chính thức bước lên thất trọng thiên, Tiêu Phượng Ngô,
Cơ Lăng Huyên thành công đột phá đến bát trọng thiên. Hàn Ngạo, Lâm Nam, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, Tịch Nhan, cũng đều bốn chỗ tìm kiếm lấy linh quả, lão dược, thậm chí trực tiếp ngâm vào trong linh tuyền. Bọn hắn như đờ nác đặt mình vào tiên cảnh, tùy tiện hưởng dụng. Bọn hắn tăng cường thể chất, phát triển kinh mạch, tư dưỡng thần hồn. Cũng đều không chút huyền niệm đột phá hàng rào cảnh giới. Trừ Lâm Nam bởi vì kẻ tại linh nguyên đỉnh phong, không thể nào đột phá, những người khác toàn bộ đều đã bước lên nhất trọng thiên. Khi Dạ An Nhiên bị đưa ra thế giới ngũ hành, bọn hắn cũng đồng thời bị cuốn đi. Kết quả? A, à, sao trời lại đen rồi? Ngọa tào, ta đã làm gì sao? Ta chỉ lo cho đại hoàng ấn ăn, còn chưa ăn linh quả. A, không chào hỏi, cứ như vậy ném ra rồi. Giọng Tiêu Phượng Ngô sụp đổ quanh quẩn tại đáy hồ hắc ám. Bọn người Lâm Nam tranh thủ thời gian phóng thích linh lực, chống cự lại trọng áp nước hồ, lại ngắm nhìn xung quanh. Đối mặt chuyển biến bất ngờ, bọn hắn cũng đều méo mặt, có loại xúc động kêu khóc. Bọn hắn đều coi là trước lúc rời khỏi sẽ đánh bắt chuyện gì, đến lúc đó lại chậm chậm đóng gói cũng không muộn. Cho nên, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, chỉ lo cho ăn đại hoàng ấn, bọn người Lâm Nam chỉ lo ăn uống thả cửa. Kết quả, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị ném ra, bọn hắn không hề chuẩn bị. Ha ha, ta đã đựng đầy rồi. Hàn Ngạo phách lối cười một tiếng, lung lay nhẫn không gian trên ngón tay, kết quả lại cứng đờ, phát ra tiếng hét thê lương, làm sao không có. Linh quả bảo dược trong nhẫn không gian của ta đâu, rõ ràng ta đặt vào đây, đều thu lại rồi sao? Chuyện xảy ra khi nào? Tiêu Phượng Ngô trừng to nhìn hắn. Ngươi mấy ngày nay đang một mực đóng gói. Đúng vậy, ta đều đem đồ không cần thiết trong nhẫn không gian ném đi, cho linh quả có chỗ để. Ta còn đựng hai cái túi da thú. Hàn Ngạo nắm lấy áo da giống tuếch bên hông, lòng đang rỉ máu. Tiêu Phượng Mô lại hỏi. Ngươi chứa bao nhiêu? Nhiều lắm, mấy trăm loại. Nhiều như vậy sao? Đúng vậy. Tiêu Phượng Mô nhìn dáng vẻ sụp đổ của Hàn Ngạo, thở phào thật dài, tâm tình ta tốt một chút rồi. Ngươi, con vợ ngươi. Hàn Ngạo chửi ầm lên. Cơ Lăng Huyên mong đợi nhìn Dạ An Nhiên, ngươi không mang ít đồ. Năm cái kén cây trên ngũ hành thụ kia đâu? Dạ An Nhiên lắc đầu. Nó không có nói cái này liền trực tiếp đưa ta ra ngoài. Có thể là cảm thấy thể chất chúng ta bây giờ còn không hàng nổi loại năng lượng này. Tiêu Phượng Ngô hỏi. Những thứ khác đâu? Những thứ khác cũng được. Không có cái gì. Ai? Tất cả mọi người mang theo vẻ mặt cầu xin. Lắc đầu tại đáy hồ. Dạ An Nhiên cười nói. Ta nhận chút đề điểm, còn tăng lên cảnh giới. Các ngươi cũng đều được linh bảo, cải thiện thể chất, tăng lên cảnh giới. Còn không vừa lòng sao? Cơ duyên trong mấy ngày ngắn ngủi này đã không uổng công chúng ta tới Thánh Sơn một chuyến. Hàn Ngạo nói. Mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Tiêu Phượng Ngô cũng thở dài. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Cảm giác này tựa như là mỹ nữ ở một lâu đài tràn đầy hoa đang ngoắc ta lại, ta nghĩ là thời gian sung túc, liền nằm sấp cả người lên giày vò. Thoải mái là đủ rồi, nhưng luôn cảm giác còn có thể thoải mái hơn. Cút đi, vô sỉ. Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, Lâm Nam chăm miệng một lời. Nhân sinh đau đớn ở chỗ không chiếm được lợi lộc gì, đau đớn lớn nhất ở chỗ không có kiếm đủ tiện nghi. Dùng cái gì giải tỏa ưu phiền, chỉ có chiếm tiện nghi thôi. Tiêu Phượng Mô tiếc nuối xoạch miệng, thật đáng tiếc. Tuy nhiên, nhìn thấy hai cái túi không trên lưng Hàn Ngạo, tâm tình lập tức liền khá hơn rất nhiều. Mình tốt xấu gì cũng là úp sấp trên người một nữ tử thoải mái sướng rồi, gia hỏa này tựa như là sờ loạn khắp nơi một trận, hung hăng nắm qua tay, rốt cuộc cũng muốn mở ra đai lưng chuẩn bị bắt đầu, kết quả bị ném ra, ha ha. Ngươi lại nhìn ta cười, ta đập chết ngươi. Hàn Ngạo cảm giác nhất định phải giữ một khoảng cách với tên gia hỏa Tiêu Phượng Ngô này, nếu không sớm muộn cũng bị hắn làm cho tức chết. Dạ An Nhiên ngăn bọn hắn lại. Tình huống nơi này còn xin mọi người giữ bí mật. Đương nhiên, nhưng ngươi nói cho ta biết, phía dưới rốt cuộc là cái gì? Cơ Lăng Huyên tiến đến Dạ An Nhiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Là ngũ hành thụ sống hơn 200.000 năm. Hơn 200.000 năm. Còn có thể 40-50. Ông trời ơi, Vĩnh Hằng Thánh Sơn này đã tồn tại bao lâu? Nơi này còn có một tên khác, hình như là Thượng Cổ Thần Đình. Dạ An Nhiên lắc đầu, không tiện nói tỉ mỉ. Đi thôi, rời khỏi nơi này. Tiêu Phượng Ngô đưa tay dựng ở Hàn Ngạo, thình lình tới câu, Khố Ca đừng nóng giận.
tản ra linh lực, uống miếng nước lạnh, mát mẻ mát mẻ. Khố ca, ta gọi tên ngươi một cái thân mật, cút, ngươi là đồ ma cả bông. Khố ca, dế nhũi, khố ca, thổ phỉ. Lâm Nam tranh thủ thời gian ngăn lại, Hàn Ngạo, ngươi ngây thơ sao? Hắn mắng ta. Hắn mắng ngươi, ngươi liền mắng hắn. Ngươi lớn bao nhiêu, vậy ta có thể nhẫn nhịn sao? Lâm Nam tức giận. Nhịn không được ngươi đánh hắn đi. Tiêu Phượng Ngô không tim không phổi, chen chớp mắt. Nghe được không, Lâm Nam tỷ tỷ của ngươi đều chịu không được ngươi, ngươi đánh đi, ngươi ngược lại là nên cứng rắn một chút. Được rồi, Cơ Lăng Huyên quả thật cạn lời đối với tên này. Thương Hàn Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, biết Hàn Ngạo đã rất nhiều năm, chưa từng có thấy hắn sáng sủa qua như thế. Cho tới nay, Hàn Ngạo đều là cao ngạo lại cường thế, đệ tử thánh địa đối với hắn vừa tôn trọng lại vừa sợ. Từ khi cái tên Tiêu Phượng Ngô này đến thánh địa, lại thích tiếp cận hắn, chẳng những không hề lo lắng, còn hay kích thích hắn. Giống như có cảm giác một ngày không đùa hắn toàn thân không dễ chịu mà. À, phía trước có thứ gì đó đang tới gần. Bọn người Tiêu Phượng Ngô lập tức cảnh giác, Dạ An Nhiên mặt giãn ra cười khẽ, hẳn là hắn tới. Khương Phàm. Hàn Ngạo cẩn thận cảm nhận, là khí tức quen thuộc. Ha ha, quả nhiên là Khương Phàm. Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên hô to. Khương Phàm vào tới nơi này, nhìn thấy tất cả mọi người và An Nhiên không việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phượng Ngô nhìn hỏa hồ ly cuộn lại trên đỉnh đầu Khương Phàm, thể hiện lập tức đặc sắc qua. Lão đại, cái nón đỏ này của ngươi rất độc đáo nha. Lông chồn, lại là lông hồ ly. Mấy ngày không gặp, phong tao lên nha. Bọn người Hàn Ngạo cũng dở khóc dở cười, sao lại mặc đồ như thế này? Đây là con hồ ly, ta vừa mới bắt được. Khương Phàm đưa tay giật hỏa diễm huyễn điểu xuống. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi khỏe không? Hỏa diễm huyễn điểu phát ra âm thanh ngọt ngào lại thanh thúy. Đột nhiên xuất hiện dịu dàng để Khương Phàm đều sửng sốt một chút. Hỏa diễm huyễn điểu lại tỏa sáng hai mắt, chân nhanh nhẹn, xuyên qua thủy triều, bổ nhào vào Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên sững sờ, không thể nín cười được. Tiểu hồ ly thật đáng yêu. Bọn người Cơ Lăng Huyên đều tràn lan ái tâm, là thật đáng yêu. Dạ An Nhiên ôm lấy tiểu ra hỏa. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân hồ ly toàn thân đỏ chót, bộ lông mềm mại, ngay thẳng vừa vặn cái mũi nhỏ còn ẩm ướt, vô cùng đáng yêu. Nó nằm nhoài trong ngực Dạ An Nhiên, nhu thuận ủi ủi, cái mũi nhỏ dương lên, thuận cổ áo liền muốn chui vào trong y phục. Tên hồn đản ngươi. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, ra tay như điện, hung hăng chộp tới đầu hồ ly. Hồ ly xoay chuyển con mắt, veo lùi thân thể về, lay lấy y phục Dạ An Nhiên vây quanh bên cạnh. Nó lại sát vào ở giữa, Khương Phàm đưa tay đến, hồ ly liền chạy. Kết quả, một phát bắt được chỗ mềm mại kia, Dạ An Nhiên run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Đám người trừng con mắt một cái, khẽ nhếch miệng, bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Khương Phàm nhếch miệng, mặt cũng đỏ lên, tranh thủ thời gian rút tay về, chỉ vào hồ ly giận dữ mắng mỏ, tới đây cho ta. Hồ ly nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, không để ý áp lực thủy triều, vèo bổ nhào xuống đến trong ngực Lâm Nam. Lâm Nam vô ý thức ôm lấy, tiểu gia hỏa lại thuận cổ áo cũng muốn chui vào bên trong. Khương Phàm hô to, ngăn lại nó là đực, a. Lâm Nam kinh hô, vội vàng bắt lấy, hồ ly, đẩy ra ngoài. Tiểu hồ ly rũ cụp lấy thân thể, mắt to căng tròn tội nghiệp nhìn Lâm Nam. Lâm Nam không rõ tình huống, lập tức bị ánh mắt này bắt làm tù binh, nhịn không được liền ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an. Tiểu hồ ly dễ chịu ngâm khẽ, dùng sức ủi lấy chỗ mềm mại trước mặt, vẫn là cái này lớn. Khương Phàm thực sự bất đắc dĩ, muốn ngăn lại nhưng không dám ra tay, Lâm Nam sư tỷ, nó không phải hồ ly. Nó là con chim. Chim. Lâm Nam ôm lấy tiểu hồ ly. Cái này chim gì? Hồ ly điểu. Khương Phàm giải thích nói. Nó là hỏa diễm huyễn điểu, có thể thay đổi, biết nói tiếng người, còn quan trọng hơn, nó là sắc điểu. Tiểu hồ ly trợn trắng mắt. Ai, lời này ta không thích nghe. Ta mới bao nhiêu lớn, còn không có chính thức phát dục đâu, ta vẫn là hài tử. Lại nói, ta đây là đang biểu đạt chút thiện cảm. Dùng nhiệt tình biểu đạt. Không giống ngươi, hạ tình dược cho người ta. Hạ tình dược. Đám người đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm, dữ dội như thế rồi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp cho ta. Khương Phàm lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo nó. Tốt, thay ngươi giữ bí mật. Tiểu hồ ly co lại trong ngực Lâm Nam,
thoải mái phát ra tiếng ngâm khẽ. Nó thật sự là con chim. Lâm Nam ôm lấy nó giơ lên trước mặt quan sát, ta xem một chút. Tiêu Phượng Ngô nắm lấy, quay lưng đi nhỏ giọng hỏi, hắn hạ dược cho người ta rồi. Hắn không để cho ta nói. Tiểu Hồ Ly nói như tên trộm, chỉ hai ta biết, Phụng trộm nói, thích hợp không? Bí mật nhỏ giữa hai ta, cái này, ngươi cũng không thể truyền đi. Đương nhiên, danh dự của ta là vang danh khắp thiên hạ. Hắn hạ dược cho lão đầu tử người ta, lão đầu tử kia tức giận đến đuổi giết hắn khắp núi đồi. Hắn còn vung thuốc cho đội ngũ Huyền Nguyệt Hoàng Thất, một đám người ngao ngao. Tràng diện kia, đơn giản là nóng nảy. Cuối cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều tức giận đuổi giết hắn, mấy nữ hài tử đều nổi điên. Qua a, qua a, qua, qua, qua. Tiêu Phượng Ngô trừng mắt mắt to, thể hiện khoa trương cực độ, một tiếng so với một tiếng càng to rõ, một tiếng so với một tiếng càng phấn khởi. Bọn hắn ở chỗ này nói thì thầm, nhưng thật ra là không có chút hạ giọng. Mặc dù là ở trong đáy hồ, nhưng đám người lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn người Cơ Lăng Huyên ngạc nhiên, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm đang méo mặt phía trước. Đây là Khương Phàm làm. Hơn một tháng không gặp, triệt để giải phóng thiên tính rồi. Tiêu Phượng Ngô nhìn Khương Phàm đến hai mắt tỏa ánh sáng, kích tình hô to, lão đại, nhìn không ra, ngươi là loại người này nha. Ta có thể giải thích. Khương Phàm muốn bóp chết hỏa diễm huyễn điểu. Không cần giải thích, ha ha, lão đại, hình tượng của ngươi ở trong lòng ta trong nháy mắt sinh động lên rồi. An Nhiên, Tịch Nhan, các ngươi thật có phúc, lão đại ở trên giường khẳng định kích tình. Im miệng. Chúng nữ quát tháo, Khương Phàm giải thích. Ta vùng thuốc trong sơn động, là muốn kích thích yêu thú bên trong đi ra để ta có thể trộm linh quả ở trong đó, không nghĩ tới lại kích thích ra một lão tiền bối. Lúc ta vùng thuốc, đám người Huyền Nguyệt Hoàng Thất kia vừa vặn xông đến nơi đó, cũng trúng độc. Một dãy chuyện này, tất cả đều là ngoài ý muốn. Trong tay của ta có loại thuốc này, là bởi vì trùng hợp nhặt được thi thể một con quỷ diện Ngô Công, sau đó liền tinh luyện thuốc độc, muốn thu thập tên tặc điểu này lúc ấy đang truy sát ta. Thế này sao? Tiêu Phượng Ngô giật mình, lại hỏi hỏa diễm huyễn điểu trong ngực, thật hay giả? Hỏa diễm huyễn điểu há mồm lại nói, là trùng hợp lại là ngoài ý muốn, ngươi tin không? Khương Phàm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, các ngươi biến mất mấy ngày nay đều đi đâu? Cảnh giới của các ngươi, Dạ An Nhiên giải thích nói. Phía dưới có ngũ hành thần thụ, mở ra thế giới ngũ hành, nó ở nơi đó sinh tồn 200.000 năm. Hạt giống ngũ hành mà ta dung hợp kia, chính là nó thả ra tại vạn năm trước. Nó dẫn ta đi qua, chỉ điểm cho ta, giúp ta kích phát tiềm lực hạt giống, phát triển thế giới khí hải. Mọi người cũng đều ở nơi đó đạt được chút cơ duyên. Ngũ hành thần thụ, cô có hạt giống ngũ hành. Hỏa diễm huyễn điểu trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn Dạ An Nhiên. Tiểu nha đầu nũng nịu này vậy mà lại là người mang hạt giống ngũ hành. Ông trời ơi! Chẳng phải là tương lai có thể sáng tạo thế giới mới sao? Là Chu Tước, lại là hạt giống ngũ hành, đây là bầy quái vật gì? Mình đây thực sự là đã tìm được chỗ dựa rồi. A, à, hạnh phúc! Phía dưới có không gian ngũ hành. Khương Phàm khiếp sợ nhìn đáy hồ hắc ám, lần này tới Thánh Sơn quá đáng giá. Chờ chút! Ngũ hành thần thụ, ngũ hành không gian. Khương Phàm trí nhớ kiếp trước hình như đang hiện lên cái gì đó, nhưng làm thế nào cũng không nhớ rõ. Đan Hoàng thức tỉnh bên trong ý thức hải, hoảng hốt thật lâu, ung dung khẽ nói. Chẳng lẽ là hắn còn sống, thì ra hắn ở chỗ này. Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lại là thượng cổ thần đình trong truyền thuyết. Trách không được sẽ có nhiều di tích cổ như vậy, nhiều bí cảnh như vậy. Đan Hoàng từ từ trở nên yên ắng, chỉ để lại một tiếng than nhẹ đắng chát, thong thả phiêu đãng bên trong ý thức hải. Chuyện đã qua 30.000 năm, ta chỉ muốn bồi dưỡng truyền nhân. Truyền thừa đan thuật. Vì sao lại để cho ta lặp đi lặp lại nhớ lại hết thảy mọi chuyện đã từng? Ta, không muốn lại trải qua loại tuyệt vọng kia. Ta không muốn lại nhìn thấy chư thần tận thế. Ta cũng chuẩn bị ít đồ cho các ngươi, đi, rời khỏi nơi này trước. Khương Phàm chống đỡ linh lực bình chướng, nhanh chóng phóng tới mặt hồ. Dạ An Nhiên nhìn đáy hồ đen kịt phía dưới lần cuối, sau đó cũng đi theo bọn hắn rời khỏi. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi không lâu, trong bóng tối lại bất chợt hiện ra hai tia sáng yếu ớt, giống như hai đầm sâu nơi đáy hồ, lại như hai con mắt khổng lồ. Phần Thiên Thần Hoàng, ha ha, ngươi đã trùng sinh, hẳn là công lao của Thiên Hậu rồi.
Tình yêu nhân tộc thật đúng là kỳ diệu, vậy mà lại có thể làm cho một nữ hài tử điên cuồng đến thế này. Khi còn sống, nàng vì ngươi huyết sát trăm vạn dặm hoang hải, tàn sát 3 tỷ yêu thú. Sau khi chết, nàng vì ngươi mà huyết tế hoàng triều, nghịch loạn em mờ dương, sẽ chỉ để ngươi trùng sinh một lần. Các ngươi đây là phạm vào tối kỵ. Ngũ hành thần thụ cách ngũ hành không gian, ngắm nhìn thân ảnh đang rời khỏi kia. Các ngươi đã muốn làm lại một lần, tái chiến đăng thiên kiều, ta sẽ giúp các ngươi một lần. An Nhiên, đưa các ngươi, Chu Tước yêu hồn hoa. Cũng đưa bọn họ, bọn người Khương Phàm trở lại mặt hồ, tìm tới một đảo nhỏ an toàn. Ta ở bên trong một di tích cổ phát hiện 5 kiện binh khí, từ tuổi tác đến xem, rất có thể cùng không kém Vĩnh Hằng Thánh Sơn bao nhiêu. Mà An Nhiên vừa mới. Khương Phàm đang nói tới chỗ này, Tiêu Phượng Ngô bên cạnh đột nhiên đụng đụng Dạ An Nhiên, chú ý không, thay đổi xưng hô, trước kia là Dạ An Nhiên, bây giờ là An Nhiên, ngữ khí cũng dịu dàng, không giống với lúc trước ha. Đám người tập thể cứng đờ, mặt đen lại. Tiêu Phượng Ngô lại không chú ý tới sắc mặt mọi người, mỉm cười ra hiệu, tiếp tục, chúng ta đang nghe. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhíu mày nhìn Tiêu Phượng Ngô một chút, ngốc đại cá tử này rất tao nha. An Nhiên vừa mới nói, ngũ hành thần thụ tồn tại ở chỗ này hơn 200.000 năm, năm binh khí này cũng chỉ dài không ngắn, mà khả năng đã đạt tới thần binh. Nói cách khác, năm binh khí này đã từng có danh uy, cùng thực lực, rất có thể đã chấn kinh qua một thời đại. Nhưng bây giờ bọn chúng đã mất đi tia sáng, cũng mất thần tính. Khương Phàm phóng xuất năm binh khí trong thanh đồng tiểu tháp ra, trọng lượng kinh khủng rung động đảo nhỏ, suýt chút nữa ép vỡ nó. Đây là năm loại thần binh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.